Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 8. Nhóc con, tuổi trẻ khí thịnh là tốt, nhưng quá kiêu ngạo dễ ngã chết, bây giờ hối hận còn kịp. Hội trưởng hội giám định Ngọc Thạch ngồi bên cạnh Mạc Phàm cười mỉa nói. Hối hận, ha ha. Mạc Phàm cười, y tiên bất tử hắn sẽ hối hận sao? Bác sĩ Mạc, thôi đi. Tần Trách cau mày, cũng khuyên. Nhớ đâu Mạc Phàm không nói ra được vấn đề gì, chắc chắn Lý Hưng sẽ ép cậu ta ăn tàn thuốc. Dù sao Mạc Phàm cũng cứu cha ông ta, cho dù đại ca đã đưa thẻ chí tôn Tần gia cho Mạc Phàm, nhưng vẫn là ân nhân của Tần gia. Ông ta có thể thất lễ với Mạc Phàm, nhưng không thể để người cầm thẻ chí tôn Tần gia bị người ta bắt nạt. Mạc Phàm cười đứng dậy, đi đến trước khối linh thạch, cũng không thèm để ý khối linh thạch này. Sở dĩ tảng đá này có thể tỏa ra linh khí vì trên đó có hai trận pháp, tụ linh trận và âm dương chuyển hoán trận. Tụ linh trận là tụ tập linh khí, nếu để ở trong nhà, chắc chắn linh khí sẽ đậm hơn những nơi khác một chút, có lợi với thể xác và tinh thần. Âm dương chuyển hoán trận, tụ mà thịnh, thịnh lâu nhưng lại suy, trận pháp này thích hợp điều tiết âm dương, duy trì linh khí ở một vị trí thích hợp, xoay chuyển âm dương tụ linh, nghịch chuyển âm dương có thể tỏa linh khí. Vừa tỏa ra linh khí là nghịch chuyển âm dương. Ngoại trừ hai trận pháp này ra, trên tảng đó còn có một ích tà trận, có thể làm người ta tránh bị tà vật quấy nhiễu, có thể ích tà tránh giữ. Mạc Phàm thao thao bất tuyệt. Lúc hắn mở miệng nói, mắt không ít người thay đổi. Ngay cả Chu Trường Hoàng cũng khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, tên nhóc này có chút hiểu biết, mạnh hơn Trần Đại Sư nhiều. Có thể nhìn ra được trận pháp trong linh thạch. Cùng với pháp thuật ông ta sử dụng. Lý Hưng hơi sững sờ, bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Đại sư, cậu nói những chuyện này có ích lợi gì, vẫn không ngăn được cậu phải ăn hết tàn thuốc. Vương Thiên Tước cười mỉa nói. Bảo Mạc Phàm đi lên không phải phân biệt linh thạch này, mà để ông ta soi mói. Những lời Mạc Phàm nói nhìn như có đạo lý, nhưng cũng không phải không có kẽ hở. Tác dụng của linh thạch này mọi người đều nhìn thấy. Trước khi bắt đầu bán đấu giá linh thạch, đã có giới thiệu qua rồi, linh thạch này có thể tàng phong tụ thủy, phòng tránh việc xấu, dưỡng sinh. Dựa vào mấy điểm này, chỉ cần hơi động não một chút, có thể tập hợp lại những lời Mạc Phàm nói, không khó chút nào. Mạc Phàm cười không thèm để ý, tiếp tục nói. Nhưng tảng đá này giống hệt với những vật phẩm bán đấu giá lúc trước, chỉ là tốt mã rẻ cùi, không chịu nổi trọng dụng, bởi vì nó chỉ là tảng đá bình thường, căn bản không thể sử dụng lâu dài. Tảng đá này có khắc trận pháp đơn giản, xem như là pháp khí cấp thấp. Nhưng nguyên liệu pháp khí vô cùng hà khắc, nếu sử dụng nguyên liệu bình thường, dùng không lâu sẽ nứt ra, tảng đá này là như vậy, các vật phẩm bán đấu giá lúc trước cũng thế. Tất cả chuyện này đều là âm mưu. Những lời này vừa nói ra, trong phòng VIP lộ ra vẻ hoảng sợ. Đám người vừa rồi còn đắc ý tươi cười lập tức cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin, nhất là Lý Hưng và Chu Trường Hoàng. Mắt hai người lóe lên ánh sáng lạnh, hung dữ nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Bị tên nhóc này nhìn thấu, làm sao có thể, loại chuyện này làm vài lần đều không bị vạch trần, lại bị một tên nhóc đâm thủng sao? Vật phẩm bán đấu giá cho dù là đồ cổ, ngọc thạch, dược liệu, thậm chí là linh thạch cuối cùng đều có vấn đề. Trải qua Chu đại sư tu bổ ngụy trang, người bình thường căn bản không nhìn ra được, cho dù nhìn ra, đã mua đồ rồi không thể trách bọn họ. Bị bọn họ lừa cũng không dám tìm bọn họ gây phiền phức, dù sao cũng là hội đấu giá, mình nhìn nhầm không thể trách người khác. Cũng sẽ không để lộ với người ta, mất tiền thì được, mất mặt thì thôi. Ông ta dùng loại phương pháp này kiếm được không ít tiền ở cách thành phố xung quanh, còn chưa thất thủ bao giờ. Không thể nào, đồ chúng ta lấy được đều là giả sao? Có người hỏi. Ông ta lấy không ít đồ, mấy ngàn vạn ném ra ngoài. Nếu đều là giả, chẳng khác nào nói ông ta dùng mấy ngàn vạn mua một đống rác rưởi về. Cậu nói linh tinh, cậu nghĩ mắt chúng tôi mù hay sao? Vài vị đại sư nổi giận nói. Mấy thứ này đều được bọn họ giám định rồi, Mạc Phàm nói mấy thứ này đều là giả, không khác gì tát mạnh vào mặt bọn họ. Thấy mọi người đều nghi ngờ, sắc mặt Lý Hưng và Chu Trường Hoàng mới dịu đi chút. Nhóc con, không muốn ăn tàn thuốc còn chưa tính, dám vụ oan tôi như vậy hả? Lý Hưng cười mỉa nói, nửa uy hiếp nửa châm chọc. Nhanh đuổi tên danh con này ra đi, ở trong này nói bừa, muốn làm lòng người hoảng sợ sao, một tên nhóc học sinh trung học biết dám chó gì.
Lưu lão hơi khó chịu nói. Tên nhóc này ầm ĩ một lát, trong lòng ông ta bắt đầu không yên. Ở đây chỉ có Tần Trách nhướng mày, nhìn Mạc Phàm đầy nghi ngờ. Mạc Phàm tới đây chủ yếu là đấu giá đồ, nhưng không đấu giá một món nào, còn khuyên ông ta đừng nên đấu giá. Nếu không phải những vật phẩm đấu giá này có vấn đề, sao Mạc Phàm có thể bình tĩnh như vậy? Hơn nữa từ lúc bắt đầu hội đấu giá này đã lộ ra kỳ lạ, đám người kia vì mất tiền mới không muốn tin tưởng là giả, ông ta không lấy một món nào, nên có thể nhìn thấy rõ ràng. Chắc chắn hội đấu giá này có vấn đề. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, không để ý đám người bị lừa gạt này, nhìn Chu Trường Hoàng cười mỉa nói. Những ai đấu giá được đồ trở về thử nghiệm xem, trái lại linh thạch này có thể thử nghiệm bây giờ, sử dụng hai lần nữa, chắc sẽ thành một đống đá vụn. Tôi nói không sai chứ, Chu đại sư. Mạc Phàm vừa dứt lời, có người không phục kêu lên. Chu đại sư, thử lại ba lần đi, để cho tên nhóc con này hoàn toàn hết hy vọng, đi ăn tàn thuốc. Lông mày tuyết trắng của Chu Trường Hoàng nhíu chặt lại, bỗng nhiên sát khí lộ ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, mãi mà không ra tay. Linh thạch này đừng nói sử dụng ba lần, sử dụng hai lần sẽ tự động vỡ. Người xung quanh thấy Chu đại sư không chịu ra tay, vẻ mặt chậm rãi tiêu nghỉu, nhìn Chu đại sư và Lý Hưng đầy quái dị. Lý Hưng, chuyện này là sao đây, cậu đừng nói cho chúng tôi biết, những thứ chúng tôi lấy được tối nay đều như lời đại sư này nói, là giả. Lưu lão đập bàn, tức giận nói. Nếu là thật, vì sao không dám thử, chắc chắn có quỷ. Chuyện này còn phải hỏi sao? Mạc Phàm cười mỉa nói. Lúc trước hắn cảm thấy kỳ lạ. Bán đấu giá tiến hành 1/3, hắn liền hiểu rõ. Rõ ràng là ván cờ Lý Hưng và Chu đại sư này bày ra, tới vơ vét tiền của những phú hào kia. Hắn vốn không định vạch trần, thương trường như chiến trường, cho đến bây giờ đều như vậy, anh ngu tôi gạt, thua cũng không trách được ai, ai biết Lý Hưng lại lên tiếng bảo hắn dám định linh thạch. Vốn chỉ là bọt khí, nhưng lại dám đụng vào họng súng, không biết sống chết. Lần đấu giá này muốn một tay giao tiền một tay giao hàng, giá khởi điểm còn thấp như vậy, hóa ra là thế. Một ông chủ tức giận nói. Cho dù đám người này rơi vào trong hố, nhưng cũng không phải là người ngu, lập tức hiểu ra. Trong phút chốc, ngoại trừ Vương Thiên Tước và một lão giả mặc trang phục thời đường, gần như tất cả mọi người đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hưng và Chu đại sư, vô cùng phẫn nộ muốn bọn họ cho một câu trả lời. Sắc mặt Lý Hưng rất hung ác. Ông ta vốn định kích Tần Trách, để Tần Trách đấu giá linh thạch kia, hố Tần Trách số tiền lớn. Ai biết lại kích Mạc Phàm ra, hơn nữa người trẻ tuổi này còn có mắt nhìn. Lần này chơi lớn rồi. Chu Trường Hoàng ở bên cạnh nheo hai mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Khối linh thạch này mới ra giá đã lên tới 5.000 vạn, cuối cùng không chỉ 2 triệu, có thể lên tới nhiều tỷ, nhiều tiền như vậy cứ thế mà không còn. Nhóc con, cậu phá hỏng chuyện lớn của tôi. Vậy lão phu sẽ giết cậu. Chu đại sư lạnh lùng nói, giọng nói như từ địa ngục cửu u tới. Gió lạnh lập tức nổi lên, áo bào của ông ta lay động lần nữa. Mạc Phàm hỏi. Nhóc con, sợ hãi à, nhưng đã muộn. Chu Trường Hoàng cười mỉa nói. Không thể không thừa nhận Mạc Phàm có chút mắt nhìn, nhưng tinh mắt thì sao, không có thực lực sẽ không có kết cục tốt. Nếu dám phá bàn cờ của ông ta thì phải chịu lửa giận. Tối nay tên nhóc này sẽ chết không thể nghi ngờ. Sợ, sợ ông không dám. Mạc Phàm cười nói. Trọng sinh tới nay, hắn chưa sợ người nào, cho dù là pháp sư trúc cơ trung kỳ thì sao? Đúng lúc hắn chưa đấu với trúc cơ trung kỳ lần nào, thử xem pháp sư trúc cơ trung kỳ trên địa cầu có mấy phần trình độ tu chân giới. Nhóc con, mày muốn chết. Mắt Chu Trường Hoàng đầy lửa giận, hàn quang bắn về phía Mạc Phàm. Tôi thấy là ông và Lý Hưng muốn chết, dám tới thành phố Đông Hải chúng tôi lừa gạt, còn muốn làm hại đại sư Đông Hải chúng tôi, các người không muốn sống rời khỏi Đông Hải nữa à? Lưu lão ở thành phố Đông Hải tức giận nói. Nơi này ông ta uy vọng cao nhất, tuổi tác cũng lớn nhất, lại bị Lý Hưng và Chu đại sư gạt thảm như thế. Hai người này bị vạch trần còn muốn giết người, phải hỏi ông ta có đồng ý hay không? Lưu lão, đừng nhiều lời với bọn họ như vậy. Bắt bọn họ lại là được rồi. Trên mặt Tần Trách tràn đầy vẻ đắc ý, oán khí cả tối biến mất không còn. Buổi đấu giá cả đêm này, lại đấu giá toàn hàng giả. Một đám đại sư không tra ra được, một tên nhóc 16 tuổi ông ta mang tới lại vạch trần Lý Hưng.
May ông ta mời Mạc Phàm tới, nếu không ông ta đã bị Lý Hưng lừa, vừa mất mặt lại mất tiền. Nhưng bây giờ khác rồi, hầu như những người ở đây đều nợ ân tình ông ta, dù sao Mạc Phàm cũng là ông ta mời tới. Lý Hưng, ông cũng có ngày hôm nay, xem ông làm sao bây giờ. Sắc mặt Lý Hưng thay đổi, một tên Tần Trạch ông ta còn không sợ, nhưng nhiều nhà giàu tụ tập như vậy, ông ta chọc giận nhiều người, không dễ giải quyết như thế. Cho dù ông ta mang theo nhiều đại hán áo đen, cũng không có khả năng bình yên rời đi, đám người này không mang theo nhiều vệ sĩ lắm, nhưng cộng lại chắc chắn nhiều hơn ông ta nhiều. Ông ta tràn đầy lo lắng nhìn Chu Trường Hoàng Chu Đại Sư. Chu Đại Sư, ông xem. Hừ, một đám phàm nhân có thể làm gì chúng ta? Chu Trường Hoàng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người. Đã như vậy, vậy đừng trách tôi thủ hạ vô tình, đều chết cả đi. Nói xong hai ngón tay Chu Trường Hoàng dựng thẳng trước ngực, miệng niệm thần chú. Quỷ khí âm trầm xung quanh ông ta tỏa ra, pháp bàn ba hình tròn bay từ trong túi ông ta ra, trôi nổi trước người ông ta ba thước. Đi ra cho tôi. Chu Trường Hoàng hét lớn một tiếng. Trong chớp mắt gió lạnh bao quanh căn phòng, tiếng quỷ khóc sói gào tê tâm liệt phế truyền trong pháp bàn ra, làm người ta sởn gai ốc, ba bóng dáng mắt thường có thể thấy xuất hiện dưới pháp bàn. Ba bóng dáng đều vô cùng cao lớn, mặc giáp y cổ đại, khuôn mặt vô cùng hung dữ. Mồm to như bồn máu lộ ra răng nanh sắc bén, vừa giống người lại giống dã thú, móng vuốt chỉ còn lại xương trắng, móng tay dài như chiếc đũa, lóe sáng hào quang màu máu, nhìn làm người ta nổi da gà toàn thân. Nếu không phải một tầng chiếu sáng ngăn cản ba bóng người này, chắc chắn ba bóng người kia đã đánh tới, sâu xé bọn họ thành mảnh nhỏ. Ba bóng dáng này vừa xuất hiện, nhiệt độ cả căn phòng giảm xuống 10 độ. Sắc mặt Lưu lão thay đổi, ngơ ngẩn nhìn ba bóng dáng kia, gương mặt già nua co rúm lại. Các phú hào khác cũng sợ tới mức không nói ra lời, không còn hung hãn kiêu ngạo như vừa muốn Lý Hưng và Chu Trường Hoàng ở lại. Tất cả vệ sĩ bọn họ mang tới đều có thể lấy một chọi 10, nhưng chưa từng thấy chuyện như bây giờ, tất cả sợ tới mức không dám động. Đây là quỷ tướng, quả nhiên Chu Đại Sư có thể xua thần ngự quỷ, xong rồi. Trần Vệ Tinh ấp úng nói, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Mạc Đại Sư, cậu hại chúng tôi rồi. Có người kêu lên, nếu Mạc Phàm không vạch trần âm mưu của hai người họ. Bọn họ chỉ mất chút tiền của, lần này phải mất mạng. Quỷ! Không biết ai kêu lên một câu, một phú hào, đại sư, vệ sĩ không ngồi yên được, xoay người chạy ra ngoài, có thể cách xa ba bóng dáng kia được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Bác sĩ Mạc, nhanh chạy đi, cậu không muốn sống nữa à? Tần Trạch lo lắng kêu lên. Ông ta vốn tưởng rằng hôm nay Lý Hưng xong đời, ai ngờ Chu Trường Hoàng có thể thi triển pháp thuật, cho dù là người Tần gia. Từng nhìn thấy những thứ người thường chưa thấy, cũng sợ tới mức toàn thân run run. Lúc này không đi, có khả năng thật sự không đi được. Nhưng nhìn thấy Mạc Phàm vẫn đứng đó, vội vàng nhắc nhở. Nếu không phải Mạc Phàm nhắc nhở ông ta, có khả năng ông ta đã bị Lý Hưng lừa, đây coi như là báo đáp ý tốt lúc trước của Mạc Phàm. Chạy sao? Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên. Vừa rồi hắn chỉ đoán Chu Trường Hoàng là sư huynh của Vương Trường Sinh. Bây giờ hắn đã kết luận được người bắt Tiểu Ngọc là Chu Trường Hoàng. Bất luận là pháp khí tàng quỷ, hay là pháp thuật sử dụng, Chu Trường Hoàng đều giống hệt Vương Trường Sinh, ngoại trừ ông ta ra thì còn ai? Nếu chắc chắn là người bắt Tiểu Ngọc, vì sao hắn phải đi? Chu Đại Sư nhìn thấy biểu cảm sợ hãi của mọi người, cười đắc ý. Nhưng thấy Mạc Phàm vẫn không nhúc nhích, khóe miệng ông ta nhếch lên cười mỉa, trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Nhóc con, mày chết chắc rồi. Đợi trở thành huyết thực của tiểu quỷ dưới tay tao đi. Chết chắc rồi. Mạc Phàm cười. Một người tên Vương Trường Sinh cũng từng nói với tôi như vậy, nhưng cuối cùng ông ta bị lệ quỷ, sinh hồn phản phệ, ông đoán xem ông sẽ có kết cục gì. Chu Đại Sư ngẩn ra, nhìn Mạc Phàm với vẻ khó mà tin, ngay sau đó thay vào đó là âm độc. Hóa ra mày là người giết sư đệ tao. Tôi nói rồi, ông ta bị phản phệ mà chết, tôi chỉ phế tu vi của ông ta. Ông cũng có thể nói là tôi giết ông ta. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, căn bản không để ở trong lòng. Giận dữ trong mắt Chu Trường Hoàng càng đậm hơn vài phần, sư đệ ông ta thích tế luyện oán khí nặng nhất cho sinh hồn, ác quỷ, có pháp lực còn có thể kìm hãm những quỷ âm này, phế đi sư đệ ông ta có khác gì giết cậu ấy. Nhóc con, mày đi chết đi.
Chu Trường Hoằng biết người giết sư đệ ông ta vô cùng trẻ tuổi, không ngờ là Mạc Phàm trước mặt. Ông ta mặc kệ pháp thuật gì, ông ta đến tu vi này, thực lực mới là toàn bộ, pháp luật vô dụng với ông ta. Nếu giết người của Âm Quỷ Tông, dùng mạng tới trả lại đi. Ông ta niệm thần chú, ánh sáng trên pháp bàn tản đi, ba quỷ tướng như dã thú thoát khỏi nhà giam, xông về phía Mạc Phàm, trong chớp mắt đã đến bên cạnh hắn. Rất nhiều người quay đầu nhìn Mạc Phàm, nhắm chặt mắt lại, không muốn nhìn Mạc Phàm bị quỷ tướng xé ra thành mảnh. Bác sĩ Mạc cẩn thận. Tần Trách kêu lên. Mặt Mạc Phàm không đổi, trong mắt lộ ra thất vọng. Hắn vốn tưởng rằng pháp sư trúc cơ sơ kỳ sẽ lợi hại hơn chút, không ngờ cũng chỉ như vậy. Không chỉ pháp lực kém trúc cơ trung kỳ ở tu chân giới rất nhiều, ngay cả pháp thuật cũng chỉ đơn giản là xua quỷ, chỉ sử dụng quỷ cường chút. Những tinh diệu của ngự quỷ chi thuật, Chu Trường Hoằng này căn bản không học được, ngay cả pháp khí cũng rách nát. Nghĩ vậy, hắn không còn hứng thú tiếp tục dây dưa với Chu đại sư này, vẻ mặt nghiêm túc hơn. Ông đã tự tin như vậy, tôi sẽ cho ông thấy pháp thuật chân chính là gì. Hắn lấy miếng kiếm phủ trong cổ ra, linh khí chen chúc chui vào bên trong. Ánh sáng trắng chói mắt nở rộ, kình phong nổi lên bốn phía, trường kiếm khí hơn một trượng lập tức xuất hiện trong tay hắn. Sắc bén khó mà hình dung lập tức hiện lên trong phòng VIP, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy trên cổ như có thanh kiếm. Linh áp khủng bố làm người ta không thở nổi. Mạc Phàm cầm trường kiếm khí trong tay, như thần tiên nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, mắt nhìn xuống chúng sanh. Kiếm khí này vừa xuất hiện, ba quỷ tướng lúc trước như hung thần ác sát bị kìm hãm, như nhìn thấy khắc tinh, hoảng sợ lùi về phía sau. Trong đó một người chỉ số thông minh cao hơn chút quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu lại Mạc Phàm. Hai tên khác thấy quỷ tướng này quỳ xuống, chần chừ một lúc cũng quỳ xuống theo, toàn thân run rẩy. Ba quỷ tướng có thể giết sạch người trong Túy Nguyệt Cư, trong chớp mắt thành thật như chuột gặp mèo. Mọi người ở đây đều sửng sốt, tất cả trợn mắt há miệng nhìn Mạc Phàm. Biểu cảm trên mặt tất cả còn chấn kinh hơn Chu đại sư thả quỷ tướng ra. Chu đại sư là đại sư nổi tiếng ở thành phố Nam Sơn, theo như lời đồn có thể ngự quỷ xua tà, xây dựng thế lực đã lâu. Mạc Phàm chỉ là một học sinh trung học, vậy mà nắm giữ kiếm tiên kiếm khí trong truyền thuyết, chấn nhiếp quỷ tướng Chu đại sư thả ra. Chuyện này thật khó tin. Cậu ta thật sự chỉ 16 tuổi. Hội trưởng Hiệp hội Giám định Ngọc Thạch lúc trước chào phúng Mạc Phàm, tâm tình chìm vào đáy cốc, vậy mà trong lúc vô tình ông ta đắc tội một nhân vật lợi hại như thế. Tần Trách cũng không ngờ Mạc Phàm giỏi y thuật, pháp thuật cũng lợi hại như vậy. Lúc này trong lòng ông ta không ngừng cảm thán, hôm nay mời Mạc Phàm tới là quyết định sáng suốt. Sớm biết như vậy, ông ta không cần bực tức như thế, chỉ cần mời Mạc Phàm ra tay, Trần Đại Sư, Chu Đại Sư gì đó hay Lý Hưng đều bị ngược thành cặn luôn. Ngoài ra ông ta cũng hối hận đến mức muốn tát mình hai cái, vì sao trên đường tới lại thất lễ với Mạc Phàm. Con đường sau này của ông ta sẽ vì chuyện này mà chịu chút ảnh hưởng, nhất định phải nghĩ biện pháp đền bù Mạc Phàm. Ngoại trừ Tần Trách, trong lòng Phú Hào, đại sư ở đây như có thiên quân vạn mã lao nhanh, chấn kinh đồng thời hối hận muốn chết. Chu Trường Hoằng đã là đại sư, ở đây còn có một người còn lợi hại hơn Chu đại sư, hơn nữa chỉ 16 tuổi. Mới 16 tuổi ai có thể đoán được lợi hại như vậy? Nhất là Trần Đại Sư, trên mặt là xấu hổ. Ông ta trào phúng và khinh bỉ Mạc Phàm không chỉ một lần, ai ngờ Mạc Phàm mới là đại sư chân chính, ngay cả Chu đại sư nổi tiếng ở thành phố Nam Sơn cũng kém xa Mạc Phàm. Chuyện này, Lý Hưng Phú Hào số 1 ở thành phố Nam Sơn trợn mắt há miệng, cả khuôn mặt không còn chút huyết sắc. Vì sao ông ta lại đi khiêu khích Mạc Phàm, không chỉ bị vạch trần? Có khả năng phải nuốt cả linh thạch. Vẻ mặt Chu Trường Hoằng cũng khó mà tin, hai mắt nhìn chằm chằm kiếm khí trong tay Mạc Phàm. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Mạc Phàm chỉ mới 16 tuổi, sao có pháp lực mạnh như vậy, còn nắm giữ kiếm khí. Phải biết rằng ông ta tu luyện hơn 80 năm, mới có tu vi trúc cơ trung kỳ như bây giờ. Mạc Phàm không để ý đến những người này, lạnh lùng nhìn ba quỷ tướng. Những quỷ tướng này không giống sinh hồn hoặc ác quỷ, phần lớn bọn họ là tướng sĩ tương đối cường đại khi còn sống, mang một chút chấp niệm lưu giữ lại linh hồn, thời gian lâu dài sẽ thành quỷ tướng, bị quỷ tu bắt ở trong pháp khí sử dụng tùy ý. Bọn họ không có ác niệm gì, nhưng không thể cãi lời kẻ làm phép ra lệnh. Nơi này không phải nơi các người nên ở lại,
cát bụi trở về cát bụi, đất về đất đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, tay vung lên, từng dòng linh khí rơi lên người ba quỷ tướng. Ký hiệu trong cơ thể quỷ tướng bị linh khí của Mạc Phàm đánh tan, ba quỷ tướng lập tức khôi phục tự do, không ngừng khấu đầu cảm ơn Mạc Phàm. Đi đi, Mạc Phàm thản nhiên nói. Hai tay ba quỷ tướng tạo thành chữ thập, bộ dạng vẫn dữ tợn như trước, nhưng trên mặt là an tường, như tín đồ quy y Phật môn, bóng dáng nhanh chóng nhạt dần, chỉ trong phút chốc đã biến mất không thấy. Xử lý xong ba quỷ tướng này, Mạc Phàm nắm kiếm khí giơ lên, kiếm khí như một binh khí co duỗi tự nhiên, duỗi tới cổ Chu Trường Hoằng. Ông còn muốn báo thù cho sư đệ ông không? Ánh mắt Mạc Phàm rét lạnh, giọng điệu rất bình tĩnh. Chu Trường Hoằng nhìn kiếm quang bên cổ, yết hầu không ngừng dao động, nuốt nước miếng, mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống. Chỉ cần ông ta dám nói nửa chữ muốn, sẽ bị kiếm chém bay đầu. Ông ta không nghi ngờ uy lực của kiếm khí này. Sư đệ tôi trời sinh tính tàn nhẫn, thích lấy người sống tế luyện, vốn là tội ác tày trời, tôi tới thành phố Đông Hải cũng là muốn bắt cậu ấy về tông môn xử phạt, đại sư phế đi tu vi của cậu ấy, cũng là thay trời hành đạo, bảo vệ muôn dân, tôi cảm ơn Mạc đại sư còn không kịp. Chu đại sư vội nói, Mạc Phàm có thể nhất niệm cầm kiếm, chỉ ít là chân nhân mới có thể làm được. 16 tuổi đã là chân nhân, loại thực lực này tuyệt đối không phải ông ta có thể chọc được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sư đệ ông tội ác chồng chất, tôi thay ông giết ông ta, ông có cầu oán hận không? Không có. Chu đại sư vội vàng nói, sợ nói chậm sẽ bị Mạc Phàm chém chết. Vậy tôi đuổi quỷ tướng của ông đi. Chu đại sư đau lòng, quỷ này khó đạt được, trong đó có hai người là sư phụ để lại, ông ta dùng 20 năm mới lấy được tên thứ ba, kết quả bị Mạc Phàm đuổi đi hết. Không có ba quỷ tướng này, thực lực ông ta còn chưa được 1/3, đâu dám oán hận. Không có. Ông giáp tâm bất lương bày mưu ở đây, tôi thu pháp khí của ông có vấn đề gì không? Tay còn lại của Mạc Phàm vươn ra, một lực hút mạnh xuất hiện, ba pháp bàn của Chu Trường Hoằng lập tức bay vào tay hắn. Vật phẩm bọn họ bán đấu giá đều là đồ giả, ba pháp bàn này có nguyên liệu như pháp bàn của Vương Trường Sinh, có thể luyện chế trận bàn, đúng là thứ hắn muốn. Không có. Chu Trường Hoằng cắn răng nói, trong lòng không ngừng rỉ máu. Nếu như tôi giết ông có di ngôn gì không? Mạc Phàm lại lạnh giọng hỏi. Nếu Tiểu Ngọc là Chu Trường Hoằng bắt, bảo mẹ Tiểu Ngọc hạ độc hắn chắc chắn cũng do Chu Trường Hoằng làm. Khóe miệng Chu đại sư giật giật, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống. Không có, mong đại sư nể mặt cùng là tu sĩ mà tha cho tôi một mạng, tiểu nhân nhất định sẽ cố sửa sai. Cho dù ông ta oán hận cũng không làm gì được, ông ta vốn không phải đối thủ của Mạc Phàm. Đường đường là đại sư có thể xua quỷ ngự thần ở thành phố Nam Sơn, lúc này mềm nhũn như quả hồng tháng 10, không thể làm gì được. Thực lực thấp hơn, một chữ có sẽ là chết. Lý Hưng ở bên cạnh tái mặt, ngay cả Chu đại sư cũng khuất phục, ông ta lại ngốc ở trong này, còn mạng nữa sao? Không nói đến Mạc Phàm tha thứ cho ông ta. Một đấm của đám nhà giàu này cũng làm ông ta không chịu nổi. Thừa dịp Mạc Phàm đang xét xử Chu đại sư, ông ta nhẹ nhàng rời đi. Còn chưa đi được vài bước, trước mắt sáng lên, kiếm khí đánh tới. Trường kiếm khí vốn để trên cổ Chu đại sư lập tức xuất hiện trước người ông ta dám động một chút sẽ bị chém đứt. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười mỉa. Hắn tu luyện diễn thiên thần tuyệt, cảm ứng còn cường đại hơn Chu Trường Hoằng trúc cơ trung kỳ. Một con muỗi bay ra ngoài hắn đều có thể cảm ứng được, một người lớn như vậy muốn trốn khỏi mắt hắn sao? Tôi nhớ chúng ta còn đánh cược với nhau đúng không, ông chủ Lý? Lý Hưng, ông bại bởi Mạc đại sư, không thực hiện đã muốn đi, lá gan của ông không nhỏ đâu. Tần Trách cười mỉa nhìn chằm chằm Lý Hưng nói. Vẻ mặt Lý Hưng ngẩn ra, sắc mặt tái nhợt, một lát sau cười ngượng ngùng. Tôi đâu dám, chỉ hơi mắc tiểu nên muốn đi toilet một chuyến. Vậy ông nhịn một lát đi. Tay Mạc Phàm đặt trên linh thạch, linh khí trên tay rót vào, hơi dùng lực một chút, tảng đá lập tức nát ra thành vô số mảnh nhỏ. Tôi đã giám định được linh thạch này có vấn đề, dựa theo đánh cược vừa rồi, tự ông nhìn mà làm đi. Lạch cạch từng tảng đá rơi xuống trước người Lý Hưng. Ăn đi. Một người có công ty làm về bất động sản tức giận kêu lên. Ở đây có nhiều người như vậy, không một ai thương hại Lý Hưng.
bọn họ bị Lý Hưng lừa nhiều tiền như vậy, nếu như không có Mạc Phàm, không biết tối nay sẽ sao đây, bảo ông ta ăn đá đã là nhân từ rồi. Lý Hưng nhìn đá trên đất, hối hận mặt đều xanh. Ông ta rảnh rỗi không có chuyện gì làm đánh cược làm gì, không phải tự tìm chết sao? Cho dù đánh cược cũng phải đánh cược thứ ăn được, thứ này đừng nói có thể ăn được hay không, ăn vào nhất định sẽ chết. Mạc đại sư, tôi ăn tàn thuốc có được không? Cậu bảo tôi ăn bao nhiêu, tôi sẽ ăn bấy nhiêu, tôi tuyệt đối không cãi lại. Lý Hưng cười nịnh nọt nói. Nếu ông muốn trộn tàn thuốc ăn cũng được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ha ha. Xung quanh có không ít người cười sung sướng khi kẻ khác gặp họa. Đá trộn với tàn thuốc, tôi cảm thấy cũng không tệ, Mạc đại sư cao minh. Tần Trách cười mỉa nói, còn không quên vỗ mông ngựa. Lý Hưng hung dữ chừng Tần Trách một cái, dám giận cũng không dám phát tác. Mạc đại sư, vừa rồi là tôi có mắt không tròng đắc tội cậu, cậu đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với tôi, nếu không thì như vậy, cậu đừng bắt tôi ăn tảng đá này. Tôi bồi thường cho cậu hoàng kim có kích cỡ tảng đá này, thế nào? Lý Hưng chớp mắt, cầm lấy một tảng đá vội vàng nói. Hoàng kim bằng tảng đá trong tay ông nghĩ Mạc đại sư là ăn xin à, hiếm lạ mấy chục vạn của ông sao? Một phú hào cười mỉa nói. Tảng đá kia chỉ bằng một cái bánh nướng, còn không được 4 miếng vàng, một miếng vàng cũng hơn 10 vạn tệ, cho dù là 4 miếng cũng chưa được 100 vạn, chút tiền ấy đã muốn đuổi Mạc đại sư. Vẻ mặt Lý Hưng trầm xuống, vội vàng sửa lời. Là tôi sơ sót, nếu như Mạc đại sư chịu bỏ qua cho tôi nguyện ý đưa 1.000 vạn bồi tội. 1.000 vạn sao? Không phải tất cả những người ở đây đều là phú hào, cũng có không ít đại sư, tuy những người này nổi tiếng ở ngoài, nhưng không có nhiều tiền, bồi tội đã 1.000 vạn. Không ít người nhìn về phía Mạc Phàm ngoại trừ kính sợ ra, còn có thêm chút hâm mộ. Loáng một cái buôn bán lời 1.000 vạn. 1.000 vạn làm bồi tội tôi có thể nhận, nhưng ông chuẩn bị dùng bao nhiêu tiền tới mua mạng hai người đây? Mạc Phàm hỏi. Bắt Tiểu Ngọc, lại hạ độc hắn, vừa rồi còn muốn giết người diệt khẩu. Nếu cứ bỏ qua như vậy, hắn là y tiên bất tử sao? Mạng chúng tôi. Lý Hưng và Chu Trường Hoàng thoáng nhìn nhau, vẻ mặt âm trầm không ít, bọn họ làm gì bọn họ hiểu rõ nhất. Mạc đại sư, cậu muốn bao nhiêu thì ra giá đi, tôi chắc chắn không cãi lại. Chu đại sư nhỏ giọng nói. Ông ta hoàn toàn khuất phục Mạc Phàm, trong lòng không có nửa điểm chống cự và ý nghĩ làm trái. Hôm nay thua ở trong tay Mạc Phàm, có thể còn sống là vận khí bọn họ tốt, không sống nổi là số mệnh như vậy. Cũng không nhiều, mỗi người 1 triệu được rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. 1 triệu. Lần này ngay cả phú hào ở xung quanh cũng hít khí lạnh, ở đây cũng có người giá trị 10 triệu đến 100 triệu. Nhưng cho dù là Vương Thiên Tước có giá trị 100 triệu, cũng không thể tiện tay lấy ra 1 triệu. Mạc đại sư, chuyện này. Trên mặt Lý Hưng lộ ra chút khó xử. Hôm nay ông ta cũng chỉ kiếm được hơn 3 triệu, thoáng một cái bị Mạc Phàm cầm đi một nửa, hôm nay hỏng hết rồi. Làm sao, ngại nhiều, vậy giết hai người là được. Mạc Phàm nâng kiếm khí, chém về phía Lý Hưng. Không nhiều, không nhiều, nhưng nhiều tiền như vậy tôi cần chút thời gian. Cậu cho tôi thời gian, tôi nhất định sẽ đưa 2 triệu cho cậu. Vẻ mặt Lý Hưng thay đổi, chớp mắt một cái, vội vàng nói. Ổn định Mạc Phàm trước, bảo vệ mạng rồi nói sau, chuyện khác phải bàn bạc kỹ hơn. Mạc Phàm suy nghĩ một lát, nói. Tôi cho ông nửa tháng, vậy đủ rồi chứ? Đủ rồi, trong vòng nửa tháng tôi đảm bảo sẽ đưa 2 triệu đến cho Mạc đại sư. Lý Hưng vội vàng gật đầu, thề son sắt nói. Trong đáy mắt hiện lên chút hung ác nham hiểm. Ở đây cậu trâu bò, đến thành phố Nam Sơn còn có thể động vào tôi sao? Vậy ông tốt nhất đừng có dở trò gì, nếu không đây là kết cục. Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, cánh tay nâng lên, kiếm khí chém mạnh về phía bàn đấu giá. Rắc rắc, giống như tiếng lôi điện xẹt qua bầu trời vang lên, kiếm màu đen tỏa ra khói đen xuyên qua bàn đấu giá bị chém thành 2 khúc. Cả căn phòng VIP không ai có thể nói ra lời. Lúc trước còn có người hoài nghi pháp thuật của Mạc Phàm, nhưng kiếm khí này chém xuống, ai còn dám nghi ngờ. Bên ngoài đài cao này là tấm ván gỗ, bên trong là sắt thép, muốn chém nứt không dễ như vậy, nhưng một kiếm của Mạc Phàm lại chém thành 2 khúc. Nếu là người sẽ thế nào, chắc chắn là chết không thể nghi ngờ.
Bọn họ còn đang thán phục pháp thuật của Mạc Phàm lợi hại. Rầm rầm, đùng đùng, tiếng thép rơi xuống đất. Đài cao bị cắt thành hai nửa lập tức sụp xuống dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Cho dù mấy chục người đứng trên đó, đài cao này cũng không sập, sau khi bị kiếm chém thành hai nửa, vậy mà không chịu nổi gánh nặng sụp xuống. Một kiếm này mạnh biết bao nhiêu, trên cơ bản còn phải nhân thêm 10 nữa. Cho dù là kiếm laser cũng không có uy lực mạnh như thế, dù sao laser chỉ có thể cắt, nhưng không thể làm cả đài sụp đổ. Không ít người nhìn đài cao, nuốt nước miếng theo bản năng. Nếu để Mạc Đại Sư có cơ hội thi triển pháp thuật, ai là đối thủ của cậu ta? Ánh mắt không ít người nhìn Mạc Phàm lại thay đổi, hoàn toàn là kính sợ, không có chút hoài nghi. Nhất là Lý Hưng và Chu Trường Hoàng, mãi mới lấy lại tinh thần. May mà đồng ý điều kiện của Mạc Phàm, nếu không đó chính là kết cục của hai bọn họ. Sẽ không, 2 triệu sẽ nhanh chóng đưa đến tay Mạc Đại Sư. Chu Trường Hoàng sợ hãi nói. Chắc chắn là chân nhân, không phải chân nhân sao lợi hại như vậy. Tốt nhất là như vậy, cô bé ông bắt đi đâu? Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Cô bé đó ở ngay Túy Nguyệt Cư, do mấy nữ nổ đệ của tôi chăm sóc, tôi thấy cô bé có thiên phú dị bẩm, vốn định mang cô bé về tông môn truyền phương pháp tu luyện, để cô bé thành thánh nữ của tông môn tôi, nếu là thân thích của Mạc Đại Sư, vẫn nên theo Mạc Đại Sư tốt hơn. Chu Trường Hoàng vội nói. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cũng không nói thẳng ra. Chu Trường Hoàng muốn làm gì, hắn hiểu rõ nhất. Tốt nhất cô bé đó không bị ngược đãi, nếu không ông sẽ biết hình phạt đau đớn của kiếm khí. Lão hủ không dám. Thân thể Chu Trường Hoàng run lên, vội vàng bảo người mang Tiểu Ngọc đến. Quả nhiên Tiểu Ngọc không bị thương tổn gì, chỉ là cực âm chi khí trong cơ thể nặng hơn chút, rõ ràng là bị Chu Trường Hoàng ép dùng dược vật gì đó, để hiệu quả đỉnh lô sau này càng tốt hơn. Thứ này không hại gì với cơ thể Tiểu Ngọc, có ngọc bội hắn đưa cho, sau này sẽ dạy Tiểu Ngọc một chút công pháp, thứ Chu Trường Hoàng cho Tiểu Ngọc dùng có ích vô hại. Mạc Phàm chắc chắn Tiểu Ngọc không bị bắt nạt, trấn an cô một lúc muốn mang cô rời đi, Tần Trách ở sau chạy ra theo. Mạc Đại Sư, đợi một chút. Mạc Phàm dừng bước, quay đầu. Có chuyện gì sao? Không phải cậu cần một số ngọc thạch, dược liệu và đồ cổ sao, bình thường tôi cũng thích thu thập một số đồ, nếu Mạc Đại Sư dùng được, cứ việc lấy đi. Tần Trách cười gượng nói, giọng điệu và thái độ nói chuyện rất khác lúc tới. Từ khi Mạc Phàm để lộ thực lực của mình, ông ta trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, mới nghĩ được chuyện này để đền bù sai lầm lúc trước. Tuy cũng là thịt đau, nhưng đồ ông ta cất giữ đổi lấy tiền triệu, không tính là gì với một đại sư. Tần Trách mới mở miệng, hai mắt những người khác đều sáng lên, cũng theo ra. Thành phố Đông Hải xuất hiện một đại sư chân chính như vậy, sao có thể để Tần Trách độc chiếm một mình? Hóa ra Mạc Đại Sư cũng tới đấu giá đồ, vừa rồi thật sự thất lễ, lão bất tài, bình thường cũng thu thập không ít đồ, Mạc Đại Sư có thể dùng thứ gì thì cứ chọn lựa tùy ý, coi như cảm tạ hôm nay Mạc Đại Sư cứu mạng. Lưu lão vô cùng khách sáo nói. Nếu là lúc trước, đừng nói chọn thứ quan trọng hơn sinh mạng ông ta, ngay cả nhìn thẳng ông ta cũng không nhìn Mạc Phàm một cái. Lưu gia là thế gia ủ rượu ở thành phố Đông Hải, đã có truyền thừa mấy trăm năm, cho dù không sản xuất được rượu Mao Đài, Ngũ Lương Dịch nhưng vô cùng nổi tiếng ở Giang Nam, rượu cha Mạc Phàm hay uống là Lưu gia sản xuất. Dưới Lưu gia có 5-6 công ty đưa ra thị trường, gần như độc quyền rượu ở thành phố Đông Hải, đồ uống và sản nghiệp tương quan. Có lẽ tài lực không bằng Vương gia, nhưng bối cảnh phía sau sâu đến mức không phải bỗng nhiên Vương gia muốn đánh ngã là được, thậm chí Tần gia cũng không bằng Lưu gia. Lưu lão thân là một đời gia chủ lúc trước Lưu gia, tất nhiên không phải ai cũng có thể lọt vào trong mắt. Tần Trách và Lưu lão mới mở miệng như vậy, Phú Hào, đại sư khác nhau nhau bày tỏ muốn đưa đồ cất giữ của mình cho Mạc Phàm, trong đó cũng bao gồm Vương Thiên Tước. Trước mắt bọn họ có đại sư chân chính, hơn nữa chỉ 16 tuổi, lúc này không bấu víu vào, sau này muốn kết bạn cũng không có cơ hội. Hả? Lông mày Mạc Phàm nhướn lên, sau đó thoải mái hơn. Bỗng nhiên hắn bùng nổ thực lực siêu phàm, đám người này muốn làm quen là chuyện bình thường. Những thiên tài địa bảo hắn cần có không ít thứ đã sớm không có dấu vết, nếu còn tồn tại đa số ở trong tay Phú Hào, thế gia lâu đời. Có thể, tôi viết những thứ tôi cần ra, nếu các ông có mà nói có thể bán cho tôi. Không cần, không cần, nếu Mạc Đại Sư muốn,
cứ việc lấy là được, mấy thứ này để ở nhà chúng tôi cũng lãng phí. Lưu lão hào phóng nói. Ông ta là người lớn tuổi nhất ở đây, cách đối nhân xử thế cũng hơn người khác rất nhiều, mỗi tiếng nói hành động đều không làm người ta soi mói được, cũng làm người ta không tiện từ chối. Đúng vậy, đúng vậy. Những người khác cũng phụ họa theo. Như vậy đi, tôi sẽ không lấy không đồ của các ông, nếu chỗ các ông thật sự có thứ tôi cần, chỉ cần giá trị tới 1.000 vạn, tôi sẽ giúp các ông luyện chế một món pháp khí, nguyên liệu thì các ông tự mình chuẩn bị. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thực ra những người này không muốn linh thạch, mà là pháp khí. Luyện chế pháp khí những người này cần, không khó đối với hắn. Nếu những người này có nguyên liệu để hắn dựng tụ linh đại trận và yêu linh đan, giúp bọn họ luyện chế một món pháp khí cũng không phải không thể được. Dù sao đối với hắn mà nói, tăng thực lực mới quan trọng nhất. Trực tiếp lấy được một số nguyên liệu từ chỗ những người này, có thể giảm bớt không ít thời gian và công sức của hắn. 1.000 vạn có thể luyện chế pháp khí. Gần như tất cả đều sửng sốt, vô cùng hưng phấn. Giá khởi điểm khối linh thạch vừa rồi là 1.000 vạn, cuối cùng ra vài triệu thậm chí vài tỷ cũng chưa chắc lấy được. Tuy là tự chuẩn bị nguyên liệu, nhưng chuyện này không cần tính. Trong chớp mắt, mắt cả đám người tỏa sáng, giống như nhặt được núi vàng núi bạc. Vừa rồi bọn họ còn thấy đau lòng vì lấy đồ mình cất giữ ra. Bây giờ bọn họ ước gì có thể lấy báu vật chân quý bà xã mình cất giấu nhiều năm ra ngoài. Là một món pháp khí đó, bảo bối của tiên gia có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng vương gia không nằm trong danh sách này. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Vương Thiên Tước, lại nói thêm một câu. Cái gì? Vẻ mặt Vương Thiên Tước chấn động, rõ ràng có cơ hội lấy được pháp khí, lại loại vương gia bọn họ. Những người khác cũng sững sờ, trong chớp mắt liền hiểu vì sao. Không ít người nhìn Vương Thiên Tước đầy tiếc nuối. Mạc Đại Sư, xin hỏi vương gia chúng tôi đã đắc tội cậu chỗ nào? Vương Thiên Tước lạnh giọng hỏi. Tôi tên là Mạc Phàm, ông trở về điều tra thêm đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Vương gia ra tay hai lần với Mạc gia, pháp khí đừng có nghĩ, nếu Vương Thiên Tước không cho hắn câu trả lời hài lòng, vương gia nhất định sẽ bị diệt. Mắt Vương Thiên Tước hơi nhíu lại. Lửa giận lóe lên, ông ta cũng không có hứng thú với pháp khí nhiều lắm, vương gia như mặt trời ban trưa, ông ta lại phong nhã hào hoa, căn bản không cần pháp khí gì. Ông ta vừa mở miệng nói cho Mạc Đại Sư vài món đồ cất giữ, cũng là nể mặt Mạc Phàm, hôm nay nể mặt, ngày sau gặp sẽ dễ hơn. Ai biết tên nhóc này cho mặt mũi mà lên mặt, loại vương gia ra ngoài. Cho dù vương gia ông ta đắc tội hắn thì sao, chỉ là một thuật sĩ giang hồ mà thôi. Có thể động vào vương gia thâm căn đế cố ở thành phố Đông Hải chắc. Cho dù Mạc Phàm động, cũng cần phải hỏi một chút thành phố Đông Hải thậm chí tỉnh Giang Nam có thể động hay không. Huống chi Mạc Phàm không động được, một tên nhóc 16 tuổi, nâng niu hắn trong tay hắn là lưu ly dạ quang rực rỡ, ném đi thì là lưu ly dạ quang bỏ đi. Mạc Phàm đúng không, được, tôi nhất định sẽ cho cậu một công đạo hài lòng. Sắc mặt Vương Thiên Tước vô cùng âm trầm. Nổi giận đùng đùng xoay người rời đi, không có một chút kính trọng. Vương Tổng này có ý gì thế, sao lại nói với Mạc Đại Sư như vậy? Một phú hào bất mãn nói. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương Thiên Tước một cái, sát ý trong mắt lóe qua, cũng không nói tiếp. Mạc Đại Sư nhanh viết những bảo bối cậu cần đi, tôi lập tức bảo người ta đi thăm dò, cho dù không có lão cũng tìm được cho cậu. Lưu lão nhanh chóng chuyển đề tài. Tránh để pháp khí bay mất. Nếu là đồ hiếm có, tốt nhất Mạc Đại Sư viết đặc thù của thứ ấy, nói không chừng cũng có. Một phú hào khác có vẻ thông minh lanh lợi nói. Bình thường ông ta cũng thích thu thập một số bảo bối kỳ lạ, nhưng ánh mắt có hạn, có vài thứ ông ta không gọi tên được, nhưng cảm thấy nó phi phàm, chắc chắn sau này có tác dụng, có khả năng cơ hội tới rồi. Được. Mạc Phàm gật đầu. Bọn họ quay về phòng VIP, Mạc Phàm viết những thứ hắn cần ra. Một số đồ hiếm thấy gì đó còn thêm đặc thù dễ phân biệt. Chép những thứ này ra thành nhiều phần, chia cho đám phú hào. Mới vừa truyền đi chưa tới một phút, Tần Trách kêu to lên. Mạc Đại Sư, linh chi 100 năm tôi có, ngày mai tôi bảo con trai tôi đưa qua cho cậu. Tần Trách kích động nói, sợ bị người ta giành trước. Có thể. Mạc Phàm lên tiếng, không thèm để ý lắm. Rõ ràng Tần Trách muốn lót đường cho con trai ông ta. Yêu con sốt ruột, hắn cũng không thấy có gì không đúng.
Những người khác nhìn Tần Trạch đầy hâm mộ, cũng nhanh chóng đọc danh sách, nghĩ lại những thứ mình cất giấu. Ở bên cạnh Mạc Phàm, Tiểu Ngọc mở to mắt nhìn chằm chằm hắn, vô cùng khiếp sợ. Cô vốn tưởng rằng những người này đều là người xấu, muốn ngăn cản Mạc Phàm mang cô đi, ai biết lại là người tặng quà cho Mạc Phàm, tặng quà cũng tặng vui vẻ như thế, Mạc Phàm không cần bọn họ còn tức giận. Đôi mắt ngập nước của cô nhìn Mạc Phàm, tràn đầy hâm mộ. Tiểu ca ca thật lợi hại, nếu có bản lãnh như tiểu ca ca, Bạch gia còn có thể. Nhưng mà lúc này, ngay trong phòng khác cách đó không xa, có hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm Mạc Phàm đầy hung dữ, ước gì có thể băm Mạc Phàm ra vạn đoạn. Lý huynh, chẳng lẽ cứ tha cho tên nhóc này như vậy? Một người đàn ông nổi giận đùng đùng hỏi. Người này là Vương Thiên Tước vừa rời đi, lúc này bên cạnh ông ta là Lý Hưng và Chu Trường Hoàng. Bởi vì hai người nợ Mạc Phàm 2 triệu, đám Tần Trạch cũng không làm khó xử bọn họ, chỉ đòi lại tiền bán đấu giá lúc trước, bị đánh một trận rồi ném đi. Tha cho cậu ta, nằm mơ. Lý Hưng cắn chặt răng, hai mắt bầm tím như muốn phun ra lửa. Ông ta gần như có thể hô phong hoán vũ ở thành phố Nam Sơn, không gì không làm được, có khi nào chịu tức giận như vậy. Lý Tổng, không phải cậu không định đưa 2 triệu cho cậu ta đấy chứ? Chu Trường Hoàng ở bên cạnh lo lắng hỏi. Chu Đại Sư, ông định đưa cho cậu ta 2 triệu à? Vương Thiên Tước cười mỉa hỏi. Hôm nay ngoại trừ Lý Hưng và Chu Trường Hoàng, ông ta cũng là người tham dự trong đó, nếu không sao lúc trước thuận lợi như vậy, ai biết lại bị một tên nhóc con làm lộn xộn. Như vậy đã đủ thiệt, còn bồi thường 2 triệu. Lý Hưng cũng liếc mắt nhìn Chu Trường Hoàng đầy khinh bỉ, không còn tôn kính như trước. Các cậu không sợ tên nhóc kia trả thù à, tên nhóc kia không dễ đối phó như vậy đâu. Chu Trường Hoàng lo lắng nói. Theo ý ông ta, cho dù Mạc Phàm không đến cảnh giới chân nhân, cũng là trúc cơ đỉnh phong, nửa bước là chân nhân. Hơi dùng thủ đoạn một chút, có thể khiến bọn họ chết thần không biết quỷ không hay. Đồng ý với Mạc Phàm lại không thực hiện, thật sự không phải hành động sáng suốt, tốt nhất không nên như vậy. Theo tôi thấy nên lừa gạt cậu ta đến thành phố Tây Hồ, thuê mấy xạ thủ làm thịt cậu ta là được. Trong mắt Vương Thiên Tước lóe lên chút tàn nhẫn nói. Tuy ông ta không biết Mạc Phàm có liên quan gì đến Vương gia bọn họ, nhưng có một điểm có thể chắc chắn, tên nhóc kia có định ý với Vương gia. Người đã có định ý, giết là được, còn có thể dùng đám người ở thành phố Tây Hồ làm kẻ chết thay, nhất cử lưỡng tiện. Chuyện này, sắc mặt Chu Trường Hoàng thay đổi, nhíu mày, cũng không nói gì nữa, bất an dưới đáy lòng xuất hiện. Nếu bọn họ thành công thì còn được, thất bại mà nói, đợi tiếp nhận lửa giận của chân nhân đi. Cho dù là ông ta cũng có biện pháp khiến Lý Hưng và Vương Thiên Tước nhà tan cửa nát, đạo hạnh của Mạc Phàm chỉ cao hơn chứ không thấp, sao lại không có biện pháp? Người kia là chân nhân đó. Trước khi xây dựng đất nước, có thổ phỉ muốn mở rộng phạm vi thế lực, nhìn chúng một đỉnh núi khác. Nhưng trên núi có một đạo quan, bình thường hương khói vô cùng thịnh vượng, phổ phỉ này đưa đến một dương vàng bạc bảo đạo quan rời đi, khi về lại biến thành hai dương, rõ ràng là từ chối. Thổ phỉ này thẹn quá thành giận, lừa mời quan chủ đạo quan này giúp ông ta xem tướng số, ngầm phái hai đội xạ thủ. Một đội xạ thủ sau khi quan chủ ra cửa sẽ xông vào đạo quan, giết chết tất cả người bên trong. Một đội khác mai phục ở địa điểm gặp mặt, đợi thủ lĩnh thổ phỉ ra tín hiệu. Kết quả chân nhân này vừa gặp liền nói một câu. Không cần tính, hôm nay là ngày chết của cậu. Sau đó mấy trăm tên thổ phỉ ở đỉnh núi kia chết dưới tay quan chủ. Quan chủ này có tu vi chân nhân, là sư phụ ông ta vì ra ngoài giúp người ta xem phong thủy mà tránh được một kiếp. Bây giờ Lý Hưng và Vương Thiên Tước làm không khác gì đám thổ phỉ kia. Lý Hưng thấy Chu Trường Hoàng vẫn lo lắng thì cười. Chu Đại Sư, không cần lo lắng, ông đã quên tôi tới thành phố Đông Hải còn có mục đích khác sao? Cậu nói nhiệm vụ ở nước ngoài sao? Lý Hưng có thể làm sản nghiệp gia tộc phát triển như vậy, không thể tách rời nước ngoài giúp đỡ. Nhận được sự giúp đỡ ở nước ngoài, tất nhiên phải làm việc giúp họ. Mấy ngày hôm trước bọn họ sai ông ta điều tra chuyện đệ tử Tôn Hổ chết ở Đông Hải, manh mối là đại lão Đường Long ở thành phố Đông Hải và Long Khiếu ở võ quán Đông Hải. Không phải cậu nói cho tôi biết Mạc Đại Sư là hung thủ giết chết Tôn Hổ đấy chứ? Chu Trường Hoàng bất ngờ hỏi. Không sai, tôi moi được từ đệ tử của Long Khiếu bị Tôn Hổ đánh tàn phế, kẻ giết Tôn Hổ tên là Mạc Phàm, một học sinh trung học.
không phải Mạc đại sư phù hợp với điều kiện sao? Lý Hưng cười âm hiểm nói. Có phải chúng ta nên điều tra thêm không? Nói không chừng Mạc đại sư này và người kia không phải một. Chu Trường Hoàng vẫn lo lắng, có thể không là địch với Mạc đại sư thì tốt nhất. Không cần điều tra nữa, cậu ta không chỉ họ Mạc, còn tên là Mạc Phàm, vừa rồi cậu ta chính miệng nói cho tôi biết. Vương Thiên Tước có chút hưng phấn cười nói. Chuyện này lúc trước ông ta cũng có điều tra, bên phía Đường Long rất kín không tra ra được. Ai biết đi mòn gót giày không tìm được, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, người này chính là người bọn họ cần tìm. Vậy không thể tốt hơn, người ở nước ngoài sẽ tới trong nửa tháng, ông cảm thấy còn cần đưa tiền cho cậu ta sao? Lý Hưng cười nói. Nghe nói Tôn Hổ kia là cao thủ nội kình sơ kỳ, lần này ít nhất là nội kình trung kỳ, thậm chí là nội kình đỉnh phong, thực lực như vậy lại thêm vũ khí nóng, cho dù là chân nhân cũng phải chết. Vương Thiên Tước cười đắc ý nói. Tôi nhận được tin tức, người tới lần này là anh họ Tôn Hổ, một võ giả nội kình điên phúc, là đệ tử thứ 9 của Vạn Trưởng Lão, thực lực có thể so với cao thủ tiên thiên, ông nói xem Mạc Phàm có chết hay không. Lý Hưng cười thần bí nói. Trong ba người, ông ta liên hệ chặt chẽ với ngoài nước nhất, một chú trong tộc bọn họ chạy trốn ra nước ngoài, gia nhập Thanh Bang, bây giờ là nòng cốt bên trong, cho nên ông ta biết những chuyện hai người không biết. Nếu như vậy, Mạc Phàm này chết chắc rồi. Vương Thiên Tước cười nói. Tuy Chu Trường Hoàng không nói gì thêm, nhưng đáy lòng là bất an rất sâu, như vậy thật sự tốt sao? Lý Hưng và Vương Thiên Tước liếc mắt nhìn Chu Trường Hoàng đầy khinh bỉ, tiếp tục nhìn Mạc Phàm ở phòng VIP đối diện. Nhìn xem mày có thể hung hãn bao lâu. Hóa ra căn phòng kia cũng được bao, Mạc Phàm có cảm ứng nhìn thoáng qua bên này, cũng không để ý lắm. Ích lợi tối nay không nhỏ, trấn nhiếp Chu Trường Hoàng, cứu Tiểu Ngọc ra, còn được 3 trận bàn. Không chỉ như vậy, đám người này còn cất giữ rất nhiều đồ phong phú. Hắn lấy được linh chi trăm năm từ chỗ Tần Trách, đây là nguyên liệu chủ yếu để hắn luyện chế yêu linh đan. Ngoại trừ thứ đó ra, còn có một người tên Lưu Quốc Đống cất giữ một bộ khô mộc châm, có bộ châm này hắn có thể sử dụng một lần thứ huyết châm làm cơ thể hắn cường đại hơn. Đây chỉ là bắt đầu, có pháp khí khen thưởng, không ít người cầm danh sách hắn viết quay về tìm đồ cất giữ, chắc chắn sẽ có thứ gì đưa đến. Nói như vậy, tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng lên không ít. Mạc Phàm mang Tiểu Ngọc ngồi xe Tần Trách quay về thành phố Đông Hải, đã rất muộn. Hắn không về biệt thự, liền ở nhà hắn thuê cho mẹ con Tiểu Ngọc. Sáng sớm hôm sau, hắn bị di động đánh thức, là chị họ gọi đến. Mạc Phàm nghe máy, giọng nói tức giận của chị họ truyền đến. Tiểu Phàm, hôm nay đến trường cho chị có chuyện tìm em. Chị họ ra lệnh. Mạc Phàm cười, ăn bữa sáng mẹ Tiểu Ngọc làm, rửa mặt một lúc liền đến trường học. Trên đường, Mạc Phàm chuẩn bị lý do thoái thác, tính giải thích với chị họ xong sẽ quay về biệt thự. Chiếm được 3 cái pháp bàn, tuy vẫn chưa dựng được tụ linh đại trận đầy đủ, nhưng nếu có thể luyện chế thành trận bàn, lại thêm khối hải nhãn thạch làm trận nhãn, linh khí trong biệt thự sẽ nồng đậm gấp đôi trước. Phải nhanh chóng thăng thực lực lên, mới là việc cấp bách. Hắn còn chưa ra tiểu khu, một giọng nói quen thuộc dễ nghe truyền đến. Mạc Phàm, nhà em cũng ở tiểu khu này sao? Mạc Phàm nhìn nơi phát ra tiếng, một mỹ nữ xuất hiện cách hắn không xa. Mỹ nữ này 25, 26 tuổi, bên trên mặc áo tê, sớt màu xám. Phía dưới là quần bò bó sát, chân đi đôi giày cao gót màu trắng 4cm, quần áo đơn giản bao quanh dáng người như người mẫu đồ lót của cô. Trên gương mặt tuyệt mỹ là mắt kính viền đen, tăng thêm vài phần thời thượng và xinh đẹp. Dáng người cao gầy và khuôn mặt xinh đẹp phối với nhau, bất luận là đứng hướng nào, chỗ đó sẽ là phong cảnh hoàn mỹ, làm nộ khí của tất cả đàn ông dâng lên, không kiềm chế được. Vị mỹ nữ này là Trần Vũ Đồng, chủ nhiệm lớp Mạc Phàm. Chào cô Trần, người thân của em ở nơi này. Mạc Phàm có chút bất ngờ, vẫn chào Trần Vũ Đồng một tiếng. Vậy à, em chuẩn bị đi học sao, chúng ta đi cùng đi, đúng lúc tôi có việc tìm em. Trần Vũ Đồng thản nhiên nói. Mạc Phàm nhếch miệng, thầm nghĩ kế hoạch của hắn ngâm nước nóng rồi. Hắn đáp lại một tiếng, đi đến bên cạnh Trần Vũ Đồng, một trái một phải ra khỏi tiểu khu. Kiếp trước Trần Vũ Đồng đối với hắn không tệ, một mỹ nữ thành phố như vậy chưa từng ghét bỏ học sinh đến từ nông thôn là hắn, thường xuyên giữ hắn ở lại dạy riêng,
còn thường xuyên tặng chút quà để khen thưởng, cổ vũ hắn học tập thật tốt. Nếu không thành tích của hắn tệ như vậy, sao có thể thi được Đại học Đông Hải, một trong những trường học không tệ ở tỉnh Giang Nam? Ngoài ra kiếp trước hắn và mỹ nữ chủ nhiệm này còn có chút quan hệ mập mờ. Có một ngày Trần Vũ Đồng cả ngày không vui, phờ phạc ỉu xìu. Sau khi dạy hắn tiếng Anh xong liền kéo hắn đi ăn, còn gọi mấy chai bia trên bàn cơm. Hắn nhìn ra chủ nhiệm lớp có tâm sự, cũng không từ chối, uống cùng với Trần Vũ Đồng. Rõ ràng Trần Vũ Đồng chưa từng uống rượu, không thắng được tửu lực, chỉ một lát đã say mềm. Miệng còn không ngừng kêu lên, phú nhị đại gì đó, tiền đồ gì đó, đã là thời đại nào rồi còn ép xuyên, tôi cảm thấy làm giáo viên rất tốt, các người thích phú nhị đại, sao các người không lấy? Mạc Phàm không biết chỗ ở của Trần Vũ Đồng, chỉ có thể mang Trần Vũ Đồng say về chỗ mình. Ai biết vừa để Trần Vũ Đồng lên giường, bỗng nhiên Trần Vũ Đồng ôm chặt lấy hắn. Tiểu Phàm, em có người con gái mình thích không? Em xem cô đẹp không? Em thích tôi không? Rất nhiều câu hỏi từ miệng Trần Vũ Đồng nửa say nửa tỉnh thốt ra. Em. Lúc ấy hắn khiếp sợ không nói ra lời, bình thường Trần Vũ Đồng lạnh lùng cao ngạo lại hỏi ra những câu này, còn gián sát như thế. Hắn cũng uống chút rượu, tuổi trẻ khí thịnh, bị Trần Vũ Đồng mỹ nữ thành phố xinh đẹp như vậy quyến rũ, đâu chịu được. Đúng lúc này, di động của hắn vang lên, là chị họ gọi tới. Lúc này hắn mới nhanh chóng tỉnh táo lại, kinh hồn táng đảm thoát khỏi cái ôm của Trần Vũ Đồng. Quả thật Trần Vũ Đồng uống hơi nhiều, một lát đã ngủ thật say. Tối đó hắn gần như không ngủ, trong đầu đều là mấy câu hỏi và bộ dạng chọc người của Trần Vũ Đồng. Sáng sớm hôm sau, vẻ mặt Trần Vũ Đồng bối rối, đỏ mặt rời đi, sau đó đều trốn tránh không nhìn thẳng mắt hắn. Sau khi tốt nghiệp, hắn không gặp lại Trần Vũ Đồng, hắn nghe bàn tử nói Trần Vũ Đồng từ chức, gả cho một phú nhị đại ở thành phố Đông Hải, cuộc sống không vui vẻ lắm, sinh ba đứa con gái, sau đó bị nhà chồng đuổi đi. Em nghĩ gì thế? Trần Vũ Đồng thấy Mạc Phàm suy nghĩ đến xuất thần, tò mò hỏi. Không có gì, chỉ nghĩ chút chuyện cũ. Mạc Phàm nhìn Trần Vũ Đồng, cười nói. Trần Vũ Đồng nhíu mày, cũng không truy hỏi tận gốc. Thân là chủ nhiệm lớp, cô có thể hiểu đứa trẻ ở độ tuổi Mạc Phàm đang trong thời kỳ phản nghịch, có lúc cần bí mật và không gian riêng của mình, hỏi nhiều hơn không có lợi. Mạc Phàm, có phải gần đây em gặp phải chuyện gì khó khăn không? Nếu đúng là như vậy em có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ cố gắng giải quyết giúp em. Những lời này vừa nói ra, Mạc Phàm cảm thấy xúc động. Kiếp trước Trần Vũ Đồng cũng từng hỏi hắn như vậy, lúc ấy là bị Trương Siêu, Triệu Phi bắt nạt không dám đi học. Một đời này cùng là trốn học, nhưng nguyên nhân lại khác. Không có, rất tốt. Mạc Phàm cười nói. Thực sự không có sao? Trần Vũ Đồng truy hỏi. Thực không có. Mạc Phàm cười khổ lắc đầu. Được rồi. Trần Vũ Đồng bán tín bán nghi nhìn Mạc Phàm, trong mắt hiện lên khác thường. Không biết vì sao, rõ ràng Mạc Phàm chỉ là đứa bé 16 tuổi, lại làm cô có cảm giác rất đặc biệt. Đứa trẻ khác thậm chí là người trưởng thành, nhìn thấy cô sẽ nhìn chằm chằm ngực, chân hoặc mông, nhìn chăm chú, ước gì có thể dùng ánh mắt lột sạch cô, sau đó. Những ánh mắt này đều làm cô vô cùng chán ghét. Thỉnh thoảng gặp phải người nhìn không chớp mắt. Còn có nhiều người giả bộ đứng đắn nhưng sau lưng lại thảo luận về cô, những người này còn hạ lưu hơn người nhìn chằm chằm ngực cô. Mạc Phàm lại khác, cũng sẽ nhìn chằm chằm cô, nhưng đôi mắt trong suốt, căn bản không làm cô có cảm giác chán ghét. Ngoại trừ trong suốt linh động, giống như mang theo tang thương, không biết cất giấu chuyện xưa gì, làm cô vô cùng tò mò. Nếu không có chuyện gì, sau này không cho phép để Mục Kinh Hoa xin phép cho em nữa, mỗi ngày đi học đúng giờ, có nghe thấy không? Tuy còn một khoảng thời gian nữa mới thi vào trường cao đẳng, nhưng phải thi đậu một trường đại học tốt. Trần Vũ Đồng lạnh lùng nói. Mạc Phàm gãi đầu, nếu như là những giáo viên khác, chắc chắn hắn không quan tâm, đối với Trần Vũ Đồng hắn cũng có chút không tiện từ chối, có lẽ là vì kiếp trước cô là người phụ nữ suýt xảy ra quan hệ giúp đỡ hắn không ít. Em sẽ cố gắng hết sức. Cố gắng hết sức. Lông mày Trần Vũ Đồng nhíu lại, có chút tức giận. Nhưng không đợi cô hỏi Mạc Phàm vì sao là cố gắng hết sức, tiếng còi xe chói tai truyền từ bên cạnh đến. Ở cửa tiểu khu có một chiếc Ferrari màu đỏ, một thanh niên 25, 26 tuổi mặc tây trang, tóc rẽ ngồi giữa bóng loáng đứng ở nơi đó. Người thanh niên này nhìn thấy Trần Vũ Đồng,
trong mắt hiện lên nóng bỏng, đi tới. Vũ Nồng, đi dậy sao, anh đưa em đi, thử xem xe anh mới mua, Ferrari nhập khẩu. Người thanh niên kia lắc lắc chìa khóa xe trong tay, cười đắc ý nói. Lông mày Trần Vũ Đồng nhíu lại, ôn nhu trên mặt lập tức thay thành sắc lạnh. Không cần, tôi thích đi bộ đi làm. Trần Vũ Đồng lạnh lùng nói. Vẻ mặt thô bỉ của người thanh niên trầm xuống, sau đó cười nịnh nọt. Vũ Đồng, đừng vậy mà, anh lái xe từ tận thành phố Tây Hồ đến đây, chi phí đi đường đã lên tới 5-600 tệ, hôm nay anh còn đẩy mấy hội nghị quan trọng. Đều là hạng mục giá trị mấy trăm vạn, anh tổn thất lớn như vậy, chỉ muốn lái chiếc xe Ferrari này đưa em đi làm, chắc chắn chiếc xe này còn chưa có ở thành phố Đông Hải, em ngồi lên nhất định làm mù mắt chó của đám giáo viên cổ hủ trong trường em. Người đàn ông này mới mở miệng đã tràn đầy hơi vị tiền, làm lông mày Trần Vũ Đồng nhíu càng chặt hơn. Người đàn ông này chính là phú nhị đại nhà cô giới thiệu, trái lại cô không ghét đám nhà giàu. Nhưng Tần Thọ này ngoại trừ có cao ngạo tự đại của không ít phú nhị đại gia, ăn nhậu gái gú cờ bạc không thiếu, bình thường thường xuyên đi đến quán bar, sòng bạc và các loại party. Những chuyện này cô cũng có thể cắn răng tiếp nhận, đàn ông mà, ai mà không có chút chơi bời. Nhưng trên dưới Tần Thọ này đều là hơi tiền và tâm ngoan thủ lạt, thật sự làm cô không chịu nổi. Động một tí là tiêu bao nhiêu tiền, đẩy mấy hội nghị, buôn bán lời mấy ngàn vạn, từ chối bao nhiêu mỹ nữ. Có người dám thổ lộ với cô, người kia sẽ nhanh chóng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, những điểm này làm cô chịu đủ rồi. Cô vốn dạy học ở tỉnh Giang Nam, vì trốn người này mới tới thành phố Đông Hải. Ai biết mới hơn một tháng, đã bị anh ta tìm được, xem ra người trong nhà thật sự quyết tâm muốn gả cô cho người này. Nghĩ vậy, trong mắt cô lộ ra khổ sở. Tần Thọ, anh đủ rồi đó, tôi nói tôi thích đi bộ, nếu anh thích khoe của, tự mình lái xe là được. Tần Thọ, khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cha mẹ người thanh niên này đúng là có văn hóa, rất biết cách đặt tên. Tần Thọ nhíu mày, liếc mắt nhìn Mạc Phàm bên cạnh Trần Vũ Đồng, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Hai người cùng ra khỏi tiểu khu, không phải hai người làm chuyện gì vô liêm sỉ đấy chứ. Vũ Đồng, cậu ta là ai vậy? Tần Thọ chỉ Mạc Phàm trầm giọng hỏi. Cậu ấy là học sinh của tôi, anh còn chuyện gì không, không thì tôi phải đi dạy rồi. Trần Vũ Đồng không kiên nhẫn nói. Học sinh của em, dạy một tên ăn mày như vậy có gì vui, nếu em không thích nhàn rỗi, anh có thể sắp xếp em đến công ty anh làm, cho em quản trên trăm người, tiền lương một tháng cao gấp vô số lần em làm giáo viên. Tần Thọ dửng dưng nói. Làm giáo viên, không thể trừng phạt mắng những học sinh này, cố hết sức cũng không đạt kết quả tốt, không cẩn thận sẽ bị cha mẹ học sinh tố cáo, không thể chịu nổi. Đâu có thoải mái như đến công ty làm quản lý cấp cao, nhìn ai khó chịu sẽ đuổi người đó, căn bản không cần băn khoăn nhiều như vậy. Tôi làm chuyện tôi thích, ai cần anh lo? Trần Vũ Đồng tức giận nói. Không phải em là vị hôn thê của anh sao, anh mặc kệ em thì ai quản? Tần Thọ lại cười nói. Ai là bạn gái anh, tôi đồng ý gả cho anh khi nào? Em không có đồng ý, nhưng cha mẹ em đồng ý, quà đính hôn của anh bọn họ nhận rồi. Ngày đính hôn cũng đã định, ngày 15 tháng sau. Đôi mắt đẹp của Trần Vũ Đồng mở to, vẻ mặt sửng sốt, trên mặt lộ ra khó mà tin. Anh nói cái gì? Trên mặt Tần Thọ tràn đầy đắc ý, anh ta thèm muốn sắc đẹp Trần Vũ Đồng không phải ngày một ngày hai. Từ khi nhìn thấy Trần Vũ Đồng liền hạ quyết tâm muốn tán được Trần Vũ Đồng, cho dù không chiếm được trái tim cô, cũng phải chiếm được thân thể cô. Nhưng Trần Vũ Đồng không thích anh ta một chút nào. Vẫn không đáp không để ý tới anh ta chỉ có thể xuống tay từ chỗ cha mẹ Trần Vũ Đồng, mới cho cha mẹ Trần Vũ Đồng 100 vạn, hai người già kia đã tôn kính anh ta như khách quý, còn định ngày đính hôn. Chẳng lẽ cha mẹ em không nói cho em? Làm sao có thể? Trần Vũ Đồng lắc đầu, không hề tin. Mạc Phàm nhíu mày, 15 tháng sau, đúng là buổi tối Trần Vũ Đồng bảo hắn uống rượu với cô, kết quả thiếu chút nữa xảy ra quan hệ. Xem xa Tần Thọ này là nguyên nhân khiến ngày đó tâm tình Trần Vũ Đồng không vui. Không tin, em có thể gọi điện thoại cho cha mẹ hỏi một chút. Tần Thọ cười nói. Lông mày Trần Vũ Đồng nhíu lại, sắc mặt trắng bệch, trong mắt là tuyệt vọng. Không có khả năng. Thực ra gả cho anh có gì không tốt, gả cho anh em không những không cần quan tâm vấn đề tiền bạc, còn hưởng thụ vinh hóa phú quý bất tận. Chuyện tốt như vậy, không biết sau lưng có bao nhiêu mỹ nữ muốn gả cho anh đâu.
Tần Thọ có chút tự tin nói, giống như mỹ nữ là sắt dính trên người anh ta. Người nào thích gả thì người đó gả, dù sao tôi sẽ không gả cho anh. Trần Vũ Đồng tức giận nói. Bây giờ không lấy cũng không sao, cách đính hôn còn hơn một tháng, em có thể chậm rãi suy nghĩ, anh đưa em đi làm trước. Tần Thọ cười đùa, giơ tay kéo Trần Vũ Đồng lên xe. Tần Thọ, anh buông ra, tôi nói rồi, tôi sẽ không ngồi xe anh. Trần Vũ Đồng tức giận nói. Cô dùng lực vùng vẫy, muốn thoát khỏi tay Tần Thọ, nhưng dù sao cô cũng là con gái, sức lực không thể bằng Tần Thọ, giãy giụa vài lần cũng không thể tránh ra. Ngồi xe của anh thì sao chứ, sẽ không mang thai, cho dù mang thai cũng có không biết bao nhiêu người muốn đâu. Tần Thọ đắc ý, muốn ôm Trần Vũ Đồng kiểu công chúa ép lên xe. Buông cô ấy ra. Một giọng nói lạnh lùng truyền từ bên cạnh đến. Tần Thọ hơi sững sờ, ánh mắt nhìn Mạc Phàm lộ ra hung ác, hung dữ nói. Đồ danh con, nhanh cút đi, chuyện của người lớn mày đừng nhúng tay vào. Tiểu Phàm, em mặc kệ tôi, đi học trước đi, lát nữa tôi sẽ đến. Trần Vũ Đồng thấy Mạc Phàm đứng ra, hơi sững sờ đồng thời cuống quýt nói. Chuyện Mạc Phàm đánh đám huấn luyện viên ở trường cô cũng nghe nói đến. Nhưng Tần Thọ này không phải người hắn có thể chọc. Cho dù Mạc Phàm đánh thắng Tần Thọ, thế lực gia tộc Tần Thọ sẽ làm Mạc Phàm nhà tan cửa nát, còn không phải chịu trách nhiệm gì. Cô không muốn vì chuyện của mình, sẽ gây rắc rối cho Mạc Phàm. Mạc Phàm cười với Trần Vũ Đồng, sau đó thờ ơ nhìn Tần Thọ. Tôi cho anh hai lựa chọn, anh lập tức biến đi, sau này không được quấn lấy cô Trần, hoặc anh dùng chỗ nào xâm phạm cô Trần, tôi sẽ phế chỗ đó của anh. Tần Thọ hơi nhíu mắt lại, buông lỏng Trần Vũ Đồng ra, đánh giá Mạc Phàm đầy hứng thú. Ô, con nhỏ tuổi đã biết anh hung cứu mỹ nhân cơ hội tán gái, mày có biết tao là ai không, có tin tao không cần động tay, chỉ một câu nói sẽ có người trong trường học đánh mày tàn phế hay không? Tần Thọ chỉ Mạc Phàm cười mỉa nói. Tay anh ta chạm Trần Vũ Đồng thì phế tay, anh ta đè Trần Vũ Đồng tên nhóc này khiến anh ta thành thái giám chắc. Bây giờ trẻ con đúng là... thật sự không biết trời cao đất rộng. Tần Thọ, anh làm gì thế, em ấy còn là đứa bé, bực bội thì trút lên tôi đây này. Trần Vũ Đồng chắn trước người Mạc Phàm nói. Chưa nói hết những lời này, lại kích thích lửa ghen trong lòng Tần Thọ. Tiện nhân này xa cách với ông đây, lại bảo vệ tên ăn mày như thế, không phải là sư đổ luyến đấy chứ. Anh không chấp với cậu ta cũng được, lên xe. Tần Thọ nắm lấy cổ tay trắng nõn của Trần Vũ Đồng cười đắc ý nói. Chỉ cần Trần Vũ Đồng lên xe anh ta sẽ mang Trần Vũ Đồng tới chỗ không người, thu phục trên xe. Lông mày Trần Vũ Đồng nhíu lại, lộ ra chút do dự. Không đợi cô quyết định có lên xe Tần Thọ không, Mạc Phàm lắc đầu. Anh đã không chọn điều thứ nhất, tôi chọn điều thứ hai giúp anh vậy. Nói xong tay hắn như tia chớp, nắm lấy tay Tần Thọ đang nắm cổ tay Trần Vũ Đồng. Hơi dùng lực, âm thanh xương cốt bị lệch lập tức vang lên. Rắc rắc. A, tiếng kêu thảm thiết như giết heo truyền từ miệng Tần Thọ ra. Chuyện này. Trần Vũ Đồng cúi đầu nhìn tay Tần Thọ, vẻ mặt sửng sốt, vô cùng khiếp sợ. Vậy mà Mạc Phàm bẻ gãy tay Tần Thọ. Cô cảm động đồng thời lo lắng hiện lên trên mặt. Làm sao bây giờ? Tần Thọ không phải người dễ đối phó như vậy, nhất là ở thành phố Đông Hải. Khi cô còn dạy học ở tỉnh Giang Nam, một nam giáo viên trẻ tuổi thổ lộ với cô cũng không đồng ý, dù vậy ngày hôm sau nam giáo viên kia không có đi làm. Nói là xảy ra tai nạn xe cộ, hai đùi bị nghiền nát, sau đó cô mới biết là Tần Thọ sai người làm. Từ đó về sau, cô thường xuyên có biểu cảm cao ngạo lạnh lùng, tránh để người tiếp xúc cô bị liên lụy. Tần Thọ đã cản rỡ như vậy ở tỉnh Giang Nam, huống chi quay về thành phố Đông Hải. Tiểu Phàm. Nhanh buông tay. Trần Vũ Đồng kéo Mạc Phàm, vội vàng nói. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười với Trần Vũ Đồng. Yên tâm đi, cô Trần, người như vậy em sẽ đối phó, cho dù không đối phó được, em cũng sẽ không để cô gả cho loại cầm thú này. Khuôn mặt xinh đẹp của Trần Vũ Đồng lập tức đỏ lên, tuy Mạc Phàm là học sinh của cô, nhỏ hơn cô 8-9 tuổi, lúc này trái tim cô vẫn không ngừng đập loạn, giống như bên trong có con nai nhảy loạn. Đôi mắt đẹp đánh giá Mạc Phàm, tràn đầy vẻ phức tạp. Tiểu Phàm, tôi sẽ không gả cho anh ta, em buông anh ta ra trước. Sau khi Trần Vũ Đồng lấy lại tinh thần, tiếp tục nói. Mạc Phàm dũng cảm đến mấy cũng chỉ là đứa bé, không
không rõ thế giới bên ngoài trường học tàn nhẫn biết bao nhiêu. Đương nhiên cô cũng không biết Mạc Phàm là Mạc Thần Y Mạc Đại Sư ở thành phố Đông Hải đã lan truyền vô cùng kỳ diệu. Tần Thọ bị Mạc Phàm bóp nát cổ tay, đau đớn sắp khóc, thấy Mạc Phàm không chịu buông ra, trên gương mặt lộ ra dữ dằn, quát. Tên lưu manh này, mày biết tao là ai không, nhanh buông tay tao ra, nếu không tao làm mày hối hận cả đời. Tên ăn mày này dám ra tay với anh ta, không diệt cả nhà nó, ông đây không họ Tần. Mạc Phàm cười không thèm để ý, đương nhiên hắn biết người này là ai, không phải cầm thú sao. Còn hối hận cả đời không? Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, ngón tay như kiếm ấn vào các huyệt thái khê, huyệt quan nguyên, huyệt hội âm của Tần Thọ, lúc này mới buông anh ta ra. Tần Thọ ôm cổ tay chu lên, còn chưa kêu vài tiếng, hai chân kẹp chặt lại, một tay chạm vào giữa đũng quần, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ, khó coi hơn lúc nãy gấp trăm lần. Tên lưu manh, mày đã làm gì tao? Bị Mạc Phàm điểm vài cái, vậy mà phía dưới anh ta hoàn toàn teo lại, lần này đáng sợ rồi. Tôi đã nói rồi, anh muốn dùng chỗ đó xâm phạm cô Trần, tôi sẽ phế chỗ đó của anh. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mày! Tần Thọ trừng mắt, nhìn chằm chằm Mạc Phàm đầy hung dữ. Nhóc con, nhanh thả ra cho tao, nếu không tao không khách sáo với mày. Tiểu đệ đệ rụt lại. Sau này anh ta chơi thế nào? Không chỉ không chơi được Trần Vũ Đồng, cũng không chơi được các em gái khác. Thả ra cho anh, ha ha. Mạc Phàm cười, không để ý đến anh ta, cười nói với Trần Vũ Đồng. Cô Trần, chúng ta đi thôi. Nhóc con, đợi tao tìm bác sĩ chữa trị, tao nhất định sẽ băm mày ra vạn đoạn. Tần Thọ biết không đánh lại được Mạc Phàm, chỉ giận dữ hét. Đợi bác sĩ khác chữa trị được. Anh hãy nói những lời này. Mạc Phàm cười nói. Y tiên bất tử hắn ra tay, có thể để những người khác chữa được sao? Đương nhiên bây giờ khoa học phát triển như vậy, cắt đi cấy một cái khác thì được. Cái gì? Vẻ mặt Tần Thọ thay đổi, vội vàng đến trước Mạc Phàm. Nhóc con, mày nhanh chữa đi, nếu không hai người ai cũng đừng nghĩ rời đi. Vẻ mặt Trần Vũ Đồng nghi ngờ, rốt cuộc Tần Thọ bị sao vậy, thả ra cái gì? Mạc Phàm cười, chỉ chiếc Ferrari của Tần Thọ. Chúng tôi không đi, nhưng nó rời đi, anh không đuổi theo à? Vẻ mặt Tần Thọ sửng sốt, chỉ thấy chiếc xe anh ta mới lái từ thành phố Tây Hồ đến đang đi về phía trước. Đường phố này có vẻ bằng phẳng, không có độ dốc gì, khi anh ta xuống xe đã kéo thắng xe, vậy mà Ferrari của anh ta càng chạy càng nhanh. Sao lại thế này? Chỉ do dự chưa tới một phần tư giây, anh ta liền đuổi theo Ferrari. Đây là xe anh ta dùng mấy trăm vạn mới mua được. Tiểu đệ đệ đi vào còn chưa đi ra, xe hủy đi thực sự không còn. Nhóc con, lá gan mày lớn đó, có bản lĩnh nói cho tao biết tên. Anh ta mới chạy hai bước, liền dừng bước lại, quay đầu hung dữ hỏi. Anh ta có nếm thiệt thòi như vậy bao giờ, tay bị bóp gãy, phụ nữ bị cướp đi, tiểu đệ đệ còn rụt vào, còn chưa báo thù được. Nếu thù này không báo... Hắn còn tên là Tần Thọ sao? Trần Vũ Đồng vội vàng lắc đầu với Mạc Phàm. Tiểu Phàm, đừng nói cho anh ta. Tuy bây giờ Mạc Phàm như đứng ở thượng phong, thế lực sau lưng Tần Cửu tuyệt đối không phải Mạc Phàm có thể trêu chọc, vẫn đừng nên nói cho Tần Thọ thì tốt hơn, sau này cẩn thận một chút là được. Tôi tên Mạc Phàm, lớp 253, anh có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào, tuy có khả năng tôi không ở đây nhiều lắm. Mạc Phàm không thèm để ý nói. Được, mày đợi đó, nếu mày có thể sống qua ngày mai, tao cùng họ với mày. Tần Thọ hung dữ nói xong lại đuổi theo xe của anh ta. Xe của tôi. Bộ dạng vô cùng chật vật. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười, giống như không nghe thấy. Cô Trần, chúng ta đi thôi. Trần Vũ Đồng không đi, trên mặt đều là lo lắng, một lúc sau môi khẽ mở. Tiểu Phàm, nếu không gần đây em đừng đi học. Tôi sẽ xin nghỉ giúp em. Mạc Phàm chọc Tần Thọ, với hiểu biết của cô về Tần Thọ, gần đây Mạc Phàm không lên lớp thì tốt hơn. Cô Trần, không phải cô mới nói gần đây em không được trốn học sao? Mạc Phàm cười nói. Vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ, dù sao em đừng đi học tốt hơn, những phần em bỏ qua tôi sẽ chuẩn bị tài liệu, bổ sung lại toàn bộ giúp em. Trần Vũ Đồng đỏ mặt, nghiêm túc nói. Mạc Phàm lộ vẻ bất ngờ, cũng vui vẻ đồng ý. Một đời này xảy ra không ít thay đổi,
nhưng có một số điểm vẫn quay về quy củ, ví dụ như chuyện Trần Vũ Đồng dạy hắn học. Được, vậy em đưa cô đi dạy trước, sau đó quay về tự học. Mạc Phàm nói, chị họ còn đang đợi hắn ở trường đi công đạo, chắc chắn phải đến trường. Trần Vũ Đồng gật đầu, lo lắng trên mặt không ít đi, trong lòng luôn nghĩ nên giải quyết chuyện này thế nào, chẳng lẽ thật sự phải gả cho tên cầm thú. Đúng rồi, Tiểu Phàm, vừa rồi Tần Thọ nói gì mà thả ra, em làm gì anh ta vậy? Trần Vũ Đồng tò mò hỏi. Cũng không có gì, chỉ là chút hy thuật, thông qua mấy huyệt vị có thể làm dương vật người ta co rụt. Mạc Phàm thản nhiên nói. Phương pháp này vô cùng đơn giản với hắn, cũng là phương pháp tốt nhất thu thập cầm thú. Dương vật co rụt. Trần Vũ Đồng che miệng, khuôn mặt lập tức đỏ đến tận cổ, vô cùng kinh ngạc. Cô đã 24 tuổi, sớm đã thành người lớn, tất nhiên cô biết dương vật co rụt là gì. Trách không được vẻ mặt Tần Trách như vậy, hóa ra chỗ đó bị rụt lại. Vậy mà em còn biết y thuật? Trần Vũ Đồng kinh ngạc hỏi. Biết một chút. Mạc Phàm cười nhạt nói. Đôi mắt Trần Vũ Đồng nhìn Mạc Phàm lại khác thường hơn nhiều, lập tức có lo lắng hiện lên. Nếu em là bác sĩ chữa trị ung thư nổi tiếng kia thì tốt rồi, đáng tiếc không phải. Nếu là bác sĩ chữa trị ung thư, Tần Thọ sẽ không dám làm gì Mạc Phàm. Cô nói Mạc. Mạc Phàm vừa định trả lời, di động lại vang lên, lần này là số không biết. Mạc Phàm do dự, nhận điện thoại, giọng một thanh niên xa lạ truyền từ bên trong ra. Là Mạc Đại Sư sao, cha tôi tên là Tần Trách, bây giờ Linh Chi trăm năm đang ở chỗ tôi, không biết cậu có thời gian rảnh không, tôi đưa qua cho cậu. Giọng điệu không kiêu ngạo không xiểm nịnh, còn mang theo chút cao ngạo. Mạc Phàm khẽ cau mày, vẻ mặt như thường. Buổi chiều, Vân Trung Thự, biệt thự số 9. Được, buổi chiều gặp. Nói đơn giản mấy câu, Mạc Phàm tắt điện thoại. Trần Vũ Đồng thấy Mạc Phàm nói chuyện xong, lúc này mới mở miệng dặn dò lần nữa. Tôi đến trường học, em nhanh về đi, gần đây cẩn thận một chút, không có chuyện gì thì đừng ra cửa, nếu Tần Thọ tìm em gây phiền phức, nhớ gọi điện thoại cho tôi. Trần Vũ Đồng lấy di động của Mạc Phàm, lưu số điện thoại của cô vào, lưu xong mới trả điện thoại cho hắn. Có nghe thấy không? Nếu Tần Thọ gây khó dễ cho Mạc Phàm, có lẽ cô ra mặt còn có thể giải quyết, dù sao chuyện này vì cô mà ra. Tuy cô từ chối gả cho Tần Thọ, nhưng thật sự có thể tránh được vòng quay vận mệnh sao? Vừa rồi Tần Thọ bị Mạc Phàm ngược chỉ như giấc mộng ảo dễ tan vỡ, dùng không lâu sẽ bị phá nát. Mạc Phàm đáp lại, biết mình bị xem thường cũng không nói gì thêm. Đợi Trần Vũ Đồng vào trường học, hắn liên lạc với chị họ, liền đi đến sân bóng rổ trong trường. Mạc Phàm vừa mới tiến vào trường học, Ferrari màu đỏ lúc trước bị thi triển pháp thuật phát ra tiếng nổ ong ong, từ một góc rẽ lái về, dừng trước cửa trường học. Chiếc xe này vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Cậu xem, Ferrari. Có mấy người phụ nữ ăn mặc thời thượng lấy điện thoại ra chụp. Trên xe, Tần Thọ liếc mắt nhìn đám người này đầy khinh bỉ, ánh mắt nhìn Mạc Phàm tiến vào trường học, ngoan độc trong mắt lóe lên. Anh ta cho rằng Mạc Phàm không dám về trường học, ai biết lá gan tên nhóc này lớn, còn dám đi học, rất tốt. Anh ta cười lạnh lùng, lấy điện thoại ra gọi điện. Tiểu Kiệt, bây giờ em có ở trường không? Tần Thọ hỏi. Có chuyện gì vậy, anh họ? Trong điện thoại, một giọng nói cao ngạo truyền đến. Em có rảnh không? Buổi sáng có, buổi chiều em có việc phải xử lý. Trường em có người tên Mạc Phàm học lớp 253, em quen không, giúp anh thu thập cậu ta, ra tay nặng chút, tốt nhất khiến cậu ta không thể sinh con được. Tần Thọ vô cùng tức giận nói. Mạc Phàm. Trong điện thoại dừng một lát. Các cậu quen người này không? Là tên mới từ nông thôn tới, trong khoảng thời gian này anh không có ở trường học, Vương Kinh Phi cũng bị ngược một lần. Một giọng nói khác vang lên. Hả, người này còn có chút thú vị, đi bắt cậu ta cho tôi. Dạ. Cậu ta mới vào cổng trường, nhìn bộ dạng như muốn đi đến sân bóng rổ. Tần Thọ xuống xe, nhìn hướng Mạc Phàm đi, xen mồm nhắc nhở. Anh ta tốt nghiệp ở trường này, cho nên vô cùng quen thuộc trường nơi này. Được, giao cho em sẽ làm anh hài lòng, anh có muốn làm cùng không? Trong điện thoại hỏi. Không cần. Anh có việc gấp phải xử lý, nhớ ra tay nặng chút. Tần Thọ nói. Nếu là bình thường, chắc chắn anh ta sẽ đích thân thu thập Mạc Phàm,
nhưng anh ta phải nhanh chóng đi tìm bác sĩ giải quyết vấn đề dương vật co rụt, chuyện lớn này không giải quyết, chuyện gì anh ta cũng không có tâm tình. Đúng rồi, Tiểu Kiệt, đừng đánh chết cậu ta, lúc nào đó anh sẽ thu thập cậu ta một trận. Nhớ đâu không tìm được người chữa trị, có thể tìm tên lưu manh này. Yên tâm đi, em tự có chừng mực, em tắt máy đây. Tiếng tút tút tút, vang lên trong điện thoại Tần Thọ. Tần Thọ không thèm để ý, hung dữ nhìn thoáng qua nơi Mạc Phàm biến mất. Đắc tội ông đây, xem tên nhóc mày chết thế nào. Mắng xong, Tần Thọ lái xe đến bệnh viện. Buổi tối còn hẹn một đôi chị em đến nhà chơi, như này sẽ bị chê cười mất. Mạc Phàm không biết những chuyện này, hắn đi thẳng đến sân bóng rổ. Bởi vì trên đường chậm trễ thời gian, bây giờ đã là thời gian tan học buổi sáng, không ít người đến sân bóng rổ chơi đùa. Trước kia hắn và Bàn Tử cũng thường xuyên đánh bóng rổ lúc này, hắn đánh bóng rổ cũng không tệ lắm. Vừa tiến vào cửa, liền cảm thấy gió truyền đến, một quả bóng bay về phía hắn với tốc độ cực nhanh. Mạc Phàm khẽ cau mày, tay như tia chớp vươn ra, quả bóng thế tới rào rạt bị hắn bắt lấy. Mẹ kiếp, Tiểu Phàm, cậu có cần lợi hại như vậy không, vậy mà cũng bị cậu bắt lấy. Bàn Tử chạy như điên tới cười nói. Anh ta vốn chỉ đùa Mạc Phàm một chút, ai biết bị Mạc Phàm bắt lấy. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Bàn Tử một cái, trả bóng cho anh ta. Tốc độ này mà hắn không bắt được thì không xứng với bốn chữ y tiên bất tử. Tiểu Phàm, sao hôm nay cậu lại tới trường học, tôi đã nghĩ xong lý do xin phép cho cậu rồi, lát nữa cô Trần tới tôi sẽ xin phép cho cậu. Bàn Tử tò mò hỏi. Không cần giúp tôi đâu, trên đường tới tôi gặp cô Trần, cô ấy đã phê chuẩn rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hả? Bàn Tử trừng mắt nhìn, thở phào nhẹ nhõm. Cô Trần phê chuẩn là tốt nhất, loại chuyện động não này, anh ta thật sự không am hiểu, quả thực rất dày vò. Đúng rồi, có phải cậu tới trường học có chuyện gì không? Bàn Tử hỏi. Tôi tới tìm. Mạc Phàm nói, hắn không cần giấu giếm Bàn Tử chuyện gì. Nhưng hắn chưa nói xong, một đám người đi vào sân bóng rổ, giọng nói không thân thiện truyền đến. Tần Thiếu, cậu ta là Mạc Phàm. Một người chỉ Mạc Phàm đang nói chuyện với Bàn Tử, trong mắt đều là hung ác nham hiểm. Người này là Triệu Phi mấy ngày hôm trước bị mất tư cách thí luyện Hoa Hạ Thần Kiếm, lúc này Triệu Phi đứng bên cạnh người thanh niên mặc đồ thể thao, anh ta cúi thấp người, giống như vô cùng kính sợ thanh niên này. Người thanh niên bên cạnh Triệu Phi cùng tuổi Mạc Phàm, mày kiếm mắt sáng, anh khí bức người, liếc mắt một cái liền làm người ta cảm thấy bất phàm. Nhưng trong mắt đều là bướng bỉnh lì lợm và lỗ mãng. Thanh niên này nhìn theo ngón tay Triệu Phi, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, trong mắt hiện lên khinh thường. Nhưng anh ta vẫn đi về phía Mạc Phàm. Người thanh niên này vừa xuất hiện, sân bóng vốn vô cùng náo nhiệt yên tĩnh lại. Vô số ánh mắt nhìn người thanh niên kia, vô cùng khiếp sợ. Tần Thiếu. Ngay cả Bàn Tử cũng sửng sốt, không tự chủ được đọc hai chữ Tần Thiếu ra. Tứ thiếu của trường trung học Đông Hải, ngoại trừ Vương Kinh Phi, Sở Vũ Thần, Đường Ngạo Thiên, kế tiếp là Tần Kiệt Tần Thiếu. Tần Kiệt là người lợi hại nhất trong tứ thiếu, ba người khác không dám động vào người này. Nhưng từ sau khai giảng Tần Thiếu không tới trường học, nghe nói tham gia đặc huấn trong bộ đội, hôm nay tới trường học làm gì? Nhìn thấy Triệu Phi bên cạnh Tần Thiếu, trên mặt Bàn Tử hiện lên lo lắng. Không phải Tần Thiếu tới tìm Mạc Phàm gây phiền phức đấy chứ? Bên cạnh Tần Thiếu, Triệu Phi cười đắc ý. Mạc Phàm khiến anh ta mất tư cách thí luyện Hoa Hạ Thần Kiếm, anh ta đang lo không có biện pháp trả thù Mạc Phàm. Ai biết thuộc hạ Tần Thiếu tới lớp, hỏi ai quen Mạc Phàm, anh ta dứt khoát theo tới chỉ giúp Tần Thiếu. Tần Thiếu là ai? Tiểu ma vương ngay cả Vương Kinh Phi cũng sợ ba phần, tìm Mạc Phàm chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Lần này xem Mạc Phàm làm sao bây giờ? Diệt uy phong của Vương Kinh Phi. Cậu ta có thể đối phó Tần Thiếu sao? Tần Kiệt đi đến bên cạnh Mạc Phàm, mí mắt khẽ nâng, lạnh lùng nói. Cậu là Mạc Phàm, nhìn cũng thường thôi. Tần Kiệt mới mở miệng, người đi theo anh ta nhìn Mạc Phàm đầy khinh thường, nhao nhao cười nói. Tần Thiếu, Vương Kinh Phi, Sở Vũ Thần, Đường Ngạo Thiên không tính là gì trước mặt cậu ta, một người mới tới là cái thá gì chứ, hôm nay căn bản không cần anh ra tay, chúng em có thể thu phục cậu ta. Triệu Phi cũng cười theo, quả nhiên anh ta đoán không sai, Tần Thiếu đến tìm Mạc Phàm gây phiền phức, nói như vậy, thù của anh ta được báo rồi.
Đôi mắt lạnh lùng hung dữ nhìn chằm chằm Mạc Phàm, tràn đầy vẻ đắc ý, anh ta tuyệt đối không thể uổng phí mất tư cách thí luyện Hoa Hạ thần kiếm. Bàn tử chơi trên sân bóng rổ một lát, trên người đầy mồ hôi, lần này lại mồ hôi đầm đìa hơn, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tần Thiếu, cậu ấy là Mạc Phàm, vừa tới trường được mấy ngày, cậu tìm cậu ấy có chuyện gì? Bàn tử cười gượng nói. Mạc Phàm còn chưa gặp Tần Thiếu, có khả năng không biết anh ta, cho dù Mạc Phàm lợi hại, không nên chọc Tần Thiếu tốt hơn. Tên mập đáng chết này, ở đây đến lượt mày nói sao? Bàn tử còn chưa nói xong, thuộc hạ của Tần Kiệt tên Tần Thành nắm lấy cổ áo bàn tử, quát. Tuy Tần Thành này kém xa Tần Kiệt, nhưng cũng là người Tần gia, hung danh hiển hách ở trường, cũng vì đánh nhau trong sân bóng rổ trường học mà vào cục cảnh sát, không phải người bàn tử có thể trêu chọc. Bàn tử vội vàng câm miệng, trên mặt còn nở nụ cười. Không đến lượt tôi nói chuyện. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hàn quang trong mắt lóe lên, không nói gì. Tần Kiệt lạnh lùng nhìn bàn tử một cái, lúc này mới mở miệng nói tiếp. Tôi nghe nói, ngày đầu tiên cậu đi học đã đánh bại huấn luyện viên Taekwondo, còn đuổi anh ta đi. Ngày hôm sau đánh thuộc hạ của Vương Kinh Phi và chủ nhiệm phòng giáo vụ, ngay cả Vương Kinh Phi ra mặt, cũng thua trong tay cậu. Nửa tháng sau Trương Siêu bắt nạt Lý Thi Vũ, bị vệ sĩ của cậu ta đánh gãy hai chân, còn suýt chết chìm trong nước. Cậu còn nói một câu, khiến tư cách thí luyện Hoa Hạ thần kiếm của Triệu Phi không còn nữa, có chuyện này sao? Hỏi liên tiếp, nói ra toàn bộ những chuyện Mạc Phàm làm ở trường học. Rõ ràng mỗi chuyện đều đủ làm cả trường khiếp sợ, nhưng từ miệng Tần Kiệt nói ra, lại là khinh thường sâu đậm, khiến người ta có cảm giác như thi được 60 điểm, không có gì ghê gớm. Tần Thiếu là một trong tứ thiếu của Trung học Đông Hải, hắn có biết, chắc là người Tần gia. Bởi vì kiếp trước hắn không tiếp xúc với tứ thiếu của Trung học Đông Hải, nên hắn không biết thân phận cụ thể của Tần Thiếu ở Tần gia là gì. Nhưng Tần gia thì sao chứ? Chuyện này liên quan gì đến cậu? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Hắn vừa dứt lời, bàn tử lau mồ hôi trên trán, trong lòng thầm nghĩ xong đời rồi. Quả thật Mạc Phàm rất lợi hại. Nhưng đối phương là Tần Thiếu. Tuy ngày đó anh ta gặp Tần Tiểu Thư ở nhà Mạc Phàm, hình như Mạc Phàm cũng có chút quan hệ với Tần gia. Dù vậy nếu hôm nay Mạc Phàm đắc tội Tần Thiếu, nói không chừng hợp tác giữa Tần gia và Mạc gia sẽ bị gián đoạn. Những người xung quanh nghe Mạc Phàm nói vậy, lập tức sửng sốt, không ít người cười khinh thường. Mạc Phàm này tự tin quá mức, xem ra cậu ta không biết sự lợi hại của Tần Thiếu. Hôm nay cậu ta nếm mùi đau khổ rồi. Gần đây tên nhóc này rất ngông cuồng, có Tần Thiếu dạy dỗ cậu ta cũng được, tránh cho người ta cảm thấy Trung học Đông Hải chúng ta không ai có thể đối phó được cậu ta. Trong lòng Triệu Phi cảm thấy vui vẻ, Mạc Phàm vô lễ với Tần Thiếu sẽ bị dạy dỗ càng nặng, đương nhiên anh ta cũng càng vui vẻ. Tần Kiệt khẽ cau mày, ánh mắt đánh giá Mạc Phàm càng lạnh hơn, không đợi anh ta mở miệng, Tần Thành ở bên cạnh kêu lên. Tên kia, có phải mày không muốn sống nữa hay không? Dám nói với Tần Thiếu của chúng tao như vậy, muốn tao tiễn mày một đoạn à? Mắt Mạc Phàm nheo lại, lóe lên hàn quang. Cậu là ai, nơi này đến lượt cậu nói chuyện sao? Vẻ mặt Tần Thành lập tức trầm xuống, giống như bị người ta tát mạnh một cái. Mẹ nó! Anh ta mắng một tiếng, muốn xông lên dạy dỗ Mạc Phàm. Quả thật thân phận anh ta không bằng Tần Kiệt, nhưng cũng là chi thứ Tần gia, người bình thường không thể so được. Vậy mà Mạc Phàm này nói anh ta không có tư cách nói chuyện. Đủ rồi. Tần Kiệt nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tần Thành một cái, lạnh lùng nói. Tần Thành không cam lòng, đôi mắt hung ác chừng Mạc Phàm một cái, vẫn lùi về phía sau Tần Kiệt. Ánh mắt lạnh lùng của Tần Kiệt nhìn Mạc Phàm, vô cùng bá đạo nói. Quả thật chuyện này không liên quan gì đến tôi, nhưng Tần Kiệt tôi làm việc còn cần liên quan sao? Những lời này vừa nói ra, xung quanh lặng ngắt như tờ. Tần Thiếu đúng là Tần Thiếu, muốn làm gì thì làm cái đó, còn cần lý do sao? Có người dựng ngón cái khen ngợi. Tần Thiếu quá khí phách, quá đẹp trai. Có nữ sinh ở sân bóng rổ xem nam sinh chơi bóng, Hoa Si nói. Đám Tần Thành, Triệu Phi cười đắc ý, lần này xem Mạc Phàm làm sao bây giờ. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười không thèm để ý. Nếu không phải nể mặt Tần gia không tệ với hắn, hắn đã tát chết Tần Thiếu này. Ý của cậu là, hôm nay cậu muốn tới tìm tôi gây phiền phức. Không hẳn vậy, hôm nay cậu đắc tội một anh họ tôi,
đắc tội người Tần gia chúng tôi nhất định phải trả giá lớn. Tần Kiệt lạnh lùng nói. Xung quanh lập tức hiểu ra, chẳng trách Tần Kiệt tới tìm Mạc Phàm gây phiền phức, hóa ra Mạc Phàm chọc vào người Tần gia. Tâm tình Bàn Tử lập tức chìm xuống đáy cốc, lần này xong rồi, Mạc Phàm đắc tội người Tần gia. Tần gia có tiếng lưu manh, một khi có người bị bắt nạt, cơ bản nhà người kia xong đời rồi. Mạc Phàm xong rồi, ai cũng không cứu được cậu ta. Triệu Phi cười nói, không hiểu sao tâm tình thoải mái hơn. Mặt Mạc Phàm không đổi, hóa ra Tần Thọ kia cũng là người Tần gia, chẳng trách Trần Vũ Đồng e ngại thế lực sau lưng Tần Thọ như vậy. Nói như thế, cũng xử lý được nhiều. Vừa rồi hắn còn suy nghĩ, làm thế nào mới khiến cô Trần tự do, bây giờ có rồi. Quả thật tôi làm gãy cổ tay anh ta, cậu muốn làm gì? Mặt Mạc Phàm không đổi hỏi. Rất đơn giản, qua ba cửa. Tần Kiệt vươn ba ngón tay. Ba cửa là... Thứ nhất, không phải công phu cậu rất lợi hại sao, nhiều người như vậy không phải là đối thủ của cậu, tôi cũng có chút công phu, hai chúng ta đọ sức, nếu cậu có thể đứng dậy sau khi tôi đấm ba quả, thì tính cậu thắng. Thứ hai, không phải cậu được Hoa hậu giảng đường yêu thích sao, lập tức tụ tập bốn, nếu hôm nay cậu tìm được hai người, bọn họ đồng ý đứng bên cạnh cậu, tôi sẽ tính là cậu thắng. Thứ ba, không phải cậu có bản lĩnh hủy bỏ tư cách thí luyện của Hoa Hạ Thần Kiếm sao, tôi đã qua thí luyện Hoa Hạ Thần Kiếm, trở thành thành viên dự bị của Hoa Hạ Thần Kiếm, nếu cậu có năng lực hủy bỏ tư cách này của tôi, tính cậu thắng. Nếu cậu qua ba cửa này, tôi sẽ không tính toán chuyện cậu đắc tội Tần gia chúng tôi, nếu cậu không qua được một cửa, cậu phải lạy trước mặt tôi một tiếng, cậu có dám không? Tần Thiếu còn chưa nói xong, không ít người sợ ngây người. Tần Thiếu thật lợi hại. Đây là muốn đánh bại Mạc Phàm hoàn toàn. Có thể hoàn thành ba chuyện này được sao? Người qua ba cửa này chắc chắn không tồn tại. Không nói đến hai cửa sau, cửa đầu tiên Mạc Phàm cũng không qua được. Lúc năm nhất Tần Kiệt từng khiêu chiến huấn luyện viên Taekwondo, huấn luyện viên bị anh ta một quyền đánh ngã, còn không đứng dậy được. Ngay cả Đường Ngạo Thiên xuất thân từ Đường gia võ đạo thế gia, là tứ thiếu của Trung học Đông Hải, cũng bị Tần Kiệt ngược tơi bời. Hai năm trước Tần Kiệt lợi hại như vậy, khai giảng xong lại trải qua đặc huấn bộ đội một tháng, chắc chắn thực lực hiện giờ tăng lên, sao Mạc Phàm có thể là đối thủ của anh ta? Đừng nói ba quyền, một quyền cũng có thể đánh ngã Mạc Phàm. Vậy mà Tần Thiếu là dự bị của Hoa Hạ Thần Kiếm, nhưng cấp bậc thượng úy đã là ván đã đóng thuyền. Có người nghe thấy nội dung cửa ba, kinh ngạc nói. Hoa Hạ Thần Kiếm không chỉ là một trong những bộ đội đặc chủng lợi hại nhất Hoa Hạ. Thí luyện cũng rất khó khăn. Nghe nói đệ tử cùng tham gia với một số binh vương trong bộ đội, đệ tử thông qua đều là tinh anh, vậy mà Tần Thiếu thông qua, như vậy Tần Thiếu lợi hại biết bao nhiêu. Điểm ấy là gì với Tần Thiếu, anh ấy vốn có thể để gia tộc tiến cử, Tần Thiếu lại bỏ qua, còn dựa vào thực lực để qua thí luyện, thành dự bị của Hoa Hạ Thần Kiếm. Tần Thành đắc ý nói, giống như anh ta mới là dự bị của Hoa Hạ Thần Kiếm. Tần Thiếu thật lợi hại. Không hổ là người mạnh nhất trong tứ thiếu Đông Hải. Trong lúc này, mọi người càng thêm kính nể Tần Thiếu, ánh mắt nhìn Mạc Phàm lại càng khinh thường hơn. Không cần đấu, chắc chắn Mạc Phàm thua rồi. Không ít người nói chắc chắn không nghi ngờ. Cho dù Mạc Phàm lợi hại đến mấy, cũng không chịu nổi một quyền của Tần Thiếu. Nghe tiếng bàn tán xung quanh, cằm Tần Kiệt khẽ nâng, kiêu ngạo trên mặt càng đậm hơn. Tên kia, Tần Thiếu chúng tao đưa ra ba cửa. Mày có dám thử một lần không, nếu không dám mà nói, quỳ trước mặt Tần Thiếu chúng tao ba tiếng đi. Hai tay Tần Thành vòng trước ngực, cười âm hiểm nói. Bàn Tử trao mày, ở một bên lo lắng xuông, nhưng không có tác dụng gì, đối phương là Tần Thiếu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mạc Phàm nheo mắt, mặt không đổi sắc, chỉ cười. Ba cửa thì không cần, quá phiền phức, đơn giản một chút, như vậy đi. Nếu cậu đỡ một quyền còn đứng dậy được, tôi sẽ không tính toán với cậu chuyện cậu vô lễ với tôi, thế nào? Nể mặt Tần gia, hắn có thể không tính toán với Tần Kiệt. Nhưng sau khi Tần Kiệt muốn hắn quỳ gối ba tiếng, cho dù ông cụ Tần đến đây, cũng không được. Xung quanh ngây ra như phỗng, rất lâu sau mới phản ứng kịp, Mạc Phàm này điên rồi sao? Tần Thiếu đỡ một quyền của cậu ta. Tần Thiếu vô lễ với cậu ta nghĩ mình là ai? Quan nhị đại thủ đô tới chắc. Ngay cả Bàn Tử cũng há to miệng, sợ tới mức như ăn đầu cá voi.
Triệu Phi cười âm hiểm, hôm nay Mạc Phàm chết chắc rồi. Ở trường trung học Đông Hải, chưa có ai dám nói với Tần Thiếu như vậy. Hửm, khóe miệng Tần Kiệt khẽ nhếch cứng đờ, hai mắt phóng ra hàn quang sắc bén, cười mỉa nói. Mạc Phàm, cậu biết tôi là ai không? Cậu là ai liên quan gì đến tôi? Mạc Phàm nhíu mày hỏi ngược lại. Hô hô, xung quanh lập tức cười to. Có một số người vừa rồi tưởng rằng Mạc Phàm lợi hại, bây giờ lắc đầu. Mạc Phàm này ngay cả Tần Thiếu là ai cũng không biết, vậy mà dám nói với Tần Thiếu như thế, đúng là không biết sống chết. Ngay cả Tần Kiệt cũng cười, anh ta tưởng rằng Mạc Phàm dũng cảm hơn người, bây giờ xem ra có chút thất vọng. Tên này ngay cả anh ta là ai cũng không biết, còn dám làm bừa trước mặt anh ta, đúng là dũng cảm một cách ngốc nghếch. Nói cho mày biết, tên hai lúa, Tần Thiếu chúng tao là cháu đích tôn duy nhất của Tần lão gia tướng quân khai quốc, con trai của Tần Trách, em trai của Tần Doãn Nhi, bây giờ mày biết Tần Thiếu chúng tao là ai rồi chứ? Tần Thành cười đắc ý nói, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết. Tần Thiếu, Mạc Phàm mới chuyển tới đây, không biết cậu có thể tha thứ, đúng rồi cậu ấy quen Tần tiểu thư chị gái cậu, nể mặt Tần tiểu thư, cậu bỏ qua cho cậu ấy một lần đi. Ban Tử vội nói. Anh ta không mở miệng, Mạc Phàm thật sự sẽ xong rồi. Hai, tên mập đáng chết này, mày còn lắm miệng, có phải mày ngứa miệng rồi không? Sắc mặt Tần Thành trầm xuống, một cái tát đánh mạnh vào mặt Bàn Tử. Bàn Tử đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích, căn bản không dám phản kháng. Mạc Phàm nhíu mày, ánh mắt phát lạnh. Không đợi Tần Thành đụng vào Bàn Tử, hắn nắm lấy cổ tay Tần Thành, bàn tay còn lại tát vào mặt anh ta. Bốp bốp bốp, vài tiếng vang lên, xung quanh lặng ngắt như tờ. Ngay cả Tần Thành bị đánh cũng ngốc luôn rồi, một tay che mặt, vẻ mặt khó mà tin, Mạc Phàm dám đánh anh ta trước mặt Tần Thiếu. Mạc Phàm đánh Tần Thiếu. Có người không tin vào hai mắt mình nói. Chuyện này ầm ĩ hơn rồi. Mạc Phàm, có phải cậu muốn chết không, thân phận của tôi cần tôi lặp lại cho cậu nữa à? Tần Kiệt trầm giọng nói, hai tay nắm chặt vang lên tiếng kẽo kẹt. Dám đánh người của anh ta trước mặt anh ta, không khác gì tát vào mặt anh ta mấy. Từ nhỏ đến giờ anh ta chưa từng bị người ta coi thường như thế, cho dù có người đó bây giờ đã không tồn tại trong tầm mắt anh ta. Thân phận của cậu không cần phải lặp lại, chủ yếu cậu còn chưa biết tôi là ai. Mạc Phàm ném Tần Thành sang một bên, lạnh nhạt nói. Lúc trước hắn cảm thấy giọng Tần Kiệt hơi quen, bây giờ hắn đã chắc chắn người gọi điện cho hắn. Nói buổi chiều giao linh chi trăm năm là Tần Kiệt, con trai duy nhất của Tần Trách, cũng là cháu nội duy nhất hiện giờ của Tần lão tướng quân. Tần Trách bảo Tần Kiệt đưa đồ cho hắn là kết chút duyên, Tần Kiệt lại tới trêu chọc hắn, nếu Tần Trách biết, không biết sẽ có biểu cảm gì. Lời Mạc Phàm nói khiến cả trường khiếp sợ. Mạc Phàm có thân phận gì? Không phải tên hai lúa mới từ nông thôn đến sao? Trong nhà làm quan lớn nhất là dượng hắn, cũng là cha Lý Thi Vũ. Phó Cục trưởng Cục Xây dựng. Nhưng Tần Kiệt thì sao? Chính là thành viên của Hoa Hạ Thần Kiếm, cấp bậc thượng úy, sau lưng còn có một tướng quân khai quốc. Từ nhỏ đã là đại thiếu quân là áo lượt ở thành phố Đông Hải, quyền thế ngập trời. Vậy mà Mạc Phàm nói Tần Kiệt không biết thân phận hắn. Ở bên cạnh, Bàn Tử ước gì có thể lập tức đi lên bịt miệng Mạc Phàm. Mạc Phàm không thể bớt tranh cãi à, nếu tiếp tục như vậy, thật sự sẽ xong đời. Triệu Phi cười mà không nói, trong mắt lại hiện lên chút đắc ý. Sắc mặt Tần Kiệt trầm xuống trong chớp mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạc Phàm. Xem ra trong thời gian tôi đặc huấn, rất nhiều người không biết sự lợi hại của Tần Thiếu tôi, cậu cho rằng quen chị tôi, là có thể dương oai trước mặt tôi sao, cậu sai rồi, thành phố Đông Hải không ai dám dương oai trên đầu tôi, cho dù là chị tôi cũng không được, ai dương oai trên đầu tôi sẽ làm kẻ đó hối hận cả đời. Hôm nay cậu chính là người hối hận cả đời. Ha ha! Mạc Phàm cười không thèm để ý. Ý của cậu là, buổi chiều ở biệt thự số 9 Vân Trung Thự, cậu sẽ không giao linh chi trăm năm cha cậu bảo cho tôi sao? Câu này rất khó hiểu, làm nhiều người không hiểu được. Biệt thự số 9 Vân Trung Thự, chi gì đó, Vân Trung Thự căn bản không có biệt thự số lẻ. Linh chi trăm năm là cái quỷ gì, Mạc Phàm đang nói linh tinh gì đó. Nhưng lại làm Tần Kiệt lập tức sợ ngây người, trong mắt đều là khó mà tin. Cậu là đồ đệ của Mạc Đại Sư. Mạc Đại Sư là ai? Xung quanh đều mờ mịt,
thành phố Đông Hải xuất hiện thêm một người tên Mạc Đại Sư lúc nào thế? Đương nhiên ngoại trừ Tần Kiệt ra. Những lời Mạc Phàm nói đều là nội dung anh ta nói chuyện với Mạc Đại Sư. Sao Mạc Phàm có thể biết? Chuyện đó chỉ có một khả năng, Mạc Phàm là đồ đệ của Mạc Đại Sư, dù sao Mạc Phàm không có khả năng là Mạc Đại Sư. Người có thể được xưng là Đại Sư, sao có thể là học sinh? Mạc Phàm lắc đầu cười. Cha cậu nói với cậu Mạc Đại Sư có đồ đệ không? Vẻ mặt Tần Kiệt chấn động, giống như bị sét đánh. Lúc anh ta đi, cha vẫn luôn dặn dò mãi Mạc Đại Sư rất trẻ tuổi, ngàn vạn lần đừng xem thường, càng không được đắc tội. Ngoại trừ ông nội ra, anh ta ít thấy cha anh ta kính sợ một người như vậy. Chẳng lẽ cậu là Mạc Đại Sư? Tần Kiệt hơi ấp úng nói. Nếu không tin, cậu có thể gọi điện thoại thử xem. Mạc Phàm lấy điện thoại ra, bình tĩnh nói. Tần Kiệt nhíu mày, rất lâu sau không lấy điện thoại ra gọi điện cho số kia, trong mắt lại tràn đầy lửa giận. Cha anh ta giấu linh chi trăm năm anh ta thèm muốn rất lâu, bảo bối này phối với mấy thảo dược nữa, có thể phối ra tử linh đan tổ truyền của Tần gia bọn họ, có thể thăng tỷ lệ anh ta luyện ra nội kình, đây là để lại chuẩn bị trùng kích cảnh giới nội kình. Anh ta không hài lòng về chuyện cha tặng linh chi trăm năm cho người khác, ai biết người cha đưa tặng thực ra là tên hai lúa trưởng bọn họ, anh ta lại càng tức giận. Dù sao đắc tội cũng đắc tội rồi, chỉ là một Mạc Đại Sư có thể làm gì anh ta. Bây giờ Tần gia có mỗi anh ta là cháu nội bảo bối. Cho dù Mạc Phàm muốn làm gì anh ta, thật sự có thể làm được sao? Ngay cả những binh vương trong bộ đội, cũng bị anh ta đánh răng rơi đầy đất, chỉ là một Mạc Đại Sư có thể làm gì? Cho dù cậu là Mạc Đại Sư giám chó gì đó, cậu bắt nạt người Tần gia chúng tôi, lại đánh người của tôi, sao tôi có thể tha thứ cho cậu? Cậu đã không chịu làm ba cửa, vậy thì lập tức quỳ xuống xin lỗi cho tôi, nếu không không chỉ cậu, tên mập mạp đáng chết bên cạnh cậu cũng có kết cục như vậy. Sắc mặt Bàn Tử trắng bệch, không ngừng nuốt nước miếng. Mắt Mạc Phàm hơi nheo lại, nheo ra ánh sáng lạnh. Bảo tôi xin lỗi cậu là không có khả năng, đợi cha cậu tới xin lỗi tôi đi. Tần Kiệt không dựa theo lời Tần Trách nói còn chưa tính, vậy mà lấy Bàn Tử uy hiếp hắn, cho dù hắn phế Tần Kiệt, Tần Trách có năng lực nói gì. Quả đấm của hắn nắm chặt, muốn dạy dỗ Tần Kiệt. Tiểu Phàm, em giải thích cho chị tấm thẻ này là sao đây? Một giọng nói thanh thúy êm tai, mang theo giận dữ truyền đến. Không ít người nhìn về phía người nói, chỉ thấy Lý Thi Vũ mặc váy trắng như tuyết, cầm một tấm thẻ đen đi tới. Nhìn thấy Lý Thi Vũ mắt không ít người sáng lên, dù sao cũng là một trong tứ đại hoa hậu giảng đường trung học Đông Hải, mỹ nữ ai mà không thích. Nhìn thấy tấm thẻ trên tay Lý Thi Vũ, không ít người lắc đầu, thẻ bình thường giải thích làm gì. Nhưng sắc mặt Tần Kiệt và Tần Thành thay đổi, những người khác không biết tấm thẻ kia, hai người bọn họ là chính thống và chi thứ của Tần gia, sao có thể không nhận ra thẻ chí tôn Tần gia. Bất luận tấm thẻ này ở trong tay ai, liền đại biểu một thân phận. Gia chủ đích thân tới. Tấm thẻ này có tổng cộng hai cái, trong tay ông cụ có một cái, còn lại thì nằm trong tay gia chủ đương nhiệm Tần gia, bác cả Tần chính của bọn họ. Mỗi tấm thẻ đánh số không giống nhau, thẻ trong tay ông cụ là số 1, bác cả anh ta số 2. Thẻ trong tay Lý Thi Vũ đúng là thẻ chí tôn số 1 của ông cụ. Lý Thi Vũ, cô lấy tấm thẻ này ở đâu ra? Lông mày Tần Kiệt nhíu lại, lạnh lùng hỏi. Lý Thi Vũ luôn nghĩ tìm Mạc Phàm hỏi rõ nguồn gốc tấm thẻ, không chú ý tới Tần Kiệt. Nghe thấy giọng Tần Kiệt, lúc này gương mặt xinh đẹp mới sửng sốt, vậy mà Tần Kiệt sau khi khai giảng chưa thấy qua tới trường học, vừa xuất hiện còn đứng đối diện Mạc Phàm, không phải xảy ra chuyện gì chứ? Tần Thiếu, tôi hỏi cô lấy tấm thẻ này ở đâu ra? Tần Kiệt cắn răng lặp lại. Sắc mặt Lý Thi Vũ hơi đổi, trong mắt xuất hiện kinh hoàng, nhìn về phía Mạc Phàm. Tấm thẻ này ở đâu ra, chắc không cần phải giải thích với cậu, cậu có tư cách nói chuyện với người cầm thẻ như vậy sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Mọi người xung quanh đều sửng sốt, nhao nhao nhìn tấm thẻ có vẻ bình thường trong tay Lý Thi Vũ. Thẻ gì thế, trâu bò như vậy, ngay cả Tần Thiếu cũng không có tư cách. Không phải là thẻ Tần gia đó chứ? Thẻ chí tôn Tần gia. Có một số học sinh nhà không tệ, lúc này nghĩ đến tấm thẻ của Tần gia. Sắc mặt lập tức thay đổi, vì sao Lý Thi Vũ có tấm thẻ này, không phải tấm thẻ này chỉ có gia chủ Tần gia có sao? Lần đầu tiên ánh mắt mọi người nhìn Mạc Phàm có thay đổi. Không còn khinh bỉ,
khinh miệt, mà tràn đầy kính sợ và hâm mộ. Lý Thi Vũ và Mạc Phàm có quan hệ chị em họ, đã không là bí mật gì, sớm bị người ta đào ra. Lý Thi Vũ không biết lai lịch tấm thẻ này, nói lên tấm thẻ này là Mạc Phàm cho cô. Tuy không biết Mạc Phàm lấy được tấm thẻ này thế nào, nhưng vẫn có thể nghiệm chứng lời Mạc Phàm nói lúc trước, quả thật thân phận của Mạc Phàm không phải Tần Kiệt có thể chọc được. Dù sao cha Tần Kiệt là Tần Trách, nhìn thấy tấm thẻ này cũng phải vâng lệnh nghe theo, không cần phải nói đến Tần Kiệt. So với thân phận Mạc Đại Sư vừa rồi, tấm thẻ chí tôn Tần gia này càng chân thật và mãnh liệt hơn chút. Lông mày Tần Kiệt nhíu lại, hai mắt gần như muốn phun ra lửa, thân thể vì tức giận mà không ngừng run rẩy. Không chỉ linh chi trăm năm, thẻ chí tôn này anh ta cũng muốn không phải lần một lần hai. Anh ta tìm ông cụ và bác cả Tần Chính xin nhiều lần, đều không thành công. Anh ta vốn chuẩn bị dựa vào chuyện thông qua thí luyện Hoa Hạ Thần Kiếm, trở thành dự bị của Hoa Hạ Thần Kiếm để xin thẻ chí tôn trong tay ông cụ. Dù sao ông cụ đều hướng về nơi đó, chân quý hơn thẻ vô số lần, còn không bằng đưa thẻ cho anh ta. Ai biết vậy mà tấm thẻ này lại nằm trong tay người ngoài. Vật anh ta cần nhất, bây giờ đều đến tay người khác. Các người đợi đó cho tôi, tốt nhất đừng để tôi điều tra ra các người trộm tấm thẻ này, nếu không nhà ba người có bao nhiêu cái mạng, cũng không chết đủ. Tần Kiệt hung dữ nói. Nói xong anh ta xoay người muốn mang người rời đi. Mạc Phàm này quá kỳ lạ, điều tra bối cảnh cậu ta rõ ràng rồi thu thập cũng không muộn. Xung quanh cười to. Tần Thiếu tức giận, xảy ra chuyện lớn rồi. Đợi một chút, tôi cho cậu đi sao? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Uy hiếp bàn tử, uy hiếp chị họ, còn uy hiếp người nhà hắn, không để lại gì đã rời đi rồi sao? Thực sự nghĩ rằng y tiên bất tử hắn là quả hồng mềm, để mặc người ta bóp. Đừng nói Tần Kiệt. Cho dù cả Tần gia cũng không được. Cậu muốn làm gì? Tần Kiệt nhíu mày, bất ngờ hỏi. Làm gì sao? Nể mặt ông nội, bác cả, chú ba và chị gái cậu, đỡ một quyền sáu phần lực, đỡ được thì mạng cậu tốt, không đỡ được đi đầu thai đi. Nói xong quả đấm của Mạc Phàm nắm chặt, gió bên cạnh hắn thổi xung quanh. Hầu như tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Mạc Phàm dám ra tay với Tần Kiệt, chỉ dùng sáu phần lực. Tần Kiệt có thể giữ được mạng hay không chỉ nghe theo mệnh trời. Tôi không nghe lầm đấy chứ. Có người bắt đầu hoài nghi lỗ tai mình. Triệu Phi vốn có chút buồn bực, nửa đường lại nhảy ra thẻ chí tôn Tần gia, Tần Thiếu bị buộc đành phải tạm thời bỏ qua cho Mạc Phàm. Ai biết Mạc Phàm còn dám nói lời cuồng vọng, muốn dạy dỗ Tần Thiếu. Khóe miệng Triệu Phi lại nhếch nụ cười âm hiểm. Cho dù có thẻ chí tôn Tần gia thì sao, Tần gia có thể có vô số tấm thẻ chí tôn. Nhưng chỉ có một cháu nội, đó chính là Tần Kiệt. Không nói đến chuyện Mạc Phàm có thể đánh thắng Tần Kiệt hay không, tốt nhất Mạc Phàm giết chết Tần Kiệt, nói vậy cho dù cả nhà Mạc Phàm có 10 cái mạng cũng chết không đủ. Mạc Phàm, thôi đi, chúng ta đi học. Bàn tử kéo Mạc Phàm, lo lắng nói. Tiểu Phàm, đừng kích động. Sắc mặt Lý Thi Vũ thay đổi, vội vàng đi đến bên cạnh Mạc Phàm khuyên. Cô không biết Mạc Phàm và Tần Kiệt có mâu thuẫn gì. Nhưng có chuyện cô hiểu rõ, đừng nói Mạc Phàm giết Tần Kiệt, làm Tần Kiệt bị thương cũng ầm ĩ lớn. Khóe miệng Tần Kiệt hơi nhếch lên, lộ ra chút cười mỉa, giống như nghe được chuyện cười. Khẩu khí rất lớn, nếu bây giờ cậu quỳ xuống xin lỗi tôi sẽ coi như cậu chưa nói gì, Mạc Đại Sư. Bên cạnh Tần Kiệt, Tần Thành cũng cười theo, giả mù sa mưa nói. Mạc Đại Sư, Tần Thiếu chúng tao đã rộng lượng như vậy, mày còn không quỳ xuống. Chẳng lẽ mày thật sự dám ra tay với Tần Thiếu chúng tao? Những người nhận ra thẻ chí tôn Tần gia đều lắc đầu. Mạc Phàm đúng là ngu ngốc, thực sự cho rằng có thẻ chí tôn thì là gia chủ Tần gia à? Cho dù hắn lợi hại, trước mặt Tần gia cũng chỉ là người ngoài, nếu hắn làm hại Tần Kiệt, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hắn. Mạc Phàm cười nhạt, nói với chị họ và bàn tử. Yên tâm đi, tôi tự có chừng mực, không sao. Với thực lực hiện giờ của hắn, cho dù Tần lão gia muốn động vào hắn cũng phải suy nghĩ một phen. Thu thập một Tần Kiệt, cần suy nghĩ mãi, nói đùa. Không được, Lý Thi Vũ kiên quyết nói. Quả thật Mạc Phàm thay đổi rất nhiều so với trước, nhưng sao có thể địch nổi Tần gia. Cô lấy tấm thẻ chí tôn ra, đưa cho Tần Kiệt. Tần Thiếu, tấm thẻ này cho anh, mong anh đừng tìm em họ tôi gây phiền phức nữa. Tấm thẻ này đã giúp cô cứu cha,
cô đã biết chân quý của tấm thẻ này, có lẽ có thể hạn chế Tần Thiếu. Có không ít người hơi sững sờ, thầm nghĩ có phải Lý Thi Vũ ngốc hay không, vì em họ mà từ bỏ tấm thẻ chí tôn Tần gia, tấm thẻ này có thể giúp cô làm rất nhiều chuyện không làm được. Hửm, Tần Kiệt nhíu mày, trong đáy mắt hiện lên tàn ác. Nếu là ông nội hoặc bác cả đưa cho anh ta sẽ nhận lấy, một người ngoài Tần gia cho anh ta sao? Tấm thẻ này vốn của Tần gia tôi, cô dùng đồ Tần gia tôi trao đổi với tôi, Lý Thi Vũ, có phải cô ngốc hay không? Lông mày Lý Thi Vũ nhíu lại, nói tiếp. Vậy tôi nhận lỗi với anh đừng làm em họ tôi bị thương. Tần Thiếu chúng tôi đừng làm em họ cô bị thương sao, là em họ cô không muốn bỏ qua cho Tần Thiếu chúng tôi có hiểu không? Tần Thiếu chúng tôi và cô không oán không thù, cô xin lỗi Tần Thiếu chúng tôi thì tính là gì, muốn xin lỗi phải là em họ cô xin lỗi Tần Thiếu chúng tôi mới được. Tần Thành cười đắc ý nói. Chuyện này, Lý Thi Vũ nghiêng đầu, nhìn Mạc Phàm đầy xoắn xuýt. Cô biết tính cách của Mạc Phàm, từ nhỏ bị người ta đánh bị thương cả người, cũng không xin lỗi loại người như vậy. Nhưng lần này là Tần Kiệt, không chỉ Trung học Đông Hải, còn là tiểu ma vương đáng sợ nhất thành phố Đông Hải. Vương Kinh Phi, Đường Ngạo Thiên và Sở Vũ Thần đều từng làm trái Tần Kiệt, lúc ấy nhà Vương Kinh Phi tổn thấy mấy trăm vạn mới bình ổn, Đường Ngạo Thiên bị đánh mặt mũi bầm dập ở bệnh viện nửa tháng, nhà Sở Vũ Thần thì thiếu chút nữa ngã xuống. Ba người này đều có bối cảnh cường đại, vẫn bị rơi vào nông nỗi kia. Tiểu Phàm thì sao, đối với Tần Kiệt, chỉ biết thảm hại hơn ba người kia, cô không hy vọng Mạc Phàm như vậy. Tiểu Phàm, hay là em xin lỗi Tần Thiếu đi. Lý Thi Vũ cắn răng nói, hai mắt hàm chứa không muốn. So với bảo Mạc Phàm xin lỗi Tần Kiệt, cô càng nguyện ý mình xin lỗi hơn, nhưng vô dụng, Tần Kiệt không chấp nhận. Vì Mạc Phàm, cô đành phải như vậy. Thế nào, Mạc Đại Sư, cậu xin lỗi tôi, hay đợi tôi làm nhà ba người gà chó không yên? Tần Kiệt cười mỉa nói, ba nhà anh ta nói là nhà Mạc Phàm, nhà Lý Thi Vũ và nhà Bàn Tử. Mạc Phàm nheo mắt lại. Lóe lên ánh sáng sắc bén. Hắn hiểu tâm tư chị họ, nếu không phải ép đến đường cùng, chắc chắn chị họ sẽ không nói vậy. Nhưng hắn đường đường là y tiên bất tử, cần xin lỗi người khác sao? Cửu chuyển hỗn nguyên công vận chuyển theo tâm niệm hắn, linh khí dũng mãnh lao tới tay. Hắn chưa ra tay, di động vang lên, là Tần Trách gọi tới. Tần Kiệt thấy di động Mạc Phàm vang lên, cười cười. Người giúp đỡ sao, cậu cứ việc gọi đến. Tôi xem cả thành phố Đông Hải ai dám giúp cậu, bảo người đó đến nhặt xác giúp cậu đi. Mạc Phàm nhìn Tần Kiệt, vẻ mặt kỳ lạ, một lúc sau mới nói. Cha cậu gọi tới. Vẻ mặt Tần Kiệt sửng sốt, sau đó giận tím mặt. Cậu nói gì? Mạc Phàm không để ý đến Tần Kiệt, nghe máy, giọng Tần Trách truyền từ trong đến. Mạc Đại Sư, tôi đã giao linh chi trăm năm cho con trai tôi, bảo thằng bé đưa cho cậu, thằng bé tên là Tần Kiệt. Cùng trường với cậu, là trường Trung học Đông Hải. Tôi biết, bây giờ cậu ta đang đứng trước mặt tôi, bảo tôi nhận lỗi với cậu ta, nếu không sẽ khiến nhà tôi, nhà chị họ và nhà bạn tôi gà chó không yên. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tần Trách ở bên kia sửng sốt, lập tức kích động nói. Cái gì, chuyện này không có khả năng, bình thường con tôi vô cùng thành thật. Đúng là rất thành thật, cậu ta nói ông đến đây nhặt xác giúp tôi. Không. Không có khả năng, Mạc Đại Sư, cậu đợi đã, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, tôi sẽ dạy dỗ thằng bé, tôi lập tức qua đó thu thập nó, nhất định sẽ cho cậu công đạo hài lòng. Ông ta từng thấy Mạc Phàm ra tay rồi, một lời cầm kiếm, một niệm xua quỷ, ngay cả Chu Đại Sư ở thành phố Nam Sơn cũng sợ hãi. Nếu Mạc Phàm ra tay, với công phu mèo cào của con trai ông ta, có 9 cái mạng cũng chết không đủ. Không cần, chuyện của tôi sẽ tự mình giải quyết. Còn nữa, linh chi trăm năm của ông tôi không cần, giữ lại kéo dài tính mạng cho con trai ông đi. Mạc Phàm nói xong liền để điện thoại ra xa tai. Giọng Tần Trách vẫn còn vang lên. Đừng, đừng mà, Mạc Đại Sư, tút tút tút. Mạc Phàm tắt điện thoại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Kiệt. Tôi không nợ cha cậu cái gì, trái lại là ông ta nợ tôi nhân tình, nể mặt ông ta lo lắng che chở con trai, tôi chỉ dùng 5 phần lực. Còn lại phải xem may mắn của cậu rồi. Nói xong Mạc Phàm không nói lời vô nghĩa với anh ta. 5 ngón tay nắm chặt, gió mạnh đột nhiên nổi lên, thổi khiến người ta không mở mắt ra được, một quyền không do dự đánh vào ngực Tần Kiệt.
Một đời này, ai dám uy hiếp người nhà, bạn bè hắn, đều phải trả giá thật lớn. Tần gia thì sao chứ? Tần Kiệt không ngờ Mạc Phàm dám ra tay, cảm nhận được lực lượng khủng bố trong quả đấm của Mạc Phàm, sắc mặt thay đổi. Sao lại mạnh như vậy? Anh ta thông qua thí luyện Hoa Hạ thần kiếm, đương nhiên thực lực khỏi phải nói, nhưng năm phần lực lượng của Mạc Phàm làm anh ta cảm thấy cái chết uy hiếp. Hai tay đan vào nhau để ở ngực theo phản xạ có điều kiện, anh ta mới làm xong động tác này, quả đấm của Mạc Phàm đã đánh tới. Rắc rắc, tiếng xương cốt gãy truyền đến. Một quyền của Mạc Phàm đánh vào ngực Tần Kiệt phun ra máu bay ra ngoài, đánh vào giá ném bóng rổ, mới dừng lại được. Phun máu, trực tiếp hôn mê. Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Tần Thiếu bị một quyền đánh ngất. Mạc Phàm lợi hại như vậy. Tần Kiệt lợi hại hơn Đường Ngạo Thiên xuất thân từ võ đạo thế gia, lại thông qua thí luyện Hoa Hạ thần kiếm, thực lực không thể coi thường, lại bị Mạc Phàm dùng 5 phần lực đánh một quyền ngất, không có lực đánh trả. Mạc Phàm này khủng bố bao nhiêu? Mạc Phàm thật sự dám ra tay với Tần Kiệt, Mạc Phàm xong rồi. Không ít người nhìn thấy Tần Kiệt phun ra máu té xỉu, nhanh chóng rời đi, tránh để rước họa vào thân. Triệu Phi thì cười vui vẻ, Mạc Phàm lợi hại vượt ngoài tưởng tượng của anh ta, nhưng cuối cùng Mạc Phàm vẫn ra tay với Tần Kiệt rồi. Nếu như vậy, Mạc gia, Lý gia và cả nhà tên mập đáng chết đợi bị giết đi, Tần gia không phải là nhà bọn họ có thể trêu chọc. Mạc Phàm, mày dám đánh Tần Thiếu chúng tao, mày không muốn sống nữa sao? Mãi một lúc lâu Tần Thành mới phản ứng kịp, hoảng sợ kêu lên. Có khả năng Tần Kiệt là gia chủ đời sau của Tần gia, 16 tuổi đã thành dự bị của Hoa Hạ thần kiếm, tiền đồ vô lượng, lại bị Mạc Phàm đánh sống chết không biết. Tôi đã nói rồi, ở đây không đến lượt cậu nói chuyện, bảo gia chủ Tần gia tới nói chuyện với tôi đi, biến, nếu không cậu sẽ giống cậu ta. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, lạnh giọng quát. Toàn thân Tần Thành run rẩy, nuốt nước miếng, hoảng sợ nhìn Mạc Phàm. Bảo gia chủ Tần gia nói chuyện với cậu ta, Mạc Phàm này cuồng vọng đến mức nào? Mạc Phàm, mày đợi đó cho tao, Tần gia chúng tao sẽ không bỏ qua cho mày. Nói xong anh ta bảo người nâng Tần Kiệt rời đi, sợ bị Mạc Phàm đánh một quyền. Sân bóng rổ náo nhiệt nhanh chóng trống vắng, một đám người không nhiều lắm cách Mạc Phàm rất xa. Thỉnh thoảng nhìn về phía Mạc Phàm một cái, giống như nhìn người chết. Một lúc sau, không chỉ trong sân bóng rổ, cả trường đều tràn đầy tiếng bàn tán. Mọi người nghe nói gì chưa, Tần Thiếu đi tìm Mạc Phàm gây phiền phức, bị Mạc Phàm một quyền đánh ngất, xe cứu thương mới đưa đi. Không phải chứ, Mạc Phàm lợi hại như vậy, ngay cả Tần Thiếu cũng không phải đối thủ của cậu ta. Cậu ngốc à, Mạc Phàm xong đời rồi, không khéo trường chúng ta cũng bị liên lụy mất. Mạc Phàm này đánh ai không đánh lại dám đánh Tần Thiếu, đúng là đáng chết. Trước đó cậu ta đắc tội Vương Kinh Phi, Trương Siêu cũng không có chuyện gì mà. Có người tò mò hỏi. Ha ha, các cậu nghĩ Vương Kinh Phi và Trương Siêu so được với Tần Kiệt sao, quá ngây thơ, đợi xem, không lâu sau sẽ không thấy Mạc Phàm ở trong trường nữa. Nói chuyện là Tống Trung từng bị Mạc Phàm chỉnh. Bên cạnh anh ta, Tống Uyển Nhi cũng cười đắc ý. Tên hai lúa chết tiệt kia, cuối cùng cũng bị báo ứng rồi. Lúc này trong văn phòng phòng giáo vụ, chủ nhiệm Nghiêm, Mạc Phàm đánh Tần Thiếu bị thương, chúng ta có nên dạy dỗ Mạc Phàm một chút không? Một giáo viên phòng giáo vụ hỏi. Cái gì, Mạc Phàm đánh Tần Thiếu bị thương? Chủ nhiệm Nghiêm hưng phấn đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ông ta đang lo không có cách nào thu thập Mạc Phàm. Bắt, nhất định phải bắt. Sau khi tin tức này nhanh chóng truyền khắp trường học, lại nhanh chóng truyền tới tai đại lão, Phú Hào thành phố Đông Hải. Trên sân bóng rổ, Lý Thi Vũ và Bàn Tử sốt ruột đi đi lại lại. Tiểu Phàm, em nói cho chị biết em lấy tấm thẻ này từ đâu ra? Lý Thi Vũ cố gắng bình tĩnh, hỏi. Em chữa bệnh cho ông cụ Tần, Tần gia đưa cho em. Mạc Phàm nói chi tiết. Lý Thi Vũ và Bàn Tử sửng sốt, lúc này sắc mặt mới chuyển biến tốt hơn chút. Nếu đường đến tấm thẻ này không rõ, chuyện sẽ càng lớn hơn nữa. Mạc Phàm cứu ông cụ Tần, có tấm thẻ này ở đây, hơn phân nửa là thật, Mạc Phàm có ân với Tần gia, chuyện này có đường sống rồi. Tần Kiệt không chết chứ? Sẽ không, nhưng cậu ta cần phải nằm trên giường hơn nửa năm. Mạc Phàm nói, tuy Tần Kiệt tâm cao khí ngạo, nhưng là người có thiên phú kế thừa Tần lão gia, còn trẻ tuổi đã có thực lực hậu thiên đỉnh phong, lợi hại hơn A Hào nhiều.
Vừa rồi hắn thủ hạ lưu tình, chỉ dùng 5 phần lực, tránh tử huyệt của Tần Kiệt, với thực lực tôi luyện đỉnh phong của anh ta, sẽ không chết. Lý Thi Vũ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Tần Kiệt không chết là được. Đây là thẻ của chị, em đến tỉnh Giang Nam trốn một thời gian trước, bên phía cậu chị sẽ lừa giúp em, đợi thương thế của Tần Kiệt tốt hơn, em hãy quay về. Lý Thi Vũ lấy ra một tấm thẻ, nhét vào tay Mạc Phàm. Chỗ tôi cũng có một chút, cậu dùng tạm trước, đợi tôi về nhà nghĩ biện pháp kiếm thêm cho cậu. Bàn Tử cũng lấy ra một tấm thẻ, anh ta chỉ có thể giúp Mạc Phàm như vậy. Cho dù Mạc Phàm thật sự cứu Tần lão gia, Tần gia cũng cho Mạc Phàm thẻ chí tôn Tần gia rồi, Mạc Phàm biết rõ Tần Kiệt là cháu nội Tần gia, còn làm Tần Kiệt bị thương, Tần gia sẽ không bỏ qua cho Mạc Phàm. Trốn sao? Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười nói. Nếu chị họ và Bàn Tử biết hắn một quyền phế Tôn Hổ ở Yến Quy Lâu. Hắn đạp nước mà đi trong hồ trước mặt Tần Cừu và Tần Doãn Nhi. Ở Túy Nguyệt Cư, một lời cầm kiếm, vạch trần âm mưu của đám Lý Hưng. Hai người bọn họ sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng vì để chị họ và Bàn Tử yên tâm, hắn cũng không từ chối ý tốt của hai người, bỏ hai tấm thẻ vào trong túi áo. Em sẽ cẩn thận. Cái này chỉ cầm lấy, bình thường nhất định phải đeo lên người. Mạc Phàm lấy ra thất hồn ngọc cuối cùng. Đây là gì thế? Lý Thi Vũ tò mò hỏi. Lần trước sinh nhật cô, Mạc Phàm cho cô vòng tay trầm hương, một người đàn ông trung niên nhìn thấy nói muốn mua với giá 100 vạn, bị cô từ chối rồi. Mạc Phàm tặng quà có giá trị 100 vạn, lần này lại là cái gì? Bùa hộ mệnh sư phụ cho em, chị đeo lên người 1000 vạn lần không được lấy xuống. Thứ này sẽ bảo vệ chị, Bàn Tử cũng có một cái. Mạc Phàm dặn dò, Tần gia sẽ không dễ dàng ra tay với hắn, nhưng khó đảm bảo không gây khó dễ cho chị họ và Bàn Tử. Có thứ này đeo trên người, cho dù là ai muốn gây khó dễ cho họ, phải hỏi Lôi Tiêu Trận trong thất hồn ngọc có đồng ý hay không. Được rồi. Lý Thi Vũ lên tiếng, vén tóc lên, để Mạc Phàm đeo ngọc thất hồn cho cô. Vậy tấm thẻ kia thì sao? Chị cầm lấy trước. Nếu Tần gia yêu cầu, cứ cho bọn họ là được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tấm thẻ này không còn tác dụng với hắn như trước, có tấm thẻ này hay không không khác gì nhau. Em phải cẩn thận chút, có chuyện gì nhớ gọi cho chị, có nghe thấy không? Lý Thi Vũ ôm Mạc Phàm ra lệnh. Trong đôi mắt đẹp phiếm nước mắt. Cô vốn tưởng rằng đến thành phố Đông Hải, cô có thể chăm sóc Mạc Phàm thật tốt, ai biết cô không làm được chuyện gì. Vừa rồi không chỉ bảo Mạc Phàm xin lỗi Tần Kiệt, bây giờ còn bảo Mạc Phàm rời khỏi thành phố Đông Hải. Mạc Phàm nhìn chị họ đỏ mắt, trong lòng xúc động. Hắn cười, véo mũi chị họ. Yên tâm đi, không lâu sau Tần gia sẽ xin lỗi em đảm bảo. Được, nhanh đi đi, cẩn thận người của phòng giáo vụ. Lý Thi Vũ xoa mắt nói, bảo Tần gia xin lỗi đâu dễ như vậy. Mạc Phàm ôm Bàn Tử một cái. Liền rời khỏi trường học. Hắn không rời khỏi thành phố Đông Hải, mà quay về biệt thự số 9. Vừa đến biệt thự, di động của hắn vang lên, là Tần Doãn Nhi gọi tới. Ra mặt thay Tần Kiệt nhanh đó. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên cười nói, nhận điện thoại. Bác sĩ Mạc, bây giờ cậu rảnh không, cha tôi muốn gặp cậu. Tần Doãn Nhi hỏi, trong giọng nói mang theo chút phẫn nộ. Nếu là chuyện Tần Kiệt, tôi cảm thấy không cần thiết phải nói chuyện, Tần gia các cô nhìn mà làm đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Người đã bị hắn đánh, Tần gia làm thế nào, tự mình chọn đi. Ý của Mạc Thần Y là, em trai tôi trọng thương là do Mạc Thần Y ra tay sao? Tần Doãn Nhi hỏi. Không sai. Trước khi bác sĩ Mạc ra tay, chắc biết Tần Kiệt là em trai tôi rồi. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu nói. Bác sĩ Mạc đã cứu ông nội tôi. Là người có ân với Tần gia tôi tự thấy hết lòng quan tâm giúp đỡ bác sĩ Mạc, vì sao bác sĩ Mạc còn ra tay với em tôi nặng như vậy? Tần Doãn Nhi lạnh giọng hỏi. Cho dù Mạc Phàm lợi hại, ở trong mắt cô cũng chỉ là người ngoài có tiềm lực, Tần Kiệt là em trai cô nhìn lớn lên, máu mủ tình thâm không thể đổi. Cho dù Tần Kiệt có lỗi lớn, cũng có Tần gia dạy dỗ, không cần người ngoài nhúng tay vào, Mạc Phàm cũng không được. Sao Mạc Phàm lại không cảm nhận được lửa giận trong lòng Tần Doãn Nhi, khẽ cau mày, hàn quang trong mắt lóe lên. Nếu có người lấy người nhà cô uy hiếp cô sẽ thế nào? Tần Doãn Nhi do dự, vẫn nói thật. Giết kẻ đó.
không phải cô không biết Tần Kiệt, chuyện như vậy Tần Kiệt tuyệt đối làm được. Cô cảm thấy tôi không giết được một tên hậu thiên hậu kỳ sao? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Võ giả nội kình sơ kỳ đều bị giết chết, chỉ là một Tần Kiệt, nếu không phải hắn thủ hạ lưu tình, còn mạng sao? Tần Doãn Nhi ngớ người, Mạc Phàm có thể đạp nước mà đi, dựa theo lời chú ba cô nói, thực lực Mạc Phàm cho dù chưa đến cảnh giới tiên thiên tông sư, cũng không khác biệt lắm. Người có cấp bậc như vậy, quả thực giết được em trai cô, nhưng mà... Thực lực của bác sĩ Mạc, muốn giết em trai tôi tất nhiên không có vấn đề, nhưng ra tay với em trai tôi nặng như thế, không tránh khỏi không để Tần gia chúng tôi vào mắt. Vậy Tần Kiệt có để Mạc Phàm tôi vào mắt không? Mạc Phàm lạnh lùng hỏi ngược lại. Trong mắt y tiên bất tử hắn, cho dù là Tần lão gia cũng chỉ như con kiến, chứ đừng nói Tần Kiệt. Ở bên kia điện thoại, lông mày Tần Doãn Nhi cau chặt, từ ngày đầu tiên cô nhìn thấy Mạc Phàm, đã cảm thấy Mạc Phàm rất cao ngạo tự đại, chỉ là không ngờ Mạc Phàm cao ngạo như thế. Ở thành phố Đông Hải, có ai có thể khiến Tần gia để ở trong mắt, còn chưa có người này đi. Bác sĩ Mạc muốn đoạn tuyệt quan hệ với Tần gia chúng tôi sao? Nếu Tần gia đã lựa chọn như vậy, tôi cũng không có biện pháp. Mạc Phàm thở dài nói. Khi hắn ra tay đã nể mặt Tần gia, nếu Tần gia muốn ra mặt thay Tần Kiệt, theo ý Tần gia đi. Nếu như vậy, mong bác sĩ Mạc tự giải quyết cho tốt, cảm ơn cậu đã cứu ông nội tôi, nhưng có một số việc tôi cũng bất lực, hy vọng bác sĩ Mạc không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Tần Doãn Nhi có chút bất đắc dĩ nói. Tần gia bọn họ rất coi trọng Mạc Phàm, nếu không sao lại tiến cử Mạc Phàm đến Hoa Hạ Thần Kiếm. 16 tuổi đã là bác sĩ thiên tài, cao thủ cấp bậc tông sư, có thể không là địch với Mạc Phàm, Tần gia đều tận lực tránh. Nhưng chuyện đã đi đến bước này, cô không có biện pháp. Cảm ơn Tần tiểu thư đã nhắc nhở, nếu ngày khác thật sự là địch, tôi sẽ giữ một mạng của Tần tiểu thư. Mạc Phàm cười nói. Hắn có ấn tượng không tệ với Tần Doãn Nhi, nhưng việc đã đến nước này, hắn không hối hận. Nếu quay về lúc Tần Kiệt khiêu khích hắn lần nữa, hắn cũng sẽ đưa ra lựa chọn như thế. Lúc này trong biệt thự Tần gia cách Mạc Phàm không xa. Ngoại trừ Tần lão gia, Tần Chính, Tần Trách, Tần Cừu và Tần Doãn Nhi, còn có một lão giả khác và một phu nhân xinh đẹp, cùng với vài người khác. Tuổi lão giả này không kém Tần lão gia, đã đến đầu bảy, tóc đã bạc trắng, hình như di chuyển có chút không tiện, tay cầm quải trượng đầu rồng, nhưng hai mắt tỏa ra tinh quang, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Lão giả này mặc quân trang, trước ngực treo hàng loạt huân chương, trong đó có một huân chương Lục Phi Nhịn Đau đưa cho Mạc Vũ, huân chương như vậy lão giả này có 5-6 cái. Bên cạnh lão giả là mỹ phụ mặc váy dài màu đen ngồi trên ghế sofa, hai bắp đùi thon dài chồng lên nhau, dáng người duyên dáng của bà ta vẽ nên đường cong hoàn mỹ. Trên khuôn mặt xinh đẹp không nhìn ra dấu vết năm tháng lưu lại, trái lại hơn 30 tuổi không ít đi xinh đẹp như 18 tuổi, còn nhiều thành thục đẫy đà của phụ nữ hơn. Lão giả này tên là Lạc Phi, cũng là một trong những tướng quân khai quốc, thanh danh không kém Tần lão gia. Mỹ phụ này tên là Lạc Anh, là con gái ruột của ông ta, cũng là mẹ Tần Kiệt, vợ Tần Trách. Lúc này đôi mắt phượng của Mỹ phụ như muốn phun ra lửa. Cha, đại ca, mọi người nghe thấy không, Mạc Phàm này căn bản không để Tần gia chúng ta vào mắt, cậu ta đánh Tiểu Kiệt bị thương nặng như vậy, nếu không diệt trừ cậu ta, Tần gia chúng ta còn mặt mũi ở thành phố Đông Hải sao? Đôi mắt phun lửa của Tần Anh nhìn Tần lão gia và Tần Chính, vô cùng tức giận nói. Bà ta vừa đón Tần Kiệt từ căn cứ thí luyện Hoa Hạ Thần Kiếm về, còn mời cha tới thành phố Đông Hải, đang chuẩn bị tranh công với Tần gia, để Tần lão gia lập Tần Kiệt là gia chủ Tần gia kế tiếp, ai biết lại thành ra như vậy. Một quyền kia của Mạc Phàm giữ được mạng, nhưng ít nhất phải nằm trên giường bệnh nửa năm, bà ta không tức giận được sao? Trong biệt thự, không khí lập tức u ám hơn nhiều, không có ai nói chuyện. Lạc Phi thấy không ai mở miệng, gõ cây gậy xuống đất, sàn nhà bằng đá cẩm thạch lập tức nứt ra, cây gậy đâm sâu vào trong nửa thước. Lão Tần, nếu ông không ra tay được, chuyện này cứ giao cho tôi, dám đánh cháu ngoại tôi, Lạc Phi tôi sẽ lấy mạng cả nhà cậu ta, nhưng từ nay về sau Tiểu Kiệt phải đổi sang họ Lạc. Phương diện nối dõi tông đường của Lạc Phi kém Tần lão gia rất nhiều. Chỉ có Lạc Anh con gái bảo bối, còn gả cho lão nhị kém nhất Tần gia. Ông ta vẫn muốn Tần Kiệt đổi họ Lạc, lần này ông ta tới Tần gia là vì chuyện Tần gia lập Tần Kiệt làm gia chủ kế nhiệm, Tần gia không lập mà nói,
ông ta lập tức cho Tần Kiệt làm gia chủ Lạc gia, sau này sẽ là người Lạc gia. Nếu không phải đánh chủ ý này, sao ông ta từ Bắc Xuyên tới thành phố Đông Hải? Tần lão gia nhíu mày, không hài lòng với lời Lạc Phi nói. Lạc lão đầu, chuyện Tần gia chúng tôi, còn chưa đến lượt ông nhúng tay vào, muốn để Tiểu Kiệt đổi sang họ Lạc, kiếp sau cũng không có khả năng, ông chết tâm đi. Hừ, Lạc Phi hừ lạnh một tiếng, tức giận đến phát điên, nhưng không có biện pháp. Tần lão gia nhìn thoáng qua Tần Chính, nói lời thấm thía. Bây giờ con là gia chủ, con xem rồi làm đi, cho Tiểu Anh và Lạc gia một câu trả lời hài lòng, nhưng nhớ kỹ không được làm hại người nhà tên nhóc kia, chuyện này không liên quan gì đến người nhà cậu ta, dạy dỗ cậu ta là đủ rồi. Con biết rồi cha. Tần Chính nhíu mày, vẫn gật đầu. Lúc này sắc mặt hai cha con Lạc Phi mới dịu đi không ít, Lạc Phi còn nói thêm một câu. Lão Tần, ông vẫn quá mềm lòng. Tần lão gia không để ý đến Lạc Phi, liếc mắt nhìn Tần Trách đầy thất vọng, thở dài nhìn Lạc Anh mẹ Tần Kiệt. Tiểu Anh, chuyện này không hẳn xấu với Tiểu Kiệt, chịu chút khổ cực, có thể hiểu được không ít chuyện, lần này may đối phương hạ thủ lưu tình, nếu không sẽ là người đầu bạc tiễn người đầu xanh rồi. Sắc mặt Lạc Anh trầm xuống, bình thường Tần Trách ít quản Tần Kiệt, bây giờ Tần Kiệt như vậy, phần lớn là bà ta nuông chiều, quả thật bà ta có trách nhiệm. Con đã biết, cha, đợi Tiểu Kiệt tốt hơn, con nhất định sẽ dạy dỗ thằng bé. Ừm, Tần lão gia tử gật đầu, nói với Tần Cừu. Lão Tam, con đi cho tên nhóc kia một quyền, nhớ rõ dùng 5 phần lực. Dạ, Tần Cừu cười gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Sắc mặt Tần Doãn Nhi trầm xuống, cuối cùng vẫn đứng về phía phản chiến. Biệt thự số 9. Chuyện của Tần gia, Mạc Phàm không có nghĩ nhiều. Phí thời gian suy nghĩ nên đối phó với Tần gia thế nào, chẳng bằng nghĩ nên tăng lực lực ra sao. Chỉ cần hắn đủ mạnh, cho dù là Tần gia cũng cần phải cúi đầu. Hắn lấy ra yêu đan của nhiếp hồn thú nhỏ bằng ngón cái, bên trong ẩn chứa linh khí vô cùng cường đại. Nếu hắn có thể hấp thu toàn bộ linh khí bên trong, tiến vào trúc cơ trung kỳ đã không là vấn đề. Hắn vốn chuẩn bị tìm nguyên liệu, luyện chế yêu đan này thành yêu linh đan. Bây giờ không có linh chi trăm năm của Tần Trách, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác luyện hóa yêu linh đan này. Suy nghĩ một lát, mấy chữ xuất hiện trong đầu hắn. Thái Thượng Hóa Linh Kinh. Đây là công pháp kỳ lạ đặc biệt nhất trong Thái Thượng Cửu Kinh, tu giả bình thường nuốt sống yêu đan và một số linh thảo, không chỉ có tác dụng phụ lớn, còn nguy hiểm nổ tan xác. Nếu bây giờ hắn nuốt yêu đan này vào, chưa đến nửa khắc hắn đã nổ tan xác mà chết. Nhưng chỉ cần luyện thành công pháp này, tu giả sẽ có được năng lực cường đại hơn yêu thú, hấp thu trực tiếp linh lực trong yêu đan, chỉ là phải chịu thống khổ không nhỏ. Thân là y tiên bất tử, hắn vốn từ chối phương pháp thô bỉ này. Luyện chế yêu đan thành linh dược, không chỉ có thể thoải mái hấp thu linh khí trong yêu đan, còn trợ giúp kết đan. Nhưng bây giờ chỉ có thể như vậy, hắn nhớ lại Thái Thượng Hóa Linh Kinh, muốn bắt đầu lĩnh hội kinh thư này. Bỗng nhiên lông mày hắn nhíu lại, ngoài cửa truyền đến giọng Vương Mụ. Thiếu gia, ở cửa có vị là Tần tiên sinh muốn gặp cậu. Mắt Mạc Phàm hơi nheo lại, người báo thù đến rồi sao? Tôi đã biết. Mạc Phàm lên tiếng. Hắn cất yêu đan, ra biệt thự. Trên khu đất trống trước biệt thự, Tần Cừu đứng khoanh tay, vẫn bộ dạng nói cười cười như trước. Tần Cừu nhìn thấy Mạc Phàm, khóe miệng hơi nhếch lên. Linh khí chỗ cậu rất nồng đậm. Cậu làm thế nào vậy? Ông ta là nội kình trung kỳ, mẫn cảm với linh khí vượt qua người thường, sao không cảm nhận được linh khí ở chỗ Mạc Phàm nồng đậm dị thường? Một tiểu trận pháp mà thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đây chỉ là hiệu quả của một cái trận bàn, đợi hắn bố trí trận nhãn xong, cộng thêm 3 trận bàn, linh khí không chỉ càng nồng đậm hơn, Tần Cửu muốn tiến vào cũng không dễ dàng như vậy. Vẫn là quá yếu. Tiểu trận pháp. Tần Cừu nhướn mày lên, nhìn Mạc Phàm đầy dị dạng. Có thể làm linh khí xung quanh căn biệt thự này gấp 5 lần trở nên nơi khác, chỉ là tiểu trận pháp. Rốt cuộc trên người thanh niên này có bao nhiêu bí mật? Vô thượng y thuật, vô địch võ đạo và pháp thuật, còn am hiểu tụ linh trận pháp, Tần gia tích lũy vài chục năm, chưa hẳn đã so được với Mạc Phàm. Bây giờ Tần gia muốn làm kẻ địch với người trẻ tuổi khủng bố, ông ta thật sự hơi lo lắng. Tiểu trận pháp không tệ. Tần Cừu cười khổ nói. Ông tới đây không phải chỉ là thăm hỏi đơn giản như vậy đi.
Mạc Phàm bình tĩnh nói. Nếu là cầu hòa, sẽ không sai Tần Cửu tới đây. Tần gia lấy tên cho Tần Cửu là Cửu, lại truyền thụ võ đạo này, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản như vậy, Tần Cửu là thanh kiếm báo thù cho Tần gia. Lão gia tử ra lệnh, lấy 5 phần lực lượng, trả lại cậu một quyền. Tần Cửu cười nói. 5 phần. Mạc Phàm hơi bất ngờ. Lão gia tử Tần gia đúng là thú vị, hắn dùng 5 phần lực đánh Tần Kiệt bị thương, lão gia tử sai Tần Cửu dùng 5 phần lực tới đánh trả một quyền. Tâm ý của lão gia tử tôi xin nhận, ông vẫn nên dùng 10 phần lực đi, cộng thêm ông ta nữa, nếu không e rằng hai người không làm gì được tôi. Mạc Phàm nhìn thoáng qua vườn hoa nói. Xuất hiện đi, đừng trốn nữa. Hắn tu luyện diễn thiên thần quyết, linh hồn cường đại hơn người bình thường, có người ẩn nấp, sao hắn không phát hiện ra. Tần Cửu nhíu mày, nhìn theo ánh mắt Mạc Phàm. Oa! Sau khi một tiếng kinh ngạc vang lên. Một người đàn ông thân hình gầy yếu, vẻ mặt âm u tóc dài đi từ vườn hoa ra, bộ dạng người đàn ông rất tuấn tú, nhưng trong con ngươi tràn đầy dã tính, làm cho người ta có cảm giác không thoải mái, giống như nhìn thấy sói đói. Lạc Minh ông tới làm gì? Tần Cửu nhìn người tới, bất mãn hỏi. Lạc Minh này là con nuôi của Lạc Phi Lạc tướng quân, cũng là cao thủ nội kình sơ kỳ ở Lạc gia. Tuy chỉ là nội kình sơ kỳ, nhưng không thể khinh thường thực lực của Lạc Minh này. Trước khi Lạc Minh chưa theo Lạc Phi, là tên sát thủ, am hiểu ám sát và dùng độc, không biết bao nhiêu nội kình trung kỳ và hậu kỳ chết trong tay Lạc Minh, cho dù là ông ta cũng phải kiêng kỵ vài phần. Ông đại biểu cho Tần gia báo thù giúp Tần Kiệt, đương nhiên tôi đại biểu cho Lạc gia, chẳng qua ông dùng 5 phần lực đánh thằng nhóc này một quyền, tôi dùng toàn bộ lực làm thịt tên nhóc này. Lạc Minh cười gằn nói, trong mắt hiện lên sát ý. Mạc Phàm làm Tiểu Kiệt bị thương, Tần gia chỉ trả một quyền. Lạc gia không dễ nói chuyện như vậy. Cho nên ông theo dõi tôi. Xem như là thế, vậy mà ông không phát hiện, xem ra nội kình trung kỳ cũng chẳng là gì. Lạc Minh nhìn chằm chằm Tần Cửu, cười đắc ý nói. Tôi chẳng ra gì, ông bị một tên nhóc 16 tuổi phát hiện, rất lợi hại sao? Tần Cửu cũng không tức giận, cười nói. Ông! Mắt Lạc Minh nheo lại, hàn quang lóe lên. Mạc Phàm ở một bên lắc đầu cười. Rõ ràng hai người kia đến báo thù, lại đấu nhau trước. Hai người còn muốn báo thù không, không báo thù mà nói, tôi không phụng bồi nữa. Lạc Minh thấy Mạc Phàm xoay người muốn vào nhà, lúc này mới không cãi nhau với Tần Cửu, nhìn về phía Mạc Phàm, cười hung dữ. Nhóc con, đừng tưởng rằng mày phát hiện ra tao thì có thể hung hãn, làm Tiểu Kiệt bị thương, hôm nay sẽ là ngày chết của mày. À, hai người cùng lên đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ tháo miếng kiếm phù trên cổ xuống. Từ khi hắn tiến vào cảnh giới trúc cơ tới nay, còn chưa chân chính kiểm nghiệm thực lực của mình. Đúng lúc có một người trúc cơ trung kỳ và một người trúc cơ sơ kỳ, hắn cũng muốn thử xem. Lạc Minh nhíu mày, Mạc Phàm trẻ tuổi hơn ông ta nghĩ nhiều, nhỏ như vậy có thể làm Tiểu Kiệt bị thương không nhiều. Nhưng Mạc Phàm cũng càng cuồng vọng hơn ông ta nghĩ. Ông ta cũng không nói gì thêm. Mục đích của sát thủ là giết người, con mồi càng cuồng vọng, cơ hội của ông ta cũng càng lớn. Lúc trước có đệ tử võ đạo thế gia đắc tội Lạc gia, còn trẻ tuổi đã rất giỏi võ, nội kình trung kỳ, vì quá cuồng vọng mà chết trên tay ông ta. Mạc Phàm này chính là người kế tiếp. Ông ta cười ha ha, chủy thủ lóe lên lam quang xuất hiện trong tay, chậm rãi tiến đến chỗ Mạc Phàm, tìm cơ hội đâm chúng. Tần Cửu, cậu ta đã nói là hai chúng ta rồi. Ông còn không định ra tay. Tần Cửu do dự, ngầm vận nội kình. Ông ta vốn muốn làm cho qua, hoàn thành mệnh lệnh của lão gia tử rồi rời đi, dù sao ông ta cũng coi trọng Mạc Phàm. Nhưng có Lạc Minh ở đây, nếu ông ta làm vậy, chỉ sợ trở về khó nói với Lạc gia và chị dâu. Bác sĩ Mạc, cậu cũng nên cẩn thận. Vừa nói những lời này xong, Tần Cửu hít sâu một hơi như nuốt chửng biển lớn, linh khí xung quanh lập tức theo miệng mũi và lỗ chân lông ông ta. Dũng mãnh lao vào trong cơ thể. Chỉ trong chớp mắt, linh khí năm thước xung quanh Tần Cửu bị ông ta hút khô. Tần Cửu vốn vô hại với cả người lẫn vật, trong chớp mắt như biến thành người khác, hơi thở vô cùng nguy hiểm quanh thân ông ta tản ra xung quanh. Chân ông ta khẽ động, mặt đất lập tức vỡ ra như mạng nhện, cả người như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng bay về phía Mạc Phàm, một quyền mạnh mẽ cuồn cuộn gió xoáy nổi lên đánh ra. Còn chưa tới, đã làm người ta cảm nhận được hủy diệt trong đó.
Không chỉ như vậy, một bên khác, Lạc Minh cười ha ha, cả người biến mất trong tầm mắt Mạc Phàm, nguy hiểm không kém Tần Cửu bao nhiêu đột nhiên xuất hiện, như hủ cốt độc vần quanh Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn một quyền Tần Cửu đánh tới, nhíu mày. Quả thật nội kình trung kỳ lợi hại hơn nội kình sơ kỳ nhiều, chỉ sợ hai người Tôn Hổ và Long Khiếu cộng lại cũng chưa hẳn là đối thủ của Tần Cửu. Hắn không có né tránh, năm ngón tay nắm chặt, cửu chuyển hỗn nguyên công nhanh chóng vận chuyển, linh khí rồi rào tụ tập trong quả đấm của hắn. Một quyền khó mà tưởng tượng, đón một quyền thanh thế làm người ta sợ hãi của Tần Cửu. Tần Cửu khẽ cau mày, không ngờ Mạc Phàm sẽ cứng đối cứng với ông ta. Nếu chỉ là ông ta, thật sự sẽ không có gì. Xung quanh còn có Lạc Minh Am hiểu ám sát, Mạc Phàm không sợ bị đánh lén sao? Ông ta lắc đầu, vẫn không thu hồi lực đạo như cũ. Hai quyền, một lớn một nhỏ, trong chớp mắt chạm vào nhau. Dầm một tiếng thật lớn, giống như một quả bom nổ mạnh nổ tung giữa quả đấm của hai người, âm thanh chấn động. Mặt đất giữa hai người, vốn là một tảng đá một thước tạo thành nền, lập tức vỡ ra như mạng nhện, như bom nghiền nát hòn đá, bay khắp nơi, có bông hoa run rẩy, rụng hết cánh hoa. Mảnh đất trống vừa hoàn hảo không tổn hao gì, bây giờ thành một vùng bừa bãi. Tiếng vang qua đi, Mạc Phàm đứng yên tại chỗ, Tần Cửu lại lùi về phía sau vài bước. Trong chớp mắt đã thấy kết cục thắng bại. Đường đường là cao thủ số 2 thành phố Đông Hải, cao thủ số 1 Tần gia, tìm đến Mạc Phàm báo thù, vậy mà bị Mạc Phàm một quyền đánh lui. Sắc mặt Tần Cửu là âm tình bất định, chẳng lẽ tên nhóc này thật sự ở cảnh giới tông sư? Lần trước Mạc Phàm đạp nước mà đi trong hồ, có thể làm được chuyện đó ít nhất phải là nội kình hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Ông ta suy đoán Mạc Phàm có thể là võ giả cảnh giới tông sư. Tranh đấu vừa rồi, ông ta cảm nhận được lực lượng khủng bố trong đó, nếu Mạc Phàm không thu lực, có khả năng một tay của ông ta bị phế rồi. Ông ta có sử dụng bí pháp của Tần gia, muốn một quyền đánh lui hắn, nội kình hậu kỳ bình thường cũng không hẳn có thể làm được, Mạc Phàm lại làm được, còn nhẹ nhàng như vậy. Người như thế, Tần gia còn đối địch, làm ông ta có cảm giác lấy trứng chọi đá. Không phải Tần gia là tảng đá, Mạc Phàm mới đúng là tảng đá kia. Không chỉ có Tần Cửu vô cùng khiếp sợ, ngay cả Lạc Minh trốn ở góc chết của Mạc Phàm cũng nhíu mày. Không phải ông ta chưa từng giao thủ với Tần Cửu có thực lực nội kình trung kỳ, cộng thêm bí pháp Tần gia, một khi thi triển công phu dày công tôi luyện ra, ông ta rất khó đến gần Tần Cửu. Cho dù là võ giả nội kình hậu kỳ bình thường, muốn bắt Tần Cửu, cũng không dễ dàng như vậy. Vậy mà một quyền của tên nhóc trẻ tuổi này đánh lui Tần Cửu. Xem ra tên nhóc này thật sự không đơn giản, Tần Cửu cũng không làm gì được. Ông ta cười lạnh lùng, trong mắt hiện lên sát ý, lặng yên không tiếng động đến sau Mạc Phàm mới đánh lui Tần Cửu, chủy thủ sắc bén lóe lên ánh sáng màu lam dưới ánh sáng mặt trời, lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía tim Mạc Phàm. Cho dù là võ giả nội kình hậu kỳ, muốn phát huy lực lượng nội kình, cũng cần phải có khí mới được. Có khí mới mượn khí ngự lực, khí tản ra, võ giả muốn phát huy lực lượng cao thủ nội kình, cũng cần phải đổi khí mới được. Khi ông ta ra tay, đó là lúc khí của Mạc Phàm vừa tản đi, còn chưa hít khí mới vào. Lúc này cho dù Mạc Phàm cảm nhận được, cũng không có biện pháp phát huy tốc độ cấp bậc nội kình né tránh. Nói như vậy, chỉ có một chữ, chết. Hai người trưởng thành cấp bậc nội kình, vẫn không giết được một tên nhóc 16 tuổi sao. Cổ tay Lạc Minh trầm xuống, lực nặng thêm 3 phần. Mạc Phàm không nhìn thấy Lạc Minh, Tần Cửu lại nhìn thấy rõ ràng. Dù sao Lạc Minh trốn kỹ đến mấy, cũng cao hơn Mạc Phàm rất nhiều. Ông ta vừa định nhắc nhở Mạc Phàm, bỗng nhiên hàn quang trong mắt Mạc Phàm lóe lên. Tôi đợi ông đã lâu. Vừa mới dứt lời, kiếm phù trong tay hắn kích hoạt, kiếm khí dài hơn một trượng xuất hiện trong tay, cũng không thèm nhìn chém về phía sau. Hắn nghiêng người, không chỉ tránh thoát một kích chí mạng của Lạc Minh, trường kiếm khí mang theo sắc bén cũng chém về phía ông ta. Vẻ mặt Lạc Minh thay đổi, mắt mở to, hai tròng mắt như muốn rớt ra, nhìn Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Niết khí thành binh, tiên thiên tông sư. Vừa rồi ông ta cảm thấy thực lực của Mạc Phàm không kém Tần Cửu, chắc là nội kình trung kỳ, Tần Cửu nương tay nên mới một quyền bị thua. Tuổi này mà đã có thực lực như vậy đã rất khá, Tần Kiệt xem như là thiên tài. Cũng chỉ là hậu thiên điên phong, ngay cả nội kình cũng không luyện ra được. Ai biết vậy mà Mạc Phàm niết khí thành binh. Chuyện này,
Đương nhiên chuyện Lạc Minh không biết còn nhiều, ông ta không biết Mạc Phàm nắm giữ kiếm phủ trong tay, lúc này niết khí thành binh là biểu hiện giả dối cho người ta xem. Tuy Mạc Phàm tu luyện công pháp tiên giới, nhưng trúc cơ sơ kỳ cũng không có biện pháp tỏa linh khí trong cơ thể, huyễn hóa thành binh. Tần Cừu cũng hơi sững sờ, nhìn Mạc Phàm khó mà tin. Vừa rồi ông ta chỉ hoài nghi, bây giờ ông ta chắc chắn không thể nghi ngờ, Mạc Phàm thật sự là cảnh giới tông sư, 16 tuổi đã là cảnh giới tông sư rồi. Lạc Minh nhìn thấy kiếm khí này, dừng bước, không chút do dự lùi sang một bên. Đồng thời ba viên thuốc màu đen xuất hiện trong tay ông ta, vô cùng bí mật ném về phía kiếm Mạc Phàm. Rầm rầm rầm, viên thuốc bị kiếm khí chém nát, hóa thành một vùng lớn khói đen bao phủ Mạc Phàm bên trong. Bóng dáng Lạc Minh nhoáng lên một cái, xuất hiện ở nơi cách Mạc Phàm 10 thước, trên mặt đều là đắc ý. Tiên Thiên Tông Sư thì sao chứ, chúng độc Lạc gia chúng tao đều phải chết. Tần Cừu nhìn thấy khói đen kia, vẻ mặt lập tức thay đổi. Lạc hồn tán Lạc gia chế ra, một khi chúng độc này, lúc ấy sẽ không có cảm giác, sau đó ngũ cảm sẽ biến mất từng cái một, càng vận dụng nội khí sẽ chết càng nhanh. Cho dù là cảnh giới Tiên Thiên Tông Sư cũng chỉ có đường chết, không thuốc nào cứu được. Thành phố Bắc Xuyên từng có tông sư tà phái, có ý khiêu khích uy nghiêm của Lạc gia ở thành phố Bắc Xuyên, kết quả chúng độc này, nằm trên giường giãy giụa 5 ngày, cuối cùng vẫn chết, nghe nói chết vô cùng khủng bố. Nhưng vì Lạc hồn tán quá độc ác, Lạc gia đốt phương thuốc, không còn ai có thể phối ra độc dược như vậy, chỉ còn lại 10 viên, dùng một viên sẽ ít đi một viên, vậy mà Lạc Minh lấy ra 3 viên đối phó Mạc Phàm. Lạc Minh, vậy mà ông dùng Lạc hồn tán. Tần Cừu nhíu mày nói. Dùng Lạc hồn tán thì sao, chẳng lẽ Tần gia ông muốn có thêm kẻ địch 16 tuổi cấp tông sư, tôi cũng vì tốt cho Tần gia ông thôi. Lạc Minh cười đắc ý nói. Biết Mạc Phàm là cảnh giới Tiên Thiên tông sư, ông ta không chút do dự lấy Lạc hồn tán ra. Kẻ địch ở cấp bậc này, không giết chẳng lẽ đợi kẻ đó mạnh hơn. Chỉ cần chúng Lạc hồn tán, trừ phi là thần tiên, nếu không ai cũng đừng nghĩ cứu được hắn. Nhưng trời đất bao la, có thần tiên sao? Chỉ có thắng làm vua thua làm giặc. Ông! Trong mắt Tần Cừu lóe lên bất định nhìn khói đen, trên mặt hiện lên lo lắng. Tần Cừu, không phải ông lo lắng cho tên nhóc này đấy chứ? Đừng lo lắng, tên nhóc này chết chắc rồi, cho dù là tôi cũng không giải được độc này. Lạc Minh vô cùng tự tin nói. Lúc trước không phải Lạc gia tiêu hủy phương pháp luyện chế Lạc hồn tán, mà là phương pháp giải nó. Cho nên Mạc Phàm chết chắc rồi. Đúng lúc này, giọng nói lạnh nhạt của Mạc Phàm truyền trong khói đen ra. Lạc hồn tán, rất lợi hại sao? Nhóc con, mày thử thì biết. Lạc Minh không chút để ý liếc khói đen, vẻ mặt thay đổi. Chỉ thấy khói đen nồng đậm nhanh chóng loãng ra, lộ ra Mạc Phàm cầm trường kiếm khí trong tay bên trong. Hai mắt Mạc Phàm lóe lên hàn quang, một tay khác nâng lên, khói đen xung quanh hắn nhanh chóng tụ tập ở lòng bàn tay. Đây là một pháp môn nội kình sử dụng, có thể thu vật trên không, dẫn dắt khói đen xung quanh càng không nói chơi, chỉ cần đến cấp bậc nội kình đều có thể làm được, tất nhiên Mạc Phàm cũng có thể. Nhưng không chỉ khói đen xung quanh hội tụ trong tay Mạc Phàm, ngay cả Lạc hồn tán Mạc Phàm không cẩn thận hút vào, cũng theo lỗ chân lông xuất hiện, tụ tập trong tay hắn. Không lâu sau, tay Mạc Phàm nắm chặt, một viên Lạc hồn tán to hơn 3 viên vừa rồi xuất hiện trong tay hắn, chấm đen giữa mi tâm hắn cũng hoàn toàn biến mất. Lúc này Lạc Minh hoàn toàn sợ ngây người, hai mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Nếu chúng Lạc hồn tán, giữa mi tâm sẽ xuất hiện chấm đen, chỉ cần điểm đen còn ở mi tâm sẽ độc phát bỏ mình. Điểm đen ở mi tâm Mạc Phàm hoàn toàn biến mất, đó chính là độc bị ép ra rồi. Chuyện này, Lạc gia chưa có ai có thể phá Lạc hồn tán, bị một tên nhóc 16 tuổi giải rồi. Tần Trách cũng sợ ngây người, vậy mà Mạc Phàm giải Lạc hồn tán rồi. Trách không được có thể cứu sống lão gia tử. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, thu viên Lạc hồn tán kia, linh khí chấn động, mấy ngân châm trên trán bị hắn ép ra, rơi xuống mặt đất, kêu leng keng. Chỉ là độc dược nhân gian, cũng muốn độc chết hắn, giỡn gì thế? Danh xưng y tiên bất tử ở tu chân giới của hắn là đùa sao? Đừng nói độc dược loại này, lợi hại hơn mấy trăm lần, hắn cũng có ngàn phương pháp phá giải trong chớp mắt. Chắc chắn độc tố trong cơ thể bị ép ra ngoài toàn bộ, lúc này hắn mới nhìn về phía Lạc Minh, ánh mắt trở nên phát lạnh. Ông chơi đủ rồi, nhận một kiếm của tôi.
chân khẽ động, lao về phía Lạc Minh ở xa, tay nâng kiếm lên, kiếm khí hơn một trượng chém về phía Lạc Minh. Vẻ mặt Lạc Minh ngẩn ra, cảnh giới tiên thiên tông sư, ngay cả lạc hồn tán lạc gia chế tạo cũng bị phá giải. Ông ta không có một chút ý chí chiến đấu, bóng dáng nhoáng lên một cái, lùi về phía sau. Chạy, đâu dễ như vậy. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, kiếm khí trong tay hóa thành trường tiên màu trắng, bay về phía Lạc Minh, lập tức che kín đường lui của Lạc Minh. Sắc mặt Lạc Minh thay đổi, chớp mắt liền nhảy về phía vườn hoa. Nếu đã đến đây, để lại chút lợi tức đi. Mạc Phàm cười, một bước lên trước, xoài bước hơn 5 thước, trực tiếp chắn đường đi của Lạc Minh, một trường không chút do dự đánh về ngực ông ta. Mới đụng tới Lạc Minh, bạch ngọc bên hông ông ta lóe lên hào quang, hóa thành một vòng sáng trắng bao quanh ông ta. Pháp khí sao? Lông mày Mạc Phàm nhướn lên, nhìn ngọc bội bên hông Lạc Minh, lộ ra chút bất ngờ. Linh khí lưu chuyển, lực đạo trên tay trầm xuống. Rầm, bạch quang vỡ tan, ngọc bội kia cũng vỡ theo. Phốc, Lạc Minh phun ra một ngụm máu tươi, giống như diều đứt dây bay ra ngoài, rơi xuống nơi cách 10 thước. Lạc Minh nhìn ngọc bội bên hông, bất chấp tình cảnh của mình, hai mắt gần như muốn phun ra lửa. Nhóc con, mày dám phá hủy pháp khí của tao. Pháp khí này là cha nuôi Lạc Phi dùng mấy ngàn vạn mua cho ông ta, dùng để phòng thân. Ai biết lại bị tên nhóc này làm hỏng. Ngay cả Tần Kiệt tôi cũng dám đánh, có gì không dám hủy đi pháp khí duy nhất của ông. Mạc Phàm cười không thèm để ý nói. Được lắm, nhóc con, mày có gan tao nói cho mày biết, đây chỉ là bắt đầu, không chỉ Tần gia không bỏ qua cho mày, Lạc gia thành phố Bắc Xuyên chúng tao cũng thể không bỏ qua, mày đợi đó. Lạc Minh đứng dậy, cười gằn nói. Lạc gia Bắc Xuyên sao? Mí mắt Mạc Phàm khẽ nâng. Bắc Xuyên ở phía bắc thành phố Đông Hải, gần sát thành phố Đông Hải. Thành phố Bắc Xuyên có một vị tướng quân khai quốc tọa trấn. Tên là Lạc Phi, nghe nói là thông gia của Tần gia ở thành phố Đông Hải, con gái Lạc gia gả đến Tần gia. Lúc trước hắn chỉ biết như vậy, hắn cũng không biết gả cho con trai Tần gia nào. Bây giờ xem ra Tần Kiệt bị hắn đánh không chỉ là cháu nội tướng quân khai quốc, còn là cháu ngoại tướng quân khai quốc khác. Vậy ông cũng nói cho Lạc tướng quân, nếu Lạc gia cũng nhúng tay vào chuyện này, ngày khác Mạc Phàm tôi nhất định đến cửa bái phỏng. Mặc kệ đối thủ là ai. Chỉ cần dám động Mạc gia, hắn đều làm đối phương hối hận cả đời, Tần gia không được, Lạc gia càng không được. Tao ở Bắc Xuyên đợi mày, hy vọng đến lúc đó không phải mày đến cửa tạ tội. Lạc Minh cười gằn, xoay người đi về phía biệt thự số 1, nhanh chóng không còn bóng dáng. Chỉ là một người bình thường, cho dù là tiên thiên tông sư thì sao, ở trước mặt Lạc gia Bắc Xuyên cũng phải quỳ. Đợi Lạc Minh rời đi, lúc này vẻ mặt Tần Cửu áy náy nói. Bác sĩ Mạc, chuyện hôm nay Tần gia cũng không có biện pháp, cho nên hy vọng những chuyện Tần gia làm sau này, bác sĩ Mạc có thể hiểu cho. Nếu chỉ là Tần gia tới xử lý chuyện này, hơn phân nửa là việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, dù sao quả thật là Tần Kiệt khiêu khích Mạc Phàm trước. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là thực lực nghịch thiên của Mạc Phàm. Nhưng có Lạc gia xen vào, Tần gia cũng có chút bị động. Tôi đã biết, chỉ hy vọng sau này Tần gia không hối hận là được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nếu Tần Cửu tới đây, Tần gia đã đưa ra lựa chọn, kết quả chắc chắn không đứng về phía hắn. Nếu như vậy, không có gì hay để nói. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Tần Cửu thấy Mạc Phàm như vậy, thở dài ôm quyền cáo từ. Tần Cửu vừa đi, Mạc Phàm nhìn bừa bãi trước cửa, nhíu mày, cũng quay về biệt thự. Nhất định phải nhanh chóng bổ sung 3 trận bàn, nếu không vài người xông vào. Biệt thự này của hắn bị phá mất. Vừa đến phòng khách, di động vang lên, là một dãy số xa lạ. Mạc Phàm do dự, sau đó nghe máy, một giọng nói quen thuộc truyền từ bên trong đến. Mạc Đại Sư, là tôi, Lưu Quốc Đống, lúc trước đồng ý đưa cho Mạc Đại Sư một bộ khô mộc châm, Mạc Đại Sư có nhớ không? Tôi nhớ, có chuyện gì sao? Mạc Phàm gật đầu. Là như vậy, lúc trước tôi nhớ rõ để khô mộc châm ở trong phòng. Về nhà tìm, tìm mãi mà không thấy, ai ngờ vợ phá sản của tôi ném vào trong thùng rác, chuyện này làm tôi vô cùng tức giận, đó là bảo bối tôi dùng hơn 1.000 vạn mới lấy được, chuyện này còn chưa tính, đây là thứ tôi chính miệng đồng ý với Mạc Đại Sư, cậu xem, lần này làm sao bây giờ, Mạc Đại Sư có nhu cầu gì khác không, tôi tìm cho Mạc Đại Sư.
Lưu Quốc Đống cười nịnh nọt nói, trong giọng nói đều là giả mù sa mưa. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt lóe lên hàn quang. Thôi, ông tự giữ khô mộc châm dùng đi, tôi không cần. Hắn không phải tên nhóc 16 tuổi, mà là y tiên hơn 500 tuổi, sao không rõ ý trong lời nói của Lưu Quốc Đống. Hắn đắc tội Tần gia, Lưu Quốc Đống cảm thấy không cần thiết tặng đồ cho hắn, chỉ thế thôi. Lực uy hiếp của Tần gia thật lớn. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh, lẩm bẩm. Mạc Phàm mới nói chuyện với Lưu Quốc Đống xong, cuộc gọi số lạ thứ hai tới. Mạc đại sư, tôi là Lý Hưng, người nợ cậu 2 triệu, gần đây tình hình kinh tế của tôi không tốt, có thể cho tôi thư thả thêm nửa tháng nữa không? Lý Hưng ở bên kia điện thoại cười đắc ý nói. Mạc Phàm nhíu mày, tối hôm qua trên hội đấu giá, trên tờ danh sách hắn ghi có số điện thoại, Lý Hưng lấy được số điện thoại của hắn không khó lắm. Ông có thể thử xem. Mạc Phàm cười mỉa nói. Cho dù hắn trở mặt với Tần gia, nhưng hắn là quả hồng mềm sao? Mạc đại sư đang tức giận sao? Đừng vậy mà, thật sự tài vụ xảy ra vấn đề, không tin cậu có thể tới thành phố Nam Sơn xem. Lý Hưng cười nói. Ông ta vốn định đợi người ở nước ngoài phái tới thu thập Mạc Phàm, ai biết Mạc Phàm và Tần gia tranh đấu nội bộ trước. Mạc Phàm đắc tội Tần gia, ông ta càng không cần đưa 2 triệu cho Mạc Phàm. Nếu trong vòng nửa tháng tôi không nhận được 2 triệu, tôi sẽ suy xét đến việc đi thành phố Nam Sơn. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Được đó, Nam Sơn hoan nghênh cậu, đúng rồi, Vương Tổng cũng ở bên cạnh tôi, ông ấy có chuyện nói với cậu. Lý Hưng không giận vui vẻ nói, đưa điện thoại cho Vương Thiên Tước. Một người đắc tội Tần gia, có thể sống bao lâu? Còn có cơ hội đến thành phố Nam Sơn sao? Mạc đại sư sao, tôi là Vương Thiên Tước, tôi đã về điều tra rồi. Quả thật con tôi từng có thù oán với Mạc đại sư, nhưng tôi không định xin lỗi, cậu xem chuyện này làm sao giờ. Vương Thiên Tước vui sướng khi người khác gặp họa nói. Lúc trước ông ta còn thấy kỳ lạ, vì sao Mạc Phàm nhằm vào ông ta ở hội đấu giá. Quay về điều tra, hóa ra Mạc Phàm bắt nạt con trai ông ta, còn ông ta dùng chút thủ đoạn trả thù Mạc gia. Tuy không thành công, nhưng kết thù. Lúc trước ông ta còn lo lắng Mạc Phàm sẽ trả thù. Bây giờ cả thành phố Đông Hải không có chỗ cho Mạc Phàm dung thân, tự thân khó bảo toàn, có cơ hội trả thù ông ta sao? Có thể, ông đợi là được. Mạc Phàm thản nhiên nói, trong mắt lóe lên hàn quang. Được, quả nhiên Mạc đại sư là đại sư, rất khí phách, tôi sẽ đợi, Mạc đại sư đừng làm tôi thất vọng, tôi đang chờ đó. Vương Thiên Tước cười nói, giống như nghe được chuyện rất buồn cười. Bên cạnh Lý Hưng và Vương Thiên Tước, Chu Trường Hoằng không ngừng lắc đầu thở dài. Tần gia là kích động chút, Lý Hưng và Vương Thiên Tước là tự tìm đường chết. Mạc Phàm bị Tần gia ép không lật người được còn chưa tính, một khi Mạc Phàm có cơ hội phản kích, hai người này sẽ chết không thể nghi ngờ. Mạc Phàm tắt điện thoại, lại có cuộc gọi đến, là cha Mạc Phàm gọi. Cha, có chuyện gì sao? Mạc Phàm hỏi. Tiểu Phàm, có phải con có chuyện gì ở thành phố không? Cha Mạc Phàm hỏi, trong giọng nói đều là thân thiết. Mạc Phàm nhíu mày, Tần gia quyền thế ngập trời ở thành phố Đông Hải, tin hắn đánh Tần Kiệt bị thương, cũng không truyền đến nông thôn nhanh như vậy được, chẳng lẽ Tần gia ra tay với người nhà rồi. Nghĩ vậy, mắt Mạc Phàm hơi híp lại, hàn quang trong mắt tỏa ra. Bất luận Lý Hưng và Vương Thiên Tước nói gì hắn đều không để ở trong lòng, người sắp chết, những lời bọn họ nói hắn không cần thiết phải nghe. Nhưng Tần gia dám động vào người nhà hắn, hắn lập tức đến biệt thự số 1 giết Tần gia. Vừa mới đánh giá, nếu chân chính ra tay, Tần Cừu cũng không phải đối thủ của hắn, dù sao hắn là tu tiên giả, luận về độ tinh khiết hay pháp thuật, võ giả ở địa cầu không thể so sánh được. Bây giờ người hắn e ngại nhất ở Tần gia, chỉ có lão gia tử Tần gia. Tuy hắn chỉ gặp lão gia tử Tần gia một lần, còn là lúc ông ta bệnh nặng. Nhưng lần đó hắn cảm nhận được linh khí không tầm thường dao động trên người lão gia tử Tần gia. Có lẽ thiếu chút nữa là tới tiên thiên, ít nhất cũng là võ giả trúc cơ hậu kỳ, thậm chí là trúc cơ đỉnh phong. Nhưng thực sự phải liều mạng, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Không có, trong nhà xảy ra chuyện gì ạ? Mạc Phàm hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là Tần gia và Sở gia mới gọi điện thoại tới, ngưng hẳn ký hợp đồng với chúng ta. Mấy hợp đồng này vốn bàn bạc xong rồi, bỗng nhiên yêu cầu hủy hợp đồng, cha chỉ hỏi thăm xem có phải con xảy ra vấn đề gì không.
Cha Mạc Phàm lo lắng nói. Những đơn đặt hàng này đều vì Mạc Phàm mà có, mất đi cũng có khả năng liên quan đến Mạc Phàm. Lúc này Mạc Phàm mới yên tâm chút, chỉ cần không phải Tần Gia ra tay với người nhà là được. Tần Gia cắt đứt hợp tác với Mạc Gia, chuyện này nằm trong dự kiến của hắn, chỉ là nhanh hơn so với hắn nghĩ. Còn Sở Gia thì lại nằm ngoài dự kiến của hắn. Hắn vốn tưởng rằng Sở Gia suy xét đến thân phận bác sĩ chữa trị ung thư của hắn, ai biết Sở Gia dứt khoát như thế. Lần này có chút phiền phức, còn hai ngày xưởng dược nhà hắn sẽ khai trương lần nữa, đơn đặt hàng bay hết, còn khai trương cái gì? Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Cha Mạc Phàm thấy Mạc Phàm không nói lời nào, cười nói. Tiểu Phàm, con không sao là được, nếu thật sự không được, cha sẽ bán xưởng dược, dù sao nhà mình cũng trả hết nợ rồi. Cha mở một quán cơm nhỏ ngay tại nhà, rảnh rỗi thì tìm bác cả, chú ba con uống rượu, cũng không tệ. Lông mày Mạc Phàm nhíu lại, tuy cha nói như vậy, nhưng sao hắn không cảm nhận được mất mát và không cam lòng trong giọng nói của cha. Cha, xưởng dược nhà chúng ta có thể sản xuất thuốc hay không? Có đấy, hai máy sản xuất ra thuốc viên, một máy sản xuất ra thuốc nước, làm sao vậy? Để con tìm sư phụ viết phương thuốc cho cha. Cha sản xuất thuốc dựa theo phương thuốc, đến lúc đó chắc chắn có thể bán được nhiều. Mạc Phàm nói chắc chắn. Nếu Tần Gia và Sở Gia đều từ chối hợp tác, vậy hắn tự mình làm. Chẳng qua hắn sản xuất ra thuốc có thể chữa trị ung thư, có lẽ hiệu quả sẽ không nhanh như lưỡng nghi châm, nhưng có thể chữa trị ung thư, hắn không tin không ai chịu bỏ tiền mua. Thật sự có thể được sao? Cha Mạc Phàm nghi ngờ hỏi. Cha không tin con. Hay là không tin sư phụ con? Mạc Phàm cười nói. Được rồi, vậy cha đợi tin của con. Lúc này cha Mạc Phàm mới yên tâm. Dạ. Mạc Phàm tắt điện thoại, bắt đầu nghĩ phương thuốc. Hắn nhớ rất nhiều phương thuốc, nhưng không có mấy cái thích hợp với địa cầu, cần phải suy nghĩ cẩn thận mới được. Nửa tiếng sau, hắn viết ra mấy phương thuốc, nhưng đều bị hắn vò thành một cục ném sang một bên. Những phương thuốc này bất luận là phương thuốc nào đều quý báu trong mắt bác sĩ bình thường, nhưng trên địa cầu căn bản không gom đủ, cho dù gom đủ cũng không thể sản xuất lượng lớn, không thích hợp với xưởng dược nhà hắn. Hắn đang xoắn suýt lấy phương thuốc gì cho cha, trong lúc vô tình hắn nhìn thoáng qua TV đang bật, ánh mắt lập tức bị TV hấp dẫn. Bình thường hắn tu luyện trong biệt thự, Vương Mụ đều xem TV ở phòng khách. TV này hẳn Vương Mụ mở nhưng quên tắt. Trên TV đang phát một tin tức, nội dung đại khái là một người bệnh nước ngoài, không cứu chữa được mà chết ở bệnh viện. Khi người bệnh phát bệnh có triệu chứng phát sốt ra mồ hôi trộm, hô hấp khó khăn, bệnh truyền nhiễm này chưa rõ, tính chất lây bệnh cũng chưa biết. Người tiếp xúc với người bệnh đã được cách ly hết, đợi tiến thêm bước kiểm tra xác nhận. Nhìn thấy tin tức này, hai mắt Mạc Phàm sáng lên, nhìn lịch cạnh TV, khóe miệng hơi nhếch lên. Đúng là trời giúp tôi rồi. Nếu hắn nhớ không sai, bệnh truyền nhiễm này tên là SARS, có tính lây cực mạnh, là SARS biến dị. Nghe nói loại bệnh truyền nhiễm này do một người cao ly đến Hoa Hạ công tác lan truyền, người này biết rõ mình bị bệnh truyền nhiễm, còn kiên trì đến Hoa Hạ, chưa đến 2 ngày bệnh lan ra. Không biết ông ta có mục đích gì, nhưng dẫn phát bệnh dịch vô cùng khủng bố ở tỉnh Giang Nam. Bây giờ chỉ có mấy người bị nhiễm, lãnh đạo thành phố Đông Hải không chú ý lắm. Nhưng một tuần sau, con số này sẽ tăng lên gấp 1.000 lần, số người tử vong cao đến 3 số. Hắn nhớ rõ, không chỉ nơi công cộng đóng cửa, trường học cũng nghỉ. Không ít người bắt đầu tranh mua đồ dùng hàng ngày và đồ chữa bệnh, thậm chí giá cả lên vùn vụt, kiếm được rất nhiều. Cả thành phố Đông Hải lộn xộn, như khu chết chóc. Bệnh dịch này rằng có ở thành phố Đông Hải hơn 1 tháng, cuối cùng thủ đô phái chuyên gia tới, nghiên cứu chế tạo ra loại vaccine phòng bệnh truyền nhiễm. Nhưng hơn 1 tháng, người bị lây bệnh lên tới 50 vạn, người bị bệnh truyền nhiễm chết ở thành phố Đông Hải có mấy ngàn, cả tỉnh Giang Nam không biết bao nhiêu. Bởi vì phòng dịch bất lợi, Cục trưởng Cục Y tế thành phố Đông Hải bị cắt chức, thị trưởng cũng bị gửi thư phê bình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, cùng lắm là 1 tuần, SARS sẽ hoàn toàn bùng nổ, cả thành phố Đông Hải sẽ rối loạn. Nghĩ tới đây, khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, vung bút viết một phương thuốc. Phương thuốc này tên là Tứ Tham Thang, là hắn đặc biệt nghiên cứu ra. Kiếp trước hắn gặp phải bệnh dịch còn kinh khủng hơn SARS ở đất nước một phàm nhân, cả quốc gia bị nhiễm, mỗi ngày đều có hơn 10.000 người chết.
hắn lấy nguyên liệu tại chỗ, dùng bốn loại dược liệu thường thấy nhất cộng thêm thuốc dẫn phối mà thành, cứu quốc gia này. Dược liệu của Tứ Tham Thang, ở Hoa Hạ cũng có thể tìm được, đủ để chữa bệnh truyền nhiễm sát này. Hắn mới giải quyết phương thuốc này, Vương Mụ đi tới. Thiếu gia, phu nhân và Đường tiên sinh ở ngoài cửa đợi. Phu nhân, Mạc Phàm nhướng mày. Là Lưu phu nhân, thật xin lỗi, thiếu gia, tôi quen rồi. Vương Mụ vội vàng xin lỗi. Trước kia biệt thự này là của Lưu Nguyệt Như nên quen gọi vậy, không sửa ngay được. Lưu Nguyệt Như và Đường Long. Mạc Phàm nhíu mày, không biết hai người này mang tin tức xấu gì cho hắn, hắn cất phương thuốc, nói với Vương Mụ. Vương Mụ, cho bọn họ vào đi. Dạ, thiếu gia. Vương Mụ vội vàng lui ra. Một lát sau, Lưu Nguyệt Như, Đường Long mang theo A Hào ủ rũ đi đến. Nhìn thấy Mạc Phàm, vẻ mặt mấy người đều vô cùng phức tạp. Hai người ai chuẩn bị nói trước đây? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Lưu Nguyệt Như và Đường Long liếc nhau một cái. Lưu phu nhân, bà nói trước đi. Đường Long nói. Lưu Nguyệt Như gật đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy áy náy, nhìn Mạc Phàm. Bác sĩ Mạc, thực xin lỗi, chuyện Sở Gia tôi đã cố gắng khuyên bảo, nhưng Sở Gia không phải do chị gái tôi định đoạt, lại càng không do tôi định đoạt, tôi cũng không có biện pháp ngăn cản. Chuyện này tôi hiểu, không trách bà, ngoại trừ chuyện này ra, chắc là còn chuyện khác đi. Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Chuyện Sở Gia, quả thật Lưu Nguyệt Như không thể định đoạt, cho nên không cần thiết nói nữa. Vẻ mặt Lưu Nguyệt Như chấn động, đôi mắt đẹp nhìn Mạc Phàm đầy ngạc nhiên, nhanh chóng thoải mái hơn. Sở Gia muốn tôi khuyên bác sĩ Mạc ký hợp đồng, nhưng bị tôi từ chối rồi. Mạc Phàm đắc tội Tần Gia, nhưng vẫn là bác sĩ chữa trị ung thư, nếu muốn ký kết hợp đồng cả đời với Mạc Phàm, không thể nghi ngờ đây là cơ hội tốt nhất. Sở Gia muốn Mạc Phàm bị chèn ép đến đường cùng, sau đó vươn một cành ô liu ra với Mạc Phàm còn không mau cắn câu. Đến lúc đó bác sĩ chữa trị ung thư là của Sở Gia. Nhưng bà không muốn làm vậy, bà luôn cảm thấy Mạc Phàm sẽ không dễ dàng bị quật ngã như thế, cho dù cậu chỉ 16 tuổi. Hả? Mí mắt Mạc Phàm khẽ nâng, liếc mắt nhìn Lưu Nguyệt Như đầy khác thường. Sở Gia không làm gì bà đấy chứ? Tình cảnh của Lưu Nguyệt Như ở Mộc Gia rất tệ, ở thành phố Đông Hải hoàn toàn dựa vào Sở Gia, từ chối Sở Gia, chắc Sở Gia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Lưu Nguyệt Như. Lưu Nguyệt Như dám làm như vậy, có chút ngoài dự kiến của hắn. Lưu Nguyệt Như thấy Mạc Phàm không có ý trách cứ, thoải mái hơn nhiều, cười quyến rũ nói. Tôi từ trước ở Sở Gia rồi, bây giờ không có việc làm, chỗ bác sĩ Mạc thiếu người làm vườn gì đó không, tôi đều có thể làm, bao ăn bao ở là được. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Lưu Nguyệt Như một cái, hôm nay Lưu Nguyệt Như mặc lễ phục trễ ngực, lộ ra một vùng lớn tuyết trắng, phía dưới bao lấy cái mông vỉnh cao, đi tất chân màu da, giày cao gót 8cm. Quần áo không chỉ biểu lộ tất cả dáng người nóng bỏng của bà ta, còn khiến quyến rũ lộ ra nhuần nhuyễn hơn. Để mỹ phụ như vậy ở biệt thự làm hạ nhân, cho dù tâm hắn như bàn thạch, chưa được mấy ngày, mỹ phụ thật sự biến thành phu nhân biệt thự mất. Nhưng vậy mà Lưu Nguyệt Như từ chức, không có Sở Gia che chở, cuộc sống của bà ta càng thêm khó khăn. Chỗ của tôi không thiếu người. Mạc Phàm nói. Trong mắt Lưu Nguyệt Như lộ ra thất vọng, quả nhiên vẫn bị ghét bỏ, nếu sinh muộn 20 năm thì tốt rồi. Nhưng bà có thể đến xưởng dược nhà tôi, giúp tôi làm một chuyện lớn, sau khi xong chuyện, không chỉ Sở Gia cầu xin, Mộc Gia cũng như vậy. Mạc Phàm nói tiếp. Chỗ hắn không thiếu người. Nhưng nếu xưởng dược ở nhà có người phụ nữ có bản lĩnh như Lưu Nguyệt Như, chắc chắn có thể như mặt trời ban trưa. Nếu Lưu Nguyệt Như từ chức ở Sở Gia, liền biểu lộ bà ta trung thành, có thể tin được. Người tin hắn, tất nhiên hắn sẽ không bạc đãi. Cái gì? Mắt phượng của Lưu Nguyệt Như mở to, vô cùng khiếp sợ. Chuyện gì khiến Sở Gia và Mộc Gia đều cầu xin bà? Quả thật xưởng dược Mạc Gia không tệ lắm. Nhưng xưởng dược như vậy có không biết bao nhiêu ở tỉnh Giang Nam. Không chỉ Lưu Nguyệt Như, vẻ mặt Đường Long cũng chấn động. Đến lúc đó bà sẽ biết. Mạc Phàm cười thần bí, ánh mắt nhìn về phía Đường Long. Anh thì sao đây? Tần Gia thay vị trí của tôi bởi một người chi thứ tên Tần Thọ, tôi không có chỗ để đi, đành phải mang theo mấy anh em đến chỗ Mạc tiên sinh, mong Mạc tiên sinh thu nhận. Đường Long cúi đầu nói, không dám nhìn Mạc Phàm. Lưu Nguyệt Như có thể bán sắc đẹp,
anh ta không còn là đại lão Hắc Bạch đều ăn của Đông Hải nữa, ngoại trừ sức lực và mấy anh em ra, anh ta không biết lấy gì đi theo Mạc Phàm. Tần Thọ. Mạc Phàm cười, vậy mà tên cầm thú kia thành đại lão thành phố Đông Hải. Bây giờ tôi tự thân khó bảo toàn, anh không sợ rước họa vào thân sao? Mạc Phàm cười hỏi. Cho dù không đi theo Mạc Tiên Sinh, một năm rưỡi sau cũng chết, chẳng bằng đi theo Mạc Tiên Sinh. Vừa rồi Mạc Tiên Sinh nói có thể khiến Mộc Gia và Sở Gia cầu Lưu Phu Nhân, chắc chắn cũng có thể khiến Tần Gia cầu cậu. Đường Long nói thẳng. Bình thường anh ta nói chuyện nửa thật nửa giả, nhưng lần này đều là thật. Giết chết Tôn Hổ cũng có phần anh ta, một khi Vạn Thiên Tuyệt phái người tới trả thù, anh ta có thể thoát sao? Nếu Tần Gia quăng anh ta đi, chả cóng bằng đi theo Mạc Phàm, nói không chừng còn cơ hội xoay người. Lông mày Mạc Phàm nhướn lên, cười nói. Đường Long, ngẩng đầu lên. Dạ. Đường Long ngẩng đầu, vẻ mặt mê mang. Anh sẽ vì lựa chọn hôm nay của anh, may mắn cả đời. Hai mắt Mạc Phàm sáng rực, tự tin nói. Nếu hắn có thể khiến Mộc Gia và Sở Gia cầu Lưu Nguyệt Như, cũng có thể khiến Tần Gia cầu Đường Long. Nếu không, danh xưng y tiên bất tử của hắn chỉ là trò đùa. Vẻ mặt Lưu Nguyệt Như và Đường Long chấn động, kinh ngạc nói không nên lời. Là địch với Tần Gia ở thành phố Đông Hải, thật sự còn có thể xoay người sao? Thực ra hai người họ cũng không nắm chắc, chỉ là đến bước đường cùng dựa vào cảm giác mà đến chỗ Mạc Phàm. Chẳng lẽ, Mạc Tiên Sinh, chẳng lẽ thành phố Đông Hải sắp có chuyện lớn xảy ra sao? Lưu Nguyệt Như nhanh chóng nghĩ ra chuyện này, hỏi. Nếu không có chuyện lớn xảy ra, không có khả năng khiến Tần Gia, Mộc Gia và Sở Gia đều cúi đầu như vậy, trừ phi thời buổi loạn lạc mới có anh hùng. Hai người lại đây. Mạc Phàm lấy ra phương thuốc tứ tham thang. Vẻ mặt hai người nghi ngờ, đi tới. Mạc Phàm để phương thuốc tứ tham thang trước mặt hai người, lại tăng thêm 31 loại không quan trọng nhưng sẽ không ảnh hưởng đến dược hiệu thuốc đông y, đưa phương thuốc cho Lưu Nguyệt Như, lại đưa một tấm thẻ. Bà cầm phương thuốc này đến xưởng thuốc nhà tôi, ở đây có 3.000 vạn, cố gắng mua được nhiều thảo dược, một khi xưởng thuốc khai trương, toàn lực sản xuất loại thuốc này, một khắc cũng không ngừng. Lúc nào tôi nói tiêu thụ thì bắt đầu. Lưu Nguyệt Như cầm toa thuốc này, vẫn hơi nghi ngờ như trước. Cho dù là phương thuốc chữa trị ung thư, cũng không cần gấp như vậy chứ. Bà cũng là người thông minh, trong chớp mắt đã nghĩ đến một chuyện. Bác sĩ Mạc, không phải dịch, đợi vài ngày bà sẽ biết. Mạc Phàm nói, vẫn không tiết lộ chuyện gì. Đường Long, công tác giữ bí mật phương thuốc này, anh nên biết nói làm sao đi. Mạc Phàm hỏi. Một khi bệnh dịch bùng nổ, phương thuốc này là cọng rơm cứu mạng duy nhất, thị trường thì không cần phải nói, mơ ước phương thuốc cũng chắc chắn không ít. Vốn là 5 loại thuốc đông y, không khó phân tích ra thành phần. Bây giờ bên trong có đan xen 36 loại thuốc đông y, giống như hắn đã tăng thêm chặt chẽ ở bên trong phương thuốc, muốn phân tích ra thành phần, chắc phải đợi bệnh dịch giải quyết xong. Còn lại là muốn đề phòng có người trực tiếp trộm phương thuốc, chuyện này để Đường Long đi làm là thích hợp nhất. Có hai người phụ giúp cha, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Không chỉ có thể giải quyết cảnh khó khăn của Mạc Gia, Tần Gia, Sở Gia không cúi đầu. Yên tâm đi, Mạc Tiên Sinh, ai dám đánh chủ ý với phương thuốc này, tôi giết kẻ đó. Đường Long vỗ ngực nói. Nếu Mạc Phàm bảo anh ta làm quản gia biệt thự, anh ta còn sợ làm không tốt, bảo anh ta bảo vệ phương thuốc này, là sở trường của anh ta. Đi đi. Mạc Phàm khoát tay với hai người. Hai người ủ rũ tới, rời đi đầy cõi lòng trả thù. Hai người vừa rời đi, Mạc Phàm liền gọi điện thoại cho Bàn Tử, anh ta nhanh chóng bắt máy. Bàn Tử còn chưa mở miệng, một giọng nói chanh chua truyền từ trong điện thoại đến. Kinh Hoa, ai gọi tới, nếu là tên nhóc thối Mạc Phàm kia, nhất định không được nghe máy, cậu ta đắc tội Tần Gia, đừng để gây phiền phức cho chúng ta. Giọng nói này Mạc Phàm không hề xa lạ, là mẹ kế của Bàn Tử, một người phụ nữ con buôn điển hình của Giang Nam. Kiếp trước Bàn Tử bị người phụ nữ này chửi mắng không ít, hắn cũng bị người phụ nữ này xem thường không ít lần. Ở trong mắt bà ta, bạn của Bàn Tử nhất định phải có tiền có quyền thế hơn nhà bọn họ, như vậy sau này mới giúp đỡ được nhà bà ta. Còn những bạn bè khác, đều là bạn xấu, có thể khiến Bàn Tử phải chi tiền ra. Ở trong mắt mẹ kế Bàn Tử, hắn là bạn xấu. Không chỉ có hắn, Hoàng Giao Giao vợ của Bàn Tử cũng là đối tượng mẹ kế Bàn Tử ghét bỏ.
bà ta cảm thấy Hoàng Giao Giao từng bị người ta bán, không xứng với bản tử. Là Mạc Phàm gọi tới thì sao chứ, tôi thích nghe. Bản tử không kiên nhẫn nói. Đúng thì lập tức tắt điện thoại đi, con xem cha con phát điên cái gì, bởi vì tên sao chổi kia, chuẩn bị mở siêu thị ở một nơi rách nát, bây giờ thì hay rồi, siêu thị không mở được, đất cũng không bán được, bị thiệt mất mấy chục vạn, sau này con không được phép chơi với tên sao chổi kia. Tiếng mẹ kế bản tử kêu gào trong điện thoại truyền đến, hiển nhiên là nói chuyện cha bản tử mở siêu thị ngay bên cạnh xưởng dược của cha mình. Ai cần bà lo, bà nên quản bà trước đi. Bản tử cãi bà ta một câu, không để ý đến bà ta nữa, quay về phòng ngủ mới nói với Mạc Phàm. Tiểu Phàm, bên cậu tốt không? Chỗ tôi rất tốt. Mạc Phàm cười nói, trong lòng là cảm động. Cảm giác giống như quay về kiếp trước, lúc hắn đi tìm bản tử, đương nhiên cũng có chút khác. Trước kia là hắn đi tìm bản tử nhờ giúp, bây giờ là hắn giúp bản tử. Tiểu Phàm, gần đây cậu cẩn thận một chút, Tần gia thật sự điên rồi, bây giờ cả thành phố Đông Hải, chỉ cần là người có chút tiếng tăm đều biết cậu đắc tội Tần gia, tốt nhất đừng tin ai, tránh để Tần gia tóm được, ngay cả cha tôi tìm cậu cũng đừng tin. Bản tử lo lắng nói. Mạc Phàm có chút dở khóc dở cười, nếu những lời này bị cha bản tử nghe thấy không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Đương nhiên nếu bản tử biết hắn và Tần gia ở cùng một khu, không biết bản tử sẽ nghĩ gì. Tôi đã biết, chỗ tôi không sao đâu. Đúng rồi, Tiểu Phàm, có phải cậu tiêu hết tiền rồi không? Lát nữa tôi sẽ chuyển thêm cho cậu. Bản tử quan tâm hỏi. Mạc Phàm cười. Không phải, tôi tìm cậu là muốn cho cậu một cơ hội kiếm tiền. Kiếp trước bệnh dịch bùng nổ, rất nhiều người dự trữ đồ dùng sinh hoạt, siêu thị bản tử nhanh chóng trống rỗng. Sau đó muốn bán cũng không bán được, phần lớn tiền đều để Vương gia kiếm. Bây giờ đã có cơ hội, tất nhiên hắn sẽ không quên bản tử. Cơ hội kiếm tiền sao? Tiểu Phàm, không phải cậu bị sốt đấy chứ? Bản tử nghi ngờ nói. Bây giờ Mạc Phàm khó mà bảo vệ mình, lấy đâu ra cơ hội kiếm tiền? Không cần thì thôi, coi như tôi chưa nói. Mạc Phàm tức giận nói. Đừng mà, tôi tin tưởng cậu nói đi. Bản tử vội vàng nói. Anh ta đối xử với bạn bè rất tốt, không có nghĩa là anh ta không ham tiền, thứ này ai không thích. Đúng lúc anh ta đang cần cơ hội chặn miệng lão Vu bà kia. Bảo cha cậu nhập một số lượng lớn đồ dùng hàng ngày, càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Mạc Phàm nghiêm túc nói. Chuyện bệnh dịch bùng nổ chỉ còn mấy ngày, chắc chắn Vương gia là nhà giàu có số một thành phố Đông Hải sẽ nhận được tin tức đầu tiên. Đến lúc đó cơ hội sẽ bị Vương gia cướp đi, chỉ còn dư lại xương cho nhà bản tử. Đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, cần nhiều như vậy làm gì? Bản tử không hiểu lắm. Cậu nghe tôi, không sai đâu. Trái lại tôi rất muốn nghe, nhưng lượng nhập hàng do Vu bà kia quản, cho dù tôi thay đổi số lẻ, cũng không thể chênh lệch quá nhiều. Bản tử khó xử nói, Vu bà anh ta nói là mẹ kế anh ta. Mạc Phàm nhíu mày. Nếu là người khác hắn đã không thèm để ý rồi, nhưng đây là bản tử, vừa rồi bản tử còn muốn gửi tiền cho hắn. Cậu nói với cha cậu, 3 ngày sau có bệnh dịch lớn, nếu ông ta không tin, cậu nói với ông ta, năm ông ta 10 tuổi được người ta cứu ra khỏi nước, người cứu ông ta không bị chết đuối. Cái gì? 3 ngày sau có bệnh dịch lớn. Còn nữa cha tôi chết chìm được cứu là sao đây? Bản tử tò mò hỏi. Câu đầu tiên Mạc Phàm nói anh ta còn hiểu được. Dù sao cũng là di truyền đầu buôn bán của cha anh ta. Một khi gặp phải bệnh dịch, chắc chắn có thể dự trữ bao nhiêu thì dự trữ, cha anh ta vận khí tốt bắt được một đợt bệnh dịch làm giàu, lúc trước chỉ là một cửa hàng nhỏ. Nhưng sao Mạc Phàm biết có bệnh dịch, còn chuyện cha anh ta bị chết đuối là sao, anh ta chưa từng nghe cha mình nói. Cậu nghe tôi là được, đợi chuyện này kết thúc tôi sẽ nói cho cậu. Mạc Phàm thần bí nói. Được, tôi lập tức đi tìm cha tôi. Bản tử cũng biết nặng nhẹ, không hỏi nhiều. Nếu như đúng như lời Mạc Phàm nói, cơ hội của hắn tới rồi, sau này còn cần nghe lão Vu bà kia áp bức cằn nhằn sao? Ừ. Mạc Phàm lên tiếng, tắt điện thoại, hào quang trong mắt lóe lên. Mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Kế tiếp Mạc Phàm không ra khỏi biệt thự, mới đầu di động còn thường xuyên vang lên. Sở gia gọi tới, muốn nói chút chuyện hợp tác, Mộc gia cũng gọi điện thoại đến. Muốn hẹn hắn gặp mặt, đều bị hắn từ chối. Còn có mấy phú thương gặp ở hội đấu giá, nói mấy tin tức xấu,
đồ bọn họ cất giữ không có thứ Mạc Phàm cần tìm. Mạc Phàm không để ở trong lòng, chỉ là ghi nhớ tên vài người này. Hắn bắt đầu lĩnh hội Thái Thượng Hóa Linh Kinh, không cần nguyên liệu luyện chế yêu linh đan. Cho dù những người này mang đồ đến, cũng chỉ như gân gà đối với hắn, không có tác dụng lớn. Hạc Xuyên Niên và Thường Ngộ Xuân cũng gọi tới, bảo hắn gần đây cẩn thận một chút. Sau đó di động của hắn không còn ai hỏi thăm, giống như bị người ta lãng quên. Đối với chuyện này, hắn cũng không để ở trong lòng. Ngoại trừ lĩnh hội Thái Thượng Hóa Linh Kinh, hắn lấy ba pháp bàn lấy từ chỗ Chu Trường Hoàng, tính cả cái lúc trước lấy được luyện chế lần nữa. Bốn trận bàn cách tụ linh đại trận đầy đủ kém xa, nhưng dựng một cái hình thức ban đầu vẫn được. Tuy hiệu quả kém hơn tụ linh đại trận đầy đủ, nhưng bất luận là tụ linh hay phòng ngự đều không phải bây giờ có thể so sánh. Ngoại trừ tụ linh đại trận ra, hắn có khắc bốn trận pháp địa thủy phong hỏa lên bốn pháp bàn, tạo thành tứ tượng trận. Từ bên ngoài nhìn, cả tòa biệt thự được bao phủ trong mây mù nồng đậm ra, thì không có chỗ khác biệt. Chỉ có xông vào mới biết được, bên trong hoàn toàn là mê cung. Nếu Mạc Phàm không muốn để người ta tiến vào, thì không ai có thể vào. Hiện giờ bên trong còn nhốt mấy sát thủ tự ý xông vào, đã đói đến mức da bọc xương. Đây chỉ là giai đoạn đầu, đợi hắn tìm được trận linh thích hợp, góp đủ 9981 trận bàn. Người cố chấp xông vào sẽ phát hiện, đó là sai lầm lớn cỡ nào. Bên trong không chỉ có mê cung vô tận, không cẩn thận sẽ động vào thiên lôi địa hỏa, rơi xuống chỗ vạn kiếp bất phục. Đương nhiên bây giờ mới có 4 cái trong 81 trận bàn, trận nhãn cũng không biết ở nơi nào. Thời gian vội vàng qua đi, 4 ngày đã qua. Trong phòng VIP Club Hưu Nhàn Xa Hoa ở thành phố Đông Hải. Một tay Lý Hưng ôm một mỹ nữ eo thon nhỏ dáng người nóng bỏng, một tay lắc lắc ly rượu vang, đi đến bên cạnh Chu Trường Hoàng đang vẻ mặt u sầu. Chu đại sư, còn lo lắng chuyện Mạc đại sư sao? Tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Chu Trường Hoàng lo lắng nói. Gần đây Mạc Phàm quá yên tĩnh, có chút không bình thường. Tức nước vỡ bờ, càng không phải nói đến người cấp bậc chân nhân như Mạc Phàm, giơ tay nhấc chân có thể khiến vô số người chết thần không biết quỷ không hay. Mạc Phàm bị nhiều người ức hiếp như vậy, thậm chí còn không phản kháng. Khác thường như vậy, càng làm ông ta thêm lo lắng. Vương Thiên Tước nghe Chu Trường Hoàng nói vậy, cũng cười đi tới. Chu đại sư là sợ Tần gia chỉ chèn ép Mạc Phàm, không ra tay với Mạc Phàm sao? Vương Thiên Tước cười hỏi. Cậu xem Tần gia có dấu hiệu muốn giết Mạc Phàm không? Chu Trường Hoàng hỏi ngược lại. Có lẽ Tần gia sẽ nhớ tới tình cũ không giết Mạc Phàm, nhưng ông cảm thấy Lạc gia sẽ bỏ qua cho cậu ta sao? Vương Thiên Tước cười nói. Ông ta là người Đông Hải, am hiểu Tần gia hơn Lý Hưng và Chu Trường Hoàng ở Nam Sơn nhiều. Vẻ mặt Chu Trường Hoàng khẽ đổi, tò mò nhìn Vương Thiên Tước. Ý của Vương Tổng là, nếu muốn người ta chết, nhất định phải khiến người ta điên cuồng trước, Tần gia bức Mạc Phàm đến tứ cố vô thân, sau đó mới ra tay, để cho Mạc Phàm chết cũng phải hối hận vì đối địch với Tần gia. Chu đại sư có thể không tin tôi, nhưng Chu đại sư không phải không biết trước kia thành phố Bắc Xuyên có bao nhiêu tiên thiên tông sư và chân nhân, bây giờ còn lại bao nhiêu. Vương Thiên Tước cười tự tin nói. Lạc gia và Tần gia kết thông ra không phải bí mật gì, nhất là đối với những người như Vương Thiên Tước và Lý Hưng. Thành phố Bắc Xuyên, từ xưa tới nay đều là vùng đất người giỏi đất thiêng, trong Linh Sơn Đại Xuyên cất giấu cao nhân nhiều hơn nơi khác nhiều, tuyệt đối không phải thành phố Đông Hải có thể so sánh. Thành phố Đông Hải lợi hại nhất cũng chỉ là người kia ở đường ra, cách cảnh giới tông sư rất xa. Nhưng so với Lạc gia tọa trấn ở Bắc Xuyên, cao thủ thành phố Bắc Xuyên ít đi nhiều. Nguyên nhân là vì Lạc gia chèn ép. Phàm là kẻ dám khiêu khích uy nghiêm của Lạc gia, đều bị Lạc gia tiêu diệt, không bị tiêu diệt cũng biến mất, trong số những người này có 5-6 người đạt cảnh giới tiên thiên tông sư và chân nhân. Nhiều cao thủ như vậy đều bị Lạc gia tiêu diệt, chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi, Lạc gia sẽ bỏ qua sao? Chẳng qua bây giờ là ăn món tráng miệng trước bữa ăn. À, hai mắt Chu Trường Hoàng sáng lên, lúc này lông mày mới giãn ra. Ông ta cũng là người trong đạo môn, sao không biết những việc Lạc gia làm ở thành phố Bắc Xuyên? Nếu Lạc gia red eye, hơn phân nửa cậu ta chết chắc rồi. Cho dù đến lúc đó không chết, không phải còn có cao thủ ở nước ngoài tới sao, đến lúc đó vừa có thể giết tên nhóc kia, lại có quan hệ tốt hơn với Tần gia và Lạc gia,
một mũi tên trúng ba con chim, không lâu đâu, Chu đại sư đừng lo lắng, thay vì lo lắng, không bằng uống vài chén với mỹ nữ cùng chúng tôi, nếu không chẳng phải lãng phí tâm ý của Vương Tổng. Lý Hưng bổ sung một câu, liếc mắt ra hiệu với ba cô gái trong quán ba. Ba cô gái quán ba cười quyến rũ, đi đến chỗ Chu Trường Hoàng, một người trong đó dạng chân ngồi lên đùi ông ta. Chu đại sư, tới nếm thử ly rượu này của em đi. Cô gái này uống một ngụm rượu, sau đó đút cho Chu Trường Hoàng. Trải qua khuyên nhủ, lúc này sắc mặt Chu đại sư mới dịu đi chút. Ba người thoải mái chè chén, trên mặt đều là đắc ý, giống như nhìn thấy Mạc Phàm xong đời rồi. Cảnh tương tự ở một nơi khác. Trong một quán rượu, một đám người vây quanh một chỗ, rõ ràng là đám phú hào ở hội đấu giá. May tôi phản ứng nhanh, không đưa bảo bối cho Mạc đại sư gì đó, nếu không thật sự thiệt thòi lớn. Lưu Quốc Đống rót rượu vào chén uống một hơi cạn sạch, đắc ý nói. Mạc đại sư này đúng là cuồng vọng, rảnh rỗi trêu chọc Tần gia làm gì, lần này xong đời rồi, ít nhất cũng phải giúp chúng ta luyện chế pháp khí xong hắn tự tìm đường chết chứ. Một người khác vô cùng khó chịu nói. Đúng vậy, hai, pháp khí của tôi đã chuẩn bị đồ hết rồi, chỉ có thể nói với cậu ta là không có thứ cậu ta muốn. Một ông chủ họ Trần tiếc nuối nói. Trần Tổng, ông suy nghĩ đi, không nói đến Mạc đại sư cầm đồ của ông, có thể giúp ông luyện chế pháp khí hay không, cho dù cậu ta luyện chế pháp khí cho ông dám lấy, Tần gia không diệt ông chắc. Đúng vậy, nên cách tên sao chổi này càng xa càng tốt. Đám người này ông một lời tôi một câu, gần như hoàn toàn bàng quan. Không để ý chuyện Mạc Phàm vạch trần âm mưu giúp bọn họ, giảm bớt tổn thất mấy ngàn vạn. Đương nhiên bọn họ cũng không biết, một hồi phong ba sắp xảy ra. Lúc này, trong biệt thự trang trí vô cùng xa hoa ở thành phố Đông Hải. Lạc Minh, bảo ông tìm cao thủ Tiên Thiên, tìm thế nào rồi? Lạc Anh mặc áo và quần đùi màu đen, hai đùi tuyết trắng chồng lên nhau, ngồi trên ghế sofa, giữa lông mày đều là sát ý, cắn răng nói. Một đứa bé 16 tuổi, nhiều người như vậy cũng không đối phó được. Đại tiểu thư, người đã tìm được, chắc chắn trong 3 ngày sẽ tới thành phố Đông Hải. Lạc Minh cung kính nói. Sẽ không giống mấy người lúc trước tìm chứ? Lạc Anh lạnh giọng hỏi. Lúc trước Lạc Minh tìm mấy tên sát thủ, đi đến biệt thự Mạc Phàm còn chưa trở về, bụng bà ta đầy lửa giận. Nếu lần này lại sai lầm, Lạc Minh sẽ cầm đầu tới. Sắc mặt Lạc Minh trầm xuống, vội vàng nói. Tốt nhất đừng sai lầm nữa. Lạc Anh hừ lạnh một tiếng, lúc này lông mày mới hơi giãn ra. Làm con trai bà ta bị thương, không có khả năng bất tử, lại cho cậu ta 3 ngày đi. Đúng lúc này, một vệ sĩ vội vàng chạy tới. Phu nhân, lão gia tử bảo bà đến bệnh viện một chuyến, nói bên kia đã xảy ra chuyện. Cái gì? Lông mày Lạc Anh nhíu lại, vẻ mặt vô cùng khó coi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 8.